Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 466, video của Lệ Chi Tiên Tử. Tống Thư Hàng theo bản năng muốn nhét đôi giáp tay màu bạc này trở lại. Diệt Phượng tiền bối, chuyện chăm sóc đậu đậu, Hoàng Sơn chân quân đã tặng quà đáp lễ cho ta rồi. Cái gọi là một việc không phiền hai chủ. À mà, dùng từ này không đúng lắm, nhưng cũng là ý đấy đấy. Diệt Phượng tiền bối ngài không cần phải tặng thêm quà đáp lễ nào khác cho ta nữa đâu. Diệt Phượng công tử nói với vẻ bất mãn, đàn ông đàn an như ngươi sao mà cứ rong dài như đàn bà thế. Đôi giáp tay màu bạc này là bảo bối đúng không? Bây giờ ta cũng đâu có bảo ngươi phải mang trả nó cho Toàn Phong Tôn giả đâu. Ta chỉ nhận một món quà của Toàn Phong Tôn giả sau đó tặng nó lại cho ngươi coi như quà đáp lễ mà thôi, tại sao ngươi lại không chịu nhận lấy nó chứ hả? Diệt Phượng công tử nói rất hay, rất có lý. Đôi giáp tay màu bạc này rõ ràng là một bảo vật. Thậm chí còn khiến cho cái gã Hải Vương thực lực khôn lường kia dốc hết công sức để tìm nó đấy. Ngoài ra, cho dù bản thân Tống Thư Hàng không dùng được đôi giáp tay màu bạc này đi nữa, nhưng chẳng phải lát nữa sẽ có một cái hội chợ giao dịch giữa các tu sĩ, hay sao? Nếu không dùng đến nó thì vẫn có thể dùng nó để đổi lấy mấy thứ tốt khác với các tu sĩ tiền bối kia mà. Vậy thì ta sẽ không khách khí mà nhận lấy nó nhé. Tống Thư Hàng hỏi thử. Là một gã đàn ông, phải sảng khoái như thế mới phải đạo chứ. Diệt Phượng công tử cười ha hả, vỗ mạnh lên vai Tống Thư Hàng. Sau đó, Diệt Phượng công tử đẩy đẩy mắt kính, thái độ chợt thay đổi, nói một cách nghiêm túc, hơn nữa, ta cũng đã biết đôi chút về kẻ theo dõi ngươi rồi. Đối tượng là ai thế? Tống Thư Hàng vội vàng hỏi thăm. Điều mà hắn thấy khá lo lắng chính là có người chơi trò theo dõi, âm thầm giở trò với hắn. Nếu như kẻ địch chỉ nhằm vào bản thân Tống Thư Hàng thì hắn chẳng sợ gì cả. Địch đến thì đánh, nước dâng thì chặn. Nhưng không ai có thể đảm bảo rằng liệu mấy tên âm thầm dở trò sau lưng kia có chuyển mục tiêu sang những người thân hay bạn bè của Tống Thư Hàng hay không. Cho nên cứ đề phòng thì hơn hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rốt cuộc đối phương là ai đây? Hải Vương hay là chiến sĩ nhím biển? Hay là thế lực của Vô Cực Ma Tông? Hoặc là thế lực tồn tại sau lưng cái con rối tiên sinh, đã bị nổ nát bấy kia? Những kẻ có thể sẽ đến kiếm chuyện mà Tống Thư Hàng nghĩ ra được chỉ có ba kẻ kia. Kha kha, nhân lúc thân thể của ngươi hôn mê bất tỉnh, ta đã cố ý sắp xếp hai vị đệ tử có tu vi bình thường của sở gia chăm sóc thân thể ngươi. Đối tượng quả nhiên đã để lộ ra dấu vết, Diệt Phượng công tử đẩy nhẹ mắt kính, thấu kính lóe lên ánh hào quang của trí tuệ, thật sự đã lộ dấu chân ngựa luôn đấy. Đối phương là một con ngựa đen thành tinh đã tu luyện ra hình người. Hắc Mã Tinh Á. Tống Thư Hàng hỏi lại với vẻ nghi hoặc. Hắn đã đắc tội với một con hắc mã tinh lúc nào thế? Đối phương lại còn ôm theo âm mưu gì đó mà âm thầm theo dõi hắn nữa là sao? Hắn hỏi lại với vẻ tò mò, con hắc mã tinh này, có thuộc về một thế lực đặc biệt nào không? Ví dụ như là Vô Cực Ma Tông chẳng hạn. Hải Vương và chiến sĩ nhím biển có tính bài ngoại rất mạnh mẽ nên chắc sẽ không có mối quan hệ gì với con hắc mã tinh này. Vậy thì chỉ có thế lực Vô Cực Ma Tông, hoặc là thế lực phía sau con rối tiên sinh, kia thôi. Nó không hề có quan hệ gì với Vô Cực Ma Tông cả. Nếu như ta đoán không sai thì chắc có lẽ con hắc mã tinh này thuộc về tổ chức tinh quái, Diệt Phượng công tử vừa lấy tay sờ sờ cằm vừa nói. Diệt Phượng công tử là một đại yêu đã tu luyện thành hình người. Về phương diện các tổ chức yêu quái thì hắn có hiểu biết hơn nhiều các vị tiền bối khác trong nhóm. Tổ chức tinh quái, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Hắn thật sự không thể nghĩ ra được bản thân mình đã đắc tội với tổ chức tinh quái lúc nào. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý chuyện này giúp ngươi. Ta đảm bảo từ nay về sau con hắc mã tinh này sẽ không tìm tới gây thêm phiền phức gì cho ngươi nữa đâu. Diệt Phượng công tử lấy tay đẩy đẩy gọng kính, cười cười đáp lại. Đa tạ Diệt Phượng tiền bối, Tống Thư Hàng thầm thở phào một hơi. Ngoài ra, xin tiền bối giúp ta điều tra một chút sao con hắc mã tinh kia lại phải theo dõi ta. Đáng lẽ ta chưa từng đắc tội với tổ chức tinh quái nào mới đúng chứ? Hay nguyên nhân là vì Tống Thư Hàng đã nhận lấy đôi giáp tay màu bạc này nhỉ? Diệt Phượng công tử đáp lại với vẻ vô cùng hào sảng, cứ giao hết cho ta. Cho dù có là đêm tối thì thấu kính của hắn vẫn có thể chiết xạ ra ánh sáng lóa hết cả mắt. Sau đó Diệt Phượng công tử đưa Tống Thư Hàng lên hòn đảo thổ dân kia. Vừa đúng lúc đó có một vị tiền bối phi thân hạ xuống, đáp xuống bên cạnh Tống Thư Hàng. Là phủ chủ Thất Sinh Phù. Tống Thư Hàng tiểu hữu, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Phủ chủ Thất Sinh Phù cười ha hả nói,
sau đó hắn thu phi kiếm lại. Tà áo khoác ngoài màu đen bay bay, nghênh đón Tống Thư Hàng với vẻ vô cùng ngầu lòi. Thất tinh phù tiền bối, Tống Thư Hàng mỉm cười, sau đó lấy tay vén áo cà sa ngọc bích của mình lên. Cũng làm động tác nghênh đón y như thế, tiền bối, mấy người bạn kia của ta vẫn ổn cả chứ? Mấy người bạn của ngươi vẫn khỏe cả, bây giờ ta sẽ đưa ngươi lên đảo đi gặp bọn họ, phủ chủ thất sinh phù vừa cười vừa đáp lời Tống Thư Hàng. Sau đó, hắn đưa Tống Thư Hàng và Diệt Phượng công tử vào trong đảo. Trên đảo thổ dân, có một tầng kết giới đặc biệt bao ở bên ngoài. Bởi vì phải sắp xếp cuộc đua lái xe máy kéo ở gần đây, vì tránh mấy thổ dân trên đảo và bạn bè của Tống Thư Hàng bị cuộc đua máy kéo ở bên ngoài đảo ảnh hưởng tới, cho nên phủ chủ thất sinh phù đã bố trí trận pháp xung quanh hòn đảo, ngăn cách toàn bộ hòn đảo cùng với bên ngoài. Bởi vậy, cho dù cuộc thi, máy kéo tay vịn, ở bên ngoài có ồn ào náo nhiệt thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến cư dân trong đảo. Sau khi bước vào trận pháp bảo hộ hòn đảo nhỏ này, Tống Thư Hàng lập tức trông trên đảo tối thui tối mù. Chỉ có lác đác vài ngọn lửa đang cháy, loáng thoáng điểm xuyết màn đêm của hòn đảo. Khung cảnh trên hòn đảo này rất yên tĩnh, tất cả cư dân trên đảo cùng những hành khách trên chiếc máy bay gặp rủi ro đều đã chìm vào giấc ngủ rồi. Tống Thư Hàng nói, ấy, đã nửa đêm canh ba rồi à? Giờ này chắc có lẽ đám người Cao Mỗ Mỗ kia cũng đã ngủ mất rồi. Có điều như thế cũng tốt, bởi vì bây giờ hắn vẫn đang mặc áo cà sa, lại còn không thể cởi ra được. Nếu như bọn nó còn thức mà mình lại mặc áo cà sa đi gặp bọn nó thì chắc chắn bọn nó sẽ cho rằng mình sắp xuất ra đi tu đến nơi luôn ấy chứ. Phủ chủ thất sinh phù nói, ta dẫn ngươi đi thăm mấy người bạn của ngươi trước. Sau đó, ta lại dẫn ngươi đi xem bảo khố của ta rồi chọn một món nào đó ngang giá với miếng huyết thần toàn kia để giao dịch với ngươi. Làm phiền tiền bối rồi, Tống Thư Hàng đáp lời, lấy miếng huyết thần toàn từ trong túi thu nhỏ của mình ra đưa cho phủ chủ thất sinh phù. Đối với Tống Thư Hàng mà nói thì trong thời điểm hiện tại, miếng huyết thần toàn này chỉ là một củ khoai nóng bóng tay mà thôi. Cái tên công tử Hải kia dù đã sắp sửa trùng kích cảnh giới ngũ phẩm đến nơi rồi, nhưng vẫn nhớ mãi miếng huyết thần toàn này không quên. Trong đầu hắn vẫn chưa từ bỏ ý niệm cướp lấy miếng ngọc này từ tay Tống Thư Hàng. Cho nên mang nó đi giao dịch với thất sinh phù tiền bối sớm một chút cho xong. Đến lúc đó, công tử Hải có bản lĩnh thì đi mà tìm thất sinh phù tiền bối. Phủ chủ thất sinh phù đón lấy miếng huyết thần toàn kia, cẩn thận lấy ra một cái hộp gỗ đã được chuẩn bị sẵn từ trước, rồi đặt nó vào trong. Dù sao thì miếng huyết thần toàn này cũng có liên quan đến số lượng long văn của kim đan lúc hắn trùng kích cảnh giới ngũ phẩm đấy. Sau đó, phủ chủ mỉm cười rồi nói, đi thôi. Ta đưa ngươi đi thăm mấy người bạn của ngươi trước. Dãy phòng của đám thổ dân ở trên đảo. Phủ chủ thất sinh phù đưa Tống Thư Hàng, Diệt Phượng công tử vào trong phạm vi một căn nhà đắp bằng đất. Tống Thư Hàng không cần vào trong căn nhà, dựa vào tầm nhìn cường đại của tu sĩ, thì chỉ cần nhìn xuyên qua cánh cửa sổ sơ sài của gian phòng thì cũng đã có thể trông thấy từng bóng dáng quen thuộc kia rồi. Lâm Thổ Ba đang ngủ rất say, Gia Cát Trung Dương, còn có Cao Mỗ Mỗ mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu nữa. Ở góc không xa phía trong căn phòng có bạn gái nha y của Cao Mỗ Mỗ, chị em Lục Phi, con gái Kỷ Song Tuyết của Joseph. Tất cả đều ở trong căn phòng này. Chỉ còn lại một mình Gia Cát Nguyệt giới tính bất phân, người đã từng cưỡng hôn Cao Mỗ Mỗ, đang nằm ở một góc nho nhỏ phía góc phòng. Ngoài ra còn có vị giáo sư già trên chiếc máy bay cũng cùng vào hòn đảo thần bí, ông chú da đen biết nhảy đường phố. Đương nhiên còn có một số hành khách mà Tống Thư Hàng không quen biết nữa, tất cả đều phân ra nằm ngủ trong từng căn phòng khác nhau. Sau khi trông thấy mọi người đều bình an vô sự, trong lòng Tống Thư Hàng mới hoàn toàn yên tâm. Chỉ có điều, hắn đưa mắt nhìn một vòng vẫn không trông thấy đệ tử trên danh nghĩa của mình là Joseph đâu. Joseph đi đâu rồi? Joseph, người mà Tống Thư Hàng tiểu hữu nhắc đến có phải là một người trung niên nước ngoài không? Phủ chủ thất sinh phù hỏi lại. Đúng rồi, chính là hắn đấy, Tống Thư Hàng nghe trong ngữ khí của thất sinh phù tiền bối thì có vẻ như Joseph lại gây ra chuyện gì rồi thì phải. Khóe miệng phủ chủ thất sinh phù nhếch lên, nếu là hắn thì ở đằng kia. Ta dẫn ngươi qua đó. Sau đó, hắn cẩn thận dẫn Tống Thư Hàng và Diệt Phượng công tử đi xuyên qua rừng cây, chỉ tay về vị trí khu đất trống phía xa xa, đấy, Tống Thư Hàng tiểu hữu ngươi nhìn mà xem, người kia có phải là Joseph mà ngươi muốn tìm hay không? Tống Thư Hàng trông thấy Joseph đang đứng đầu múa làm mẫu bài tập thể dục, thời đại vẫy gọi, còn có 20 thổ dân bản xứ đang xếp hàng ngay ngắn đứng múa theo hắn với vẻ mặt cuồng nhiệt.
Tâm trạng của Tống Thư Hàng lúc này giống như cả một đoàn kỵ sĩ hàng ngàn người đang thúc ngựa lao đi lộc cộc. Bọn họ đang làm cái gì thế này? Diệt Phượng công tử cảm thấy lạ bèn cất tiếng hỏi. Ha ha, đang luyện tuyệt thế thần công đấy, phù chủ thất sinh phù nói bọn họ chuẩn bị luyện cho tốt bộ tuyệt thế thần công này, đợi đến một ngày kia luyện thành công thì sẽ vùng dậy phản kháng lại ta, treo ta lên mà đánh. Còn nói sẽ không cho ta ăn cơm nữa đấy tương đương ha ha ha. Thất sinh phù, người đùa với ta đúng không? Diệt Phong công tử vặc lại. Ta đâu có đùa với người đâu. Quả thật là bọn họ đang chuẩn bị như thế đấy. Ta đã lặng lẽ quan sát bọn họ tập luyện bộ tuyệt thế thần công, đấy mấy ngày liền rồi, nghe bọn họ nhắc đi nhắc lại mãi, không sai được đâu. Thú vị lắm, phù chủ thất sinh phù đáp. Tống Thư Hàng lấy tay che lấy mặt. Ăn cám rồi. Tuyệt đối không được để phủ chủ thất sinh phù tiền bối biết được mối quan hệ giữa mình với Joseph. Hơn nữa, Tống Thư Hằng cảm thấy lúc trước mình dạy bài tập thời đại vẫy gọi này cho Joseph đúng là một sai lầm lớn nhất trần đời. Sau khi thăm mấy người bạn của Tống Thư Hằng xong, phủ chủ thất sinh phù lại vội vàng kéo kéo Tống Thư Hằng, đi, đi thôi, Tống Thư Hằng tiểu hữu. Ta sẽ dẫn người đi đến nơi cất giữ bảo khố của ta. Ta cất giữ rất nhiều đồ tốt ở trong đấy. Bảo đảm sẽ không khiến cho ngươi thất vọng. Đêm dài nhân tĩnh, nhưng trong nhóm Cửu Châu số 1 thì lại náo nhiệt hẳn lên. Trên hệ thống hiển thị thông báo, Lệ Chi tiên tử đã up một video lên nhóm. Tin tức này vừa tung ra, lập tức có rất nhiều đạo hữu nghe tin móc điện thoại ra, vội vàng ấn vào xem. Sau khi mở video kia lên, thì bắt đầu có hình ảnh phát ra. Nhìn khung cảnh ở bên trong video thì có lẽ là động phủ của dược sư. Bốn bề trồng rất nhiều dược liệu quý giá, còn có các loại thiết bị luyện đan, giàn phơi thảo dược. Ống kính quay video chuyển động, quay đúng vào một bóng người ở trên không trung. Trên trời có một cô gái phương Đông, trên mặt là một nụ cười tiêu sái. Khi cô cười còn có hai chiếc má lúm đồng tiền ẩn hiện ở trên má nữa. Đó chính là Lệ Chi tiên tử. Bây giờ, có thể tôn xưng cô ấy là Lệ Chi chân quân. Lệ Chi tiên tử đang hăm he xoa tay, cười nham hiểm. Cách chỗ Lệ Chi tiên tử đang đứng không xa còn có một tu sĩ có khuôn mặt kiểu trẻ con đang ẩn nấp. Góc quay của video tiếp tục di chuyển, phía xa hơn nữa có bóng dáng của một người đang ngự kiếm tới, tốc độ bay cực kỳ nhanh. Trên khuôn mặt của người đang tới lộ ra vẻ lo lắng. Chương 467, tiếng kêu đầy ma lực. Lệ Chi tiên tử, sao cô lại đứng ở trước cửa nhà của dược sư thế này? Đồng quái tiên sư vẫy vẫy tay với Lệ Chi tiên tử. Trên khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Xin chào đồng quái đạo hữu. Lệ Chi tiên tử nở nụ cười rất đỗi ngọt ngào, lộ ra lúm đồng tiền dễ thương trên má, ta đang đứng ở đây đợi ngươi ấy mà. Đồng quái tiên sư sửng sốt, đợi ta. Đúng thế, ta đợi đạo hữu đã lâu rồi, nụ cười của Lệ Chi tiên tử lại càng ngọt ngào hơn. Tiên tử tìm ta có chuyện gì à? Đồng quái tiên sư nghĩ mãi không ra lý do, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười rồi nói tiếp, tiên tử. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. À, đúng rồi, ta còn phải cảm tạ Lệ Chi tiên tử đã đưa tiểu đồ của đến chỗ dược sư huynh. Ta đây cảm kích vô cùng. Đồng quái tiên sư vừa nói vừa ngự kiếm bay đến gần Lệ Chi tiên tử để chuẩn bị vừa đi vừa nói chuyện với cô. Hơn nữa, trong lòng đồng quái tiên sư vẫn luôn lo lắng cho thương thế của đệ tử, cũng không biết vết thương của thiết quái có nặng lắm hay không, không biết tình hình bây giờ thế nào rồi nữa. Thân là một người sư phụ như hắn đang lo lắng chết đi được đây. Lúc đồng quái tiên sư đến gần Lệ Chi tiên tử chợt lên tiếng, gọi, đồng quái đạo hữu. Xin tiên tử cứ nói, đồng quái tiên sư gật gật đầu, nói. Nhưng đúng vào lúc này, Lệ Chi tiên tử vốn đang đứng yên tại chỗ đột nhiên lại dốc toàn lực xông đến. Thân hình của cô vọt lên thật cao, xoay 180 độ trong không trung, lưng quay về phía đồng quái tiên sư. Khuỷu tay huých mạnh về phía sau, đánh một cú thật mạnh về phía đồng quái tiên sư. Đồng thời, trong ánh mắt của tiên tử cũng lộ ra một tia sáng vô cùng đáng sợ. Do Lệ Chi tiên tử đột nhiên nhảy lên tấn công quá bất ngờ, hơn nữa tu vi của cô bây giờ đã là chân quân lục phẩm, lại thêm đồng quái tiên sư không hề có chút phòng bị nào. Cho nên, cuối cùng đồng quái tiên sư đã dùng mặt của mình để tiếp xúc thân mật với khuỷu tay đang đánh tới của Lệ Chi tiên tử. Đồng quái tiên sư chỉ kịp kêu, á hự, một tiếng. Thân thể của hắn bị hất tung ra khỏi phi kiếm, bị Lệ Chi tiên tử đánh bay đi cái vèo. Nhưng chiêu phi thân công kích bằng khuỷu tay mới chỉ là đòn mở đầu cho những đòn tiếp theo mà thôi. Ngay sau đó, thân thể mềm mại như không xong của Lệ Chi tiên tử trượt đến phía sau lưng đồng quái tiên sư.
cô sử dụng chiêu tam giác giảo, vô cùng đẹp mắt. Hai chân cô quấn lấy cổ đồng quái tiên sư, sau đó đan chặt vào nhau, đồng thời để mắt cá chân trái đặt cạnh mắt cá chân phải, khóa chặt lấy cổ tiên sư. Đồng quái tiên sư cảm thấy cổ mình giống như là bị kềm kẹp cứng ngắc, vô cùng đau đớn, ặc, ặc. Hay a, Lệ Chi tiên tử khẽ quát lên một tiếng, hai chân lại dùng thêm sức. Đồng quái tiên sư bị đá bay đi xong, bây giờ vẫn còn đang ở trong trạng thái ngu người chẳng hiểu ất giáp gì. Khỉ gió, xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao bản tiên sư ta vừa mới gặp mặt đã bị Lệ Chi tiên tử đối đãi giống như cái bao cát như thế này cơ chứ? Lẽ nào cái thằng nhóc thiết quái chết tiệt kia đã chọc gì khiến Lệ Chi tiên tử nổi giận rồi à? Cho nên tiên tử mới đi chút hết cơn thịnh nộ lên người ta. Còn chưa đợi đồng quái tiên sư suy nghĩ thêm được gì, thì đã có một bóng người di chuyển đến ngay trước mặt hắn. Là Lệ Chi tiên tử, cô lại vọt đến trước mặt hắn chỉ trong chớp mắt. Toàn phong thoái, hay ya, hai chân Lệ Chi tiên tử tạo thành hình chữ mã, liên tục đá vào người tiên sư. Một đôi chân ngọc ngà đẹp đẽ nhưng lại tàn nhẫn như một cơn lốc, đạp bốp, 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 lên trên người đồng quái tiên sư. Á hự hự, đồng quái tiên sư kêu lên thảm thiết, bị toán phong thoái đánh bay lên trên trời, càng bay càng cao. Vẫn còn chưa hết đâu, nếm thử thêm cái này nữa đây. Lệ Chi tiên tử lôi súng chống tăng vác vai AT-4 ra, quát khẽ, hay ya 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 ya. Phần đuôi của nòng súng phóng phụt ra một ngọn lửa nóng rẫy. Viên đạn bay cái đoàng ra, bắn vào người đồng quái tiên sư. Úi úi, đồng quái tiên sư kêu lên vô cùng thảm thiết, thân hình bị đánh văng bay lên cao hơn. Đầu đạn phát nổ khi ở trong không trung, hóa thành một chùm pháo hoa sáng rực. Tiếp đây, hãy xem kim câu đánh quái của ta đây. Thân hình Lệ Chi tiên tử huyễn hóa ra một chuỗi tán ảnh, vèo, một cái vọt chạy đến trước mặt đồng quái tiên sư, hay ya. Lăng không lộn ngược lại đá một cú đẹp miễn chê. Á hự, đồng quái tiên sư không còn sức để phản kháng nữa. Ngoài việc kêu lên thảm thiết thì thậm chí hắn có muốn chống lại một chút cũng không làm được. Lệ Chi tiên tử, thăng long quyền, ya ya ya. Đồng quái tiên sư, á hự. Toàn chuyển tất lạc, ya ya ya. Đồng quái tiên sư kêu lên thảm thiết, á hự. Bộ bộ cao liên kích, ya ya ya. Á hự. Cơ quan tán đả, ya ya ya. Á hự. Chiêu thức 18 không biết tên, ya ya ya. Đồng quái thảm thiết kêu lên, á hự. Ya ya ya. Á hự. Xong rồi, Đặng Y Ma đạo hữu, xin ngươi đi qua đây nhặt thi thể của đồng quái giúp ta. Vác hắn đặt lại vào cái vị trí mà ta đã đặt sẵn ở chỗ của dược sư đi, Lệ Chi tiên tử phủi tay rất đỗi hài lòng phủi. Tên tu sĩ có khuôn mặt trẻ con đang trốn ở trong góc kia bất ngờ chui ra, vốn hắn ẩn nấp ở trong bóng tối là vì muốn đề phòng đồng quái tiên sư chạy trốn mất, cũng như để chặn đường lui của đồng quái tiên sư. Nhưng có vẻ như hắn đã tốn công vô ích rồi, đồng quái tiên sư đáng thương căn bản cũng không có cơ hội để bỏ chạy. Trên khuôn mặt trẻ con của Đặng Y Ma lúc này phảng phất như xuất hiện nét gì đó tựa như thương hại. Trước khi đến đây tìm đồng quái tiên sư, hắn đúng là vẫn luôn ôm oán giận ở trong lòng. Cho dù hắn đã lấy được một mớ linh thạch khả khẩm từ chỗ Hoàng Sơn chân quân, về, cơ bản có thể giúp hắn vớt phát được phần nào số tiền đã mất. Nhưng oán giận của hắn đối với tên bốc quẻ ngược là đồng quái tiên sư này vẫn không giảm đi chút nào cả. Nhưng bây giờ, khi trông thấy tình trạng thê thảm của đồng quái tiên sư, trong lòng Đặng Y Ma lại sinh ra chút gì đó như là cảm giác thương hại. Khi phụ nữ tức giận, mà đặc biệt là kiểu phụ nữ như tiên tử đây thật đáng sợ quá đi mất. Oán giận trong lòng hắn bất giác đã tan thành mây khói. Đặng Y Ma nhấc đồng quái tiên sư lên, bay về phía động phủ của dược sư. Trên thực tế, vết thương của đồng quái tiên sư không hề nghiêm trọng như khi xem qua video. Trong lúc hắn bị súng chống tăng bắn bay lên trên trời, hắn đã trông thấy Đặng Y Ma đang ẩn nấp trong bóng tối. Trong một thoáng, hắn đã đoán ra được nguyên nhân vì sao Lệ Chi tiên tử lại mở hình thức cuồng bạo như thế. Ấy là bởi vì hóa ra lúc trước mình đã giả thành cô ấy để đi xem bói. Vì thế, đồng quái tiên sư đã ngoan ngoãn đóng vai, người bị ăn đòn như tử, này. Chỉ có điều là, Lệ Chi tiên tử ra tay cũng tàn độc quá đi mất. Đau chết đi được, đồng quái tiên sư chỉ còn biết chảy dài hai hàng nước mắt. Video kết thúc ở đây. Lệ Chi tiên tử tắt nút quay video. Cả một hồi lâu mà trong nhóm vẫn không có ai hó hé câu nào. Mãi một lúc sau, Bắc Hà tản nhân, trông Lệ Chi tiên tử, ngầu khỏi chê luôn.
Vân Du Tăng Thông Huyền gửi một icon like. Điền Thiên đảo chủ, có điều, không biết có phải ta đang bị ảo giác không mà bây giờ ở bên tai ta chỉ có hai chữ này thôi. Tuyết Lang động chủ phối hợp lên tiếng, hay ya. Phá Dương Kích Quách Đại cũng tung hứng theo, á hự. Đông Phương Tiên Tử, chính là thế đó. Điền Điềm Phó đảo chủ, chính là loại cảm giác này. Thiên Phủ Khí Tông Dương Huyền, chính là loại cảm giác này. Lưu Huỳnh Tiên Tử, chính là loại cảm giác này. Trong video vừa nãy, tiếng quát yêu kiều của Lệ Chi Tiên Tử và tiếng kêu thảm thiết của Đồng Quái Tiên Sư quả thực rất có ma lực. Hai tiếng kêu ấy không ngừng quanh quẩn, lặp đi lặp lại trong đầu mọi người. Mà lúc này, Tống Thư Hàng với Diệt Phượng Công Tử đang cùng nhau đi theo Thất Sinh Phù Phủ Chủ vào bảo khố của Phủ Chủ. Nói ra thì, bảo khố của tu sĩ phần lớn đều được giấu ở một nơi bí mật, không cho bất kỳ người nào biết. Sau đó, nếu như có một vài tu sĩ bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà, thân tử đạo tiêu, thì bảo khố của bọn họ kiểu như động phủ hay gì đó chẳng hạn, rất nhiều năm sau sẽ biến thành bảo tàng để cho các tu sĩ đời sau cùng đi thăm dò. Chương 468, đã quá. Phủ chủ Thất Sinh Phù dẫn Tống Thư Hàng và Diệt Phượng Công Tử đến chỗ một bãi cát nằm ở đằng sau của hòn đảo. Sau đó, hắn đến một chỗ trên bãi cát, vói tay giật một cái cửa ngầm ra. Cửa vào bảo khố chỉ đơn giản vậy thôi sao? Thất Sinh Phù tiền bối không sợ bị trộm mất à? Lúc này, Thất Sinh Phù tiền bối dẫn đầu tiến vào bên trong mật đạo, Tống Thư Hàng và Diệt Phượng Công Tử cũng nối gót phủ chủ Thất Sinh Phù tiến vào theo. Bên dưới cánh cửa ngầm là một địa đạo uốn khúc hướng thẳng xuống phía dưới, sâu không thấy đáy, cũng không có cầu thang. Phủ chủ Thất Sinh Phù bước lên phi kiếm, chậm rãi hạ xuống. Còn Tống Thư Hàng thì cũng được Diệt Phượng Công Tử dùng phi kiếm đỡ lấy, thong thả đi xuống. Không biết đi xuống bao lâu, cuối cùng trước mắt Tống Thư Hàng cũng xuất hiện ánh sáng, đã đến rồi sao? Đến rồi, bảo khố của ta ở chỗ này đây, phủ chủ Thất Sinh Phù mỉm cười nói. Sau đó, hắn đưa tay chỉ về phía trước. Thứ ở trước mặt hắn là một con ngọc quy dài 100 mét, toàn thân nó được đúc từ ngọc thạch, trông sống động như thật. Ánh sáng này là phát ra từ trên thân thể nó. Nó cứ nằm lặng lẽ không hề nhúc nhích như thế ở trong cái vực sâu không đáy này. Phủ chủ Thất Sinh Phù cười ha ha nói, đây chính là nơi ta để bảo khố. Diệt Phượng Công Tử dõi mắt nhìn con rùa khổng lồ kia, cảm thán nói, Thất Sinh Phù đạo hữu bảo tay thật đấy. Kha kha, chỉ là vận khí khá tốt, kết được mối thiện duyên với vị quy tiền bối này thôi. Quy tiền bối, mắt Tống Thư Hàng sáng rực lên, lẽ nào cái con ngọc quy khổng lồ này là vật thể sống sao? Trong lúc hắn còn đang mải suy nghĩ thì Thất Sinh Phù tiền bối đã dẫn hắn và Diệt Phượng Công Tử bay đến trên lưng con rùa. Các ngươi cũng biết đó, năm đó ta đã hạ ra rất nhiều lời thề kỳ quái. Có một lần, trong quá trình hoàn thành một lời thề, ta đã quen biết được với quy tiền bối. Sau đó ta bèn di rời toàn bộ bảo khố của mình đến cất giữ trên người quy tiền bối, vừa nói, phủ chủ Thất Sinh Phù vừa đi đến vị trí cao nhất trên mai rùa, vỗ nhẹ lên chỗ đó một cái. Đỉnh của mai rùa bắt đầu tách ra, hóa thành một cái cửa lớn. Phủ chủ Thất Sinh Phù nói, vào đi, bảo khố ở bên trong đấy. Trước khi Tống Thư Hàng bước vào nơi cất giữ bảo khố, hắn đưa mắt nhìn xuống con rùa khổng lồ ở phía dưới này một cái. Từ đầu chí cuối, con ngọc quy này vẫn nằm im không cục cựa lấy một cái nào, đến cả mí mắt cũng không hề chớp lấy một cái. Sau khi bước vào trong mai rùa, Tống Thư Hàng nhìn thấy một không gian màu trắng vô cùng rộng lớn. Phủ chủ Thất Sinh Phù và Diệt Phượng Công Tử bay bồng bềnh ở trên không trung, dường như trong không gian toàn màu trắng này không hề có trọng lực. Trong không gian này, có vô số giá gỗ, hòm, dương đều đang trôi bồng bềnh. Trong những thứ đó đều có chứa báu vật của phủ chủ Thất Sinh Phù. Phủ chủ vẫy vẫy tay gọi Tống Thư Hàng rồi nói đi cũng phải nói lại, Tống Thư Hàng tiểu hữu có đang thiếu thứ gì không? Ta cũng không rõ nữa, chỉ bằng tiền bối giới thiệu cho ta được không? Tống Thư Hàng dò hỏi. Tiểu hữu bây giờ đã có tu vi nhị phẩm. Ta thấy ngươi đã có cả pháp y lẫn vũ khí luôn rồi. Về mặt công pháp thì cũng chẳng thiếu gì. Đan dược cũng đủ, phủ chủ Thất Sinh Phù đưa tay gãi gãi cằm. Hay là tiền bối cho ta thêm một ít, phù bảo, nữa được không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, phù bảo của Thất Sinh Phù tiền bối đã cứu hắn thoát khỏi nguy hiểm mấy lần. Đặc biệt là kiếm phù đã giúp hắn vượt cấp giết chết được tới mấy tên cường địch. Nếu là phù bảo thì bởi vì tu vi bây giờ của ta có hạn nên phù bảo mà ta có thể chế tạo ra cao lắm cũng chỉ tầm cỡ tứ phẩm mà thôi. Nếu như ngươi muốn,
thì ta sẽ tặng trước cho ngươi mấy tờ. Nói xong, thất sinh phù tiền bối đưa tay ngoắc một cái. Ba chồng bùa bay đến từ phía trên một cái giá gỗ, rơi xuống tay của thất sinh phù tiền bối. Sau đó, hắn, xoẹt xoẹt, như đếm tiền mặt, mỗi loại rút ra 20 tờ rồi đưa cho Tống Thư Hàng. 20 tờ giáp phù này, 20 tờ kiếm phù này, với 20 tờ phiêu hành phù. Tất cả đều là cấp bậc tứ phẩm, mạnh hơn mấy cái ngươi dùng lần trước một chút. 60 tờ phù bảo này, cũng coi như là tiền thù lao ta trả cho Tống Thư Hàng tiểu hữu vì đã đưa tới nhiều giáo viên như thế cho ta. Không tính vào phần giao dịch, huyết thần toàn, nhé. Phủ chủ thất sinh phù cười ha ha nói với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng gượng cười nhận lấy 60 tờ phù bảo. Mấy thầy giáo ở trên đảo này cũng không phải do hắn đưa tới đâu. Tiếp theo, thật ra thì ta đã chuẩn bị một vài món đồ để trả thù lao của huyết thần toàn, nhưng để xem Tống Thư Hàng tiểu hữu ngươi thích món nào đã, phủ chủ thất sinh phù cười hắc hắc lên. Sau đó, hắn dẫn Tống Thư Hàng đến trước ba cái dương lớn. Mở dương thứ nhất ra, bên trong là một sợi dây thừng màu vàng. Phủ chủ thất sinh phù giới thiệu, đây là khốn tiên thằng. Bản sao thôi nhé, một khi thi triển ra thì nó có thể trói chặt kẻ thù. Tuy chỉ là bản sao thôi, nhưng cho dù có là linh hoàng ngũ phẩm thì sợi thừng này cũng có thể trói chặt được một khắc. Chỉ có điều, số lần sử dụng nó cũng có hạn. Sau khi ta có được nó đã sử dụng 5 lần rồi. Bây giờ, sợi khốn tiên thằng này còn có thể sử dụng được 16 lần nữa thôi. Sau khi sử dụng hết 16 lần này nó sẽ biến thành một sợi dây thừng bình thường. 16 lần trói chặt kẻ thù, tuy số lần sử dụng có hạn, nhưng nếu sử dụng thứ này hợp lý thì quả là diệu dụng khôn cùng. Đặc biệt là đến cả tu sĩ ngũ phẩm mà cũng có thể bị trói một khắc. Trong lúc các tu sĩ ngũ phẩm giao chiến với nhau, thời gian một khắc kia đủ để thay đổi thắng bại. Tống Thư Hàng im lặng gật gật đầu, đây đúng là một bảo bối tuyệt vời. Đây là món bảo bối thứ hai. Là một con rối, phủ chủ thất sinh phù lại mở cái dương thứ hai ra. Trong dương có chứa một con rối rất tinh xảo. Tống Thư Hàng thấy con rối này rất trông quen mắt, nó có hình dạng một con rồng lớn phương Tây, dài khoảng chừng 3 mét, cao khoảng hơn 2 mét, toàn thân màu trắng bạc. Ngoài màu sắc của con rối này khác với con rối hắc long của gã tiên sinh, mà Tống Thư Hàng đã từng nhìn thấy ở trong hang động dung nham kia, thì còn lại cơ hồ giống nhau như đúc. Đây là một loại con rối có thể phi hành do Mặc Môn sản xuất, chỉ cần nhét linh thạch vào trong là có thể khởi động nó. Nếu như chất lượng của linh thạch đủ tốt, loại con rối phi hành này thậm chí còn có thể bay với tốc độ siêu thanh. Trước khi tiểu hữu tấn cấp cảnh giới tứ phẩm, nắm vững pháp môn ngự kiếm phi hành thì con rối phi hành này là một công cụ di chuyển cực tốt đấy. Điểm trừ duy nhất là nó tốn linh thạch dữ lắm, phủ chủ thất sinh phù giới thiệu. Lúc Tống Thư Hàng trông thấy con rối màu trắng bạc này thì trong lòng đã cảm thấy thích rồi. Long kỵ sĩ gì đó oách lắm. Cho dù nó chỉ là một con rối cự long thôi, nhưng vẫn ngầu lắm. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là, sau khi có nó rồi, dù chưa tới tứ phẩm thì Tống Thư Hàng vẫn có thể ung dung, tự do bay ở trên không trung. Xem chừng Tống Thư Hàng tiểu hữu rất thích món quà thứ hai này nhỉ, phủ chủ thất sinh phù cười cười nói, chỉ có điều... Ta vẫn muốn giới thiệu một chút với ngươi về món bảo vật thứ ba. Hắn vừa nói vừa mở chiếc dương thứ ba ra. Trong chiếc dương thứ ba là một gốc măng tre nho nhỏ, trông có vẻ như rất ngon lành. Đây là thiên tài địa bảo gì thế? Sử dụng nó như thế nào? Tống Thư Hàng quay sang hỏi. Hắn nhớ lại lúc Bạch Tôn giả phát hiện ra hai gốc thúy trúc xuẩn hồi trước, ăn xong thì giúp ích rất nhiều cho việc khai thông tị khiếu, nhờ có tay nghề nấu ăn của nữ đầu bếp Đường Đường của Không Không Đạo Môn. Hương vị lại càng tuyệt vời hơn. Ách, cái này không phải dùng để ăn đâu. Tuy rằng nó cũng có thể ăn được thật, nhưng nếu mà ăn hết nó thì thật quá lãng phí, phủ chủ thất sinh phủ vội vàng khua khua tay nói. Diệt Phượng công tử đứng ở một bên ngó nhìn cây măng một hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng, có yêu khí. Không đúng, linh khí trên người nó rất dồi dạt, đây là linh vật đã tu luyện thành à. Đúng thế, đây là cây măng sinh trưởng tại vùng đất hội tụ linh khí dồi dào. Hơn nữa điểm hiếm thấy ở nó chính là nó không hề biến thành yêu. Sau khi nó sinh ra một ít linh trí thì bắt đầu tiến hóa theo hướng linh vật. Chỉ cần che chở cho nó trưởng thành một cách cẩn thận thì đợi đến khi nó trở thành một cây trúc rồi, không cần phải luyện chế nó cũng đã là một món pháp bảo trời sinh có khí linh rồi, phủ chủ thất sinh phù vừa nói vừa cười ha ha lên. Đây quả thật là một bảo bối tốt khó tìm. Một pháp khí muốn có được khí linh trong mình là điều không dễ dàng gì. Không chỉ phải tốn hao rất nhiều thiên tài địa bảo mà còn phải đưa tình cảm yêu mến vào bên trong pháp bảo,
ngày đêm làm bạn với nó, hơn nữa còn cần phải có đủ cơ duyên nữa mới được. Ngay cả lưu tinh kiếm trong tay của Bạch Tiền Bối cũng chỉ mới đang sinh ra được một tia khí linh mà thôi. Mà gốc măng nhỏ này, chỉ cần nuôi dưỡng nó lớn lên, biến thành một cây trúc, thì nó đã thành một cây gậy trúc trời sinh có linh. Giá trị của món bảo vật này đã vượt xa giá trị của huyết thần toàn. Thất sinh phù đạo hữu, liệu gốc măng nhỏ này có vấn đề gì không thế? Diệt Phượng công tử hỏi dò, bảo bối như thế này, tại sao phủ chủ lại định lấy ra để đổi lấy một khối huyết thần toàn với Tống Thư Hàng làm gì? Đây quả thực là kiểu muốn dùng kim cương đổi lấy mấy đồng tiền lẻ mà. Bản thân gốc măng này không hề có vấn đề gì cả. Sở dĩ ta lấy nó ra để giao dịch là bởi vì nó cũng không phải là đồ của ta. Bởi vì nó có ước định với ta nên tạm thời ở nhờ trong bảo khố của ta mà thôi, phủ chủ thất sinh phù nói, theo như giao hẹn của ta và nó thì mỗi khi ta cần tiến hành, giao dịch, với đạo hữu trong bảo khố bí mật này thì nhất định phải để cho đạo hữu đó tiếp xúc với, gốc măng nhỏ, này. Đợi xem bao giờ xuất hiện một người chủ nhân mà thích thì nó sẽ đi theo người đó. Lai lịch của phủ chủ thất sinh phù rất thần bí. Sau lưng hắn có cả một thế lực tu sĩ vô cùng khổng lồ. Điểm này dường như cũng không phải là bí mật trong nhóm Cửu Châu số 1. Phủ chủ thất sinh phù cũng không hề kiêng dè tránh né đề tài này. Nhưng hắn cũng rất ít khi đề cập tới thế lực sau lưng hắn rốt cuộc là gì. Trong tay phủ chủ thất sinh phù luôn luôn có một vài món đồ kỳ quái. Cũng giống như những lời thề kỳ quái mà hắn đã tiện miệng lập ra khi còn trẻ vậy. Tống Thư Hàng cười cười nói, tình tiết bảo vật nhận chủ đây sao? Phủ chủ thất sinh phù cười ha ha rồi nói, cũng gần như là vậy đấy. Vậy thì ta phải làm thế nào? Tống Thư Hàng lại hỏi. Đơn giản thôi, người đưa tay ra nắm lấy nó, để xem thử phản ứng của nó như thế nào thôi, phủ chủ thất sinh phù đáp. Tống Thư Hàng gật gật đầu, vén áo cà sa lên rồi đưa tay về phía gốc măng kia. Đồng thời cũng buột miệng hỏi, đúng rồi, thất sinh tiền bối, nếu như thật sự có người được cây măng này chấp nhận thì sau khi mang nó đi, phải mất bao lâu nó mới mọc thành trúc được? Khoảng chừng 500 năm là có thể lớn thành một cây trúc nhỏ rồi. Sau khoảng 2000 năm thì nó sẽ trưởng thành, phủ chủ thất sinh phù xoa xoa cằm đáp lại. 500 năm mà mới chỉ nhú thành một cây trúc nhỏ thôi á. Trong lúc Tống Thư Hằng còn đang suy nghĩ thì tay của hắn đã chạm vào gốc măng kia rồi. Nó gai gai, nhưng mà cũng mềm mềm, sờ vào cũng có cảm giác không tệ. Đột nhiên, tinh thần của Tống Thư Hàng chấn động. Sau đó, ảo giác thấy trời và đất bỗng xuất hiện trước mắt hắn. Ở giữa đất trời có một cây gậy trúc thật lớn đỉnh thiên lập địa. Một đầu của cây gậy cắm thẳng vào trong vân tiêu, một đầu khác của cây gậy thì đâm sâu vào trong nền đất. Như thể ông đây cắm trời thông luôn cả đất. Thật là khí phách, Tống Thư Hàng cảm thán. Nhưng đúng lúc đó, cây gậy này đột nhiên rút ra từ trong lòng đất, nện tới tấp về phía Tống Thư Hàng. Keng tương đương tiếng kim loại giao nhau vang lên, Tống Thư Hàng cảm giác trong đầu óc mình vang lên tiếng ong ong, vô cùng khó chịu. Đã quá tương đương. Một thanh âm quanh quẩn trong đất trời tựa như tiếng sấm rền. Âm thanh này khiến Tống Thư Hàng trực tiếp tỉnh lại từ trong ảo giác kia. Mà lúc này, Tống Thư Hàng phát hiện ra rằng mình đã đẩy gốc măng kia ra xa hơn 10 bước, mặt mày đần thối ra. Chương 469, đậu xanh, đánh nhầm người rồi. Đã xảy ra chuyện gì thế? Phủ chủ thất sinh phù hỏi với vẻ nghi hoặc, hắn đã từng giao dịch với rất nhiều đạo hữu thân thiết ở trong bảo khố này. Từ trước đến giờ tổng cộng có hơn 20 vị đạo hữu đã từng tiếp xúc với gốc măng này, nhưng trước giờ vẫn chưa từng có ai có phản ứng giống như Tống Thư Hàng cả. Tống Thư Hàng đưa tay sờ sờ đầu rồi hỏi, gốc măng này biến thành một cây gậy lớn đánh ta. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy đầu mình hơi váng vất, mắt thì hoa lên, trước mắt là cả một dàn sao năm cánh bay lượn. Diệt Phượng công tử, phủ chủ thất sinh phù. Xem ra, gốc măng này không thích hợp với Tống Thư Hàng phải không? Gốc măng này chỉ vừa mới gặp mặt thôi mà đã ra tay chơi Tống Thư Hàng tiểu hữu một vố rồi. Nhưng nói đến thì cũng lạ. Rõ ràng Tống Thư Hàng tiểu hữu là một người tốt, các vị đạo hữu trong nhóm luôn luôn đánh giá tốt về Tống Thư Hàng. Tại sao gốc măng này vừa mới tiếp xúc thì đã đánh Tống Thư Hàng tiểu hữu cơ chứ? Đang lúc phủ chủ thất sinh phù cảm thấy hết sức khó hiểu thì gốc măng nhỏ kia đột nhiên chấn động một cái. Sau đó có một ý niệm được truyền vào trong đầu của phủ chủ thất sinh phù. Cái gì? Phủ chủ thất sinh phù sửng sốt. Chính là cái người khi nãy đấy. Xin lỗi, vừa nãy ta đánh nhầm người rồi, gốc măng nhỏ nói. Khóe miệng phủ chủ thất sinh phù giật giật.
Đánh nhầm người mất rồi. Lại nói, từ khi nào mà ý thức của gốc măng nhỏ này lại nhân tính hóa đến thế cơ chứ? Cho đến giờ, mỗi khi gốc măng nhỏ này trao đổi với hắn thì đều đứt quãng từng chút một, giống như vừa mới mở linh trí thôi. Đến ngay cả lúc giao hẹn với mình về việc tìm chủ nhân giúp nó, trao đổi với nhau cũng chỉ toàn nói mấy câu tối nghĩa, vô cùng vất vả. Nhưng vừa rồi, trong lúc trao đổi, thần trí của gốc măng nhỏ này đã sắp hoàn thiện rồi. Hơn nữa, vừa rồi nó còn nói đánh nhầm người phải không nhỉ? Hóa ra trước kia gốc măng nhỏ này đã quen với rất nhiều người, đây mà. Quả nhiên mình lại nhặt về một thứ phiền phức rồi. Phủ chủ thất sinh phù lấy tay xoa xoa hai huyệt thái dương của. Thất sinh phù, xin lỗi vị tiểu đạo hữu kia giúp ta đi mà tương đương âm thanh của gốc măng nhỏ lại tiếp tục truyền đến. Phủ chủ thất sinh phù thở dài một hơi nặng nề, cái này, thư hàng tiểu hữu. Vừa rồi, gốc măng nhỏ này có nói với ta là thật là ngại quá, khi nãy nó nhận nhầm người. Cho nên nó mới đánh nhầm ngươi. Tống thư hàng nhìn thất sinh phù tiền bối chân chối. Phủ chủ bị Tống thư hàng nhìn chằm chằm cũng thấy xấu hổ lắm lắm, hắn quay đầu lại liếc gốc măng kia một cái. Gốc măng nhỏ kia bị phủ chủ chừng xong cũng xấu hổ không thôi. Một lúc sau, toàn thân của gốc măng run lên, rụng một mảnh vỏ măng xuống. Đồng thời, lại truyền một ý niệm vào đầu phủ chủ. Phủ chủ thất sinh phủ nhận lấy mảnh vỏ măng kia, đưa cho Tống thư hàng, khụ khụ, Tống thư hàng tiểu hữu, nó tặng cái này cho ngươi thay cho lời xin lỗi. Đừng xem thường mảnh vỏ măng này nhé, nó có thể bảo vệ ngươi một mạng trong lúc nguy cấp đấy. Tống thư hàng nhận lấy mảnh vỏ măng, nói, được rồi. Ta chấp nhận lời xin lỗi của nó. Mà đúng lúc này, cái nắp hộp đựng gốc măng kia phát ra tiếng, kẹt, một cái, đóng sập lại, giống như đang ngại ngùng vậy. Khụ khụ khụ, thất sinh phù tiền bối khụ hai tiếng, sau đó chỉ về hai cái hòm ở đằng trước, rồi nói với Tống thư hàng, vậy thì, Tống thư hàng tiểu hữu, trong hai bảo vật này, ngươi thích cái nào hơn? Đương nhiên. Nếu như đều không thích thì trong bảo khố của ta vẫn nhiều đồ lắm, ngươi cứ tùy ý chọn lấy một cái. Ta đảm bảo giá trị của thứ ngươi chọn được cuối cùng tuyệt đối không thấp, mà còn cao hơn cả huyết thần toàn nữa. Sau khi Tống thư hàng suy đi tính lại, thì hắn chỉ vào cái hộp thứ hai nói, lấy con rối ngân long này đi. Tuy khôn tiên thằng bản sao kia cũng rất được, nhưng trong thời điểm này thì không có tác dụng gì lớn đối với Tống thư hàng. Với trang bị, phù bảo, đan dược của hắn bây giờ thì dù cho có gặp phải kẻ thù nào đó dù có đánh nhau với kẻ thù thì căn bản cũng không cần dùng tới khốn tiên thẳng này làm gì. Mà lỡ như kẻ địch nào mạnh quá, hắn đánh không lại thì có dùng tới khốn tiên thẳng cũng chẳng có tác dụng gì cả. Ví dụ như nếu đối phương là linh hoàng ngũ phẩm chẳng hạn, khốn tiên thẳng chỉ trói được đối phương nhiều cao lắm là một khắc thôi. Trong thời gian một khắc này, Tống thư hàng căn bản không thể chạy thoát thân được. Cho nên, vẫn là lấy con rối ngân long này đi vậy. Con rối không tính là vật thể sống, cho nên còn có thể nhét nó vào trong túi thu nhỏ nữa. Lúc cần thì lại lôi nó ra, rất hợp ý hắn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính, Tống thư hàng nhớ rõ, con rối hắc long, ở trong động dung nham kia còn có khả năng chiến đấu nhất định nữa. Được, giao dịch đã xong. Phủ chủ thất sinh phủ nhấc cái hòm to đấy lên đưa cho Tống thư hàng. Tống thư hàng lấy chiếc túi nhất thốn chỉ xà ra, cho cái hòm lớn cùng con rối ngân long vào trong. Giao dịch đã xong. Lúc này, Diệt Phượng công tử mới lên tiếng hỏi, thất sinh phù đạo hữu, người có giao dịch sợ khốn tiên thằng này không? Diệt Phượng đạo hữu muốn có nó à? Phủ chủ thất sinh phù nói nếu như đạo hữu muốn thì có thể lấy một vật có giá trị tương đương nó ra giao dịch với ta là được. Ha ha, vừa hay ta có mấy món đồ hay hay ở đây. Thất sinh phù đạo hữu xem có cần món đồ nào không? Diệt Phượng công tử lấy một cái túi nhỏ ra. Nhìn qua thì có lẽ nó cũng là một cái túi thu nhỏ. Phủ chủ thất sinh phù đến gần, ngó đầu vào trong túi nhìn nhìn, rồi nói với vẻ hài lòng, đều là hàng tốt cả đó nha. Vậy thì đưa ta 5 phần coi như giao dịch xong. Giao dịch xong xuôi, hợp tác vui vẻ, Diệt Phượng công tử lấy 5 vật tròn, đỏ, còn sống ra đưa cho phủ chủ thất sinh phù. Sau đó lấy cái dây khốn tiên thằng kia. Trên mặt cả hai người đều lộ ra vẻ hài lòng. Tuy biết rằng món đồ mà hai vị tiền bối giao dịch là những thứ quang minh chính đại. Nhưng không hiểu tại sao, cảnh tượng lúc hai vị tiền bối ghé đầu sát vào nhau giao dịch cứ luôn khiến Tống thư hàng liên tưởng tới mấy vụ mua bán hàng cấm vậy. Giao dịch xong rồi, chúng ta đi thôi, một lát nữa còn có, hội chợ giao dịch tu sĩ, nữa, nói không chừng có thể đào ra được một vài thứ hay ho nữa đấy, phủ chủ thất sinh phù nói,
sau đó dường như hắn lại nghĩ ra điều gì đó, nên nói với Tống Thư Hằng, Thư Hằng tiểu hữu, đến lúc đó ngươi phải theo sát Bạch Tiền Bối đấy. Nếu như Bạch Tiền Bối cảm thấy món đồ nào không tồi, thì ngươi phải nhớ cho kỹ. Nếu như có cơ hội thì quét sạch lượt mấy món đồ ấy một lượt đi, đảm bảo mấy thứ ấy toàn là đồ tốt cả. Tống Thư Hằng cười cười, trong túi hắn chỉ có 3 khối linh thạch. 3 khối linh thạch này là Bạch Tôn giả thuận tay trao cho hắn coi như quả an ủi sau khi các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 đã tiêu diệt huyết ma. 3 khối linh thạch, có thể mua được đồ gì trong hội chợ giao dịch tu sĩ, bây giờ? Phủ chủ Thất Sinh Phù, Diệt Phượng công tử ngự kiếm bay lên, đưa Tống Thư Hằng rời đi. 3 người rời khỏi Mai Rùa, bay lên mặt đất. Trên đường quay trở về, Tống Thư Hằng đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lại nữa rồi. Linh quỷ vẫn còn đang ở Bắc Cực chơi đắp người tuyết với chim cánh cụt hay sao? Lạnh chết đi được, ta đang ở Đông Bắc nghịch bùn đây. Hừ, đợi đến khi ra khỏi đây, hắn phải lập tức đi tìm linh quỷ mới được. Lúc này, ở một góc trên hòn đảo thổ dân, một chiếc xe thương vụ đang bị vô số thổ dân trên hòn đảo vây quanh. Trên xe, 2 vị đệ tử của Sở gia cười khổ, xoa xoa 2 huyệt thái dương. Bọn họ bị vị Bạch Tiền Bối kia dùng phi kiếm bay đến hòn đảo nhỏ này. Sau đó, bọn họ lập tức bị những người thổ dân chịu trách nhiệm canh gác trên đảo bu lại vây xem. Dựa vào thực lực của 2 vị đệ tử Sở gia, đối phó với mấy người thổ dân chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều bọn họ biết rõ, đám thổ dân này được một vị tiền bối bảo kê. Bọn họ thật sự không dám ra tay với mấy thổ dân này. Cũng may là đám thổ dân cũng không có ý định dùng vũ lực. Mấy người thổ dân kia chỉ vây xung quanh chiếc xe, sau đó ra vẻ như rất hưng phấn, dè dặt vươn tay ra sờ sờ chiếc xe, sau đó lại cúi đầu trao đổi với nhau. 2 vị đệ tử Sở gia cười khổ, bây giờ bọn họ chỉ còn cách ngồi đợi Bạch Tiền Bối qua đây, hoặc là đợi vị tiền bối bảo kê hòn đảo này xuất hiện mà thôi. Ôi, lúc này, phía sau chiếc xe thương vụ đột nhiên vang lên một tiếng kêu đau đớn. Là cái người đàn ông cao to kia tỉnh lại sao? Tư Mã Giang xoa xoa lấy đầu mình, hắn nhớ loáng thoáng rằng chiếc xe chuyển phát nhanh của mình đột nhiên bị mất đi khống chế, sau đó xe bị lật, mình cũng bị hôn mê thì phải. Bây giờ là chuyện gì đây? Tư Mã Giang mở to 2 mắt, phát hiện mình đã nằm ở trong một chiếc xe thương vụ cực lớn. Hắn lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh, sau đó, Tư Mã Giang âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái thùng chuyển phát nhanh lớn kia vẫn còn nguyên. Ông chú tỉnh rồi đấy à? Vị nữ đệ tử của Sở gia quay đầu lại hỏi, ánh mắt nàng linh động, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Khuôn mặt tươi tắn đầy ý cười của cô là kiểu khiến người ta vừa trông thấy đã bất giác bỏ hết tất cả lòng đề phòng. À, xin chào, Tư Mã Giang sờ lên cái đầu vẫn còn đang đau ê ẩm của mình, nói, là 2 người đã cứu ta sao? Đây là đâu thế? Chuyện này, chúng ta cũng không rõ nữa, vị nữ đệ tử Sở gia nhún nhún vai. Hả, Tư Mã Giang cảm thấy nghi hoặc. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Sau đó, hắn trông thấy mấy người thổ dân đan thui thùi lùi đang vây lấy chiếc xe, không ngừng vuốt ve nó. Con mẹ nó, Tư Mã Giang bất giác phụt miệng kêu lên. Đám người thổ dân kia từ đâu chui ra thế này? Trong địa phận Hoa Hạ chắc là không có tộc người này đâu nhỉ? Giọng của Tư Mã Giang cũng không lớn lắm, nhưng đám thổ dân ở bên ngoài ai cũng thính tai cả, nên nhanh chóng nghe thấy tiếng kêu của bọn họ. Vị tiên sinh này. Mắng người là sai đấy. Một người thổ dân trong số đó nhòm qua cửa kính xe, nhìn chằm chằm vào mắt Tư Mã Giang rồi nói. Tuy từng chữ nói ra không được rõ ràng nhưng không hề sai, tuyệt đối là ngôn ngữ Hoa Hạ. Tư Mã Giang, mình nghe nhầm rồi sao? Hay là ngôn ngữ của những người thổ dân này phát âm ra hao hao với tiếng Hoa Hạ, sau đó lại biến thành kiểu nghe nhầm à? Lúc này, lại có một thổ dân ho khan một tiếng. Vẫy vẫy tay với Tư Mã Giang cùng 2 vị đệ tử của Sở gia ở trong xe rồi hô lên, khụ, tử dậy, có bạn từ xa đến chơi, mà lại không tiếp đón thì là thất lễ. Tư Mã Giang, con mẹ nó, đúng thật là tiếng Hoa Hạ luôn. Nhưng mà, vế sau của có bạn từ phương xa đến, không phải là, không vui sao được, chứ nhỉ. Đến mà không tiếp đón thật là thất lễ, là cái quỷ gì thế? Đồ ngu, đại căn ngươi đọc sai rồi, nhỏ tiếng đi. Đã đọc sai rồi thì sẽ bị khẽ tay nữa đó, một tên thổ dân đứng ở bên cạnh vội vàng kêu to. Cái tên thổ dân tên là, Đại Căn, kia vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại, không dám hó hé thêm tiếng nào nữa. Tư Mã Giang giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, quả nhiên đám thổ dân này biết nói tiếng Trung.
Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, hắn quay sang nhìn hai vị đệ tử của Sở gia, chú em, cô bé, chúng ta có nên xuống xe xem một chút hay không? Mấy người này trông thì có vẻ như có thể trao đổi được ấy nhỉ? Cũng được, vị nam đệ tử kia gật đầu nói. Tuy thực lực của bọn họ chỉ là nhất phẩm, chưa đến nhị phẩm, nhưng để đối phó với mấy người thổ dân này thì hoàn toàn không thành vấn đề gì, cho nên không cần phải sợ gì cả. Vậy thì để tôi xuống trước, hai người cứ ở trên xe xem tình hình thế nào đi đã, Tư Mã Giang nói. Sau đó, hắn mở toang cửa xe ra, giữ vững cảnh giác bước xuống xe. Lúc này, có một người thổ dân mặt mũi có chút hiền lành bước lên phía trước một bước, làm một tư thế, mời, tử dậy, bằng hữu, xin mời đi phía bên này. Chương 470, giấc mộng tam liên. Thạch đầu ngươi cũng là kẻ ngốc, tử chưa từng, dậy, như thế. Ngươi lại nói loạn lời dậy lên như thế sẽ bị trói lại đánh đó, đau đớn lắm đấy. Người thổ dân mặt mũi hiền lành kia ngượng ngùng ấy. Tử chưa từng, dậy, như thế sao? Không có đâu tương đương trước giờ tử chưa từng, dậy, như thế. Một người thổ dân khác lớn tiếng nói. Khóe miệng Tư Mã Giang giật giật, hắn đã không biết phải nói gì về mấy đoạn đối thoại của những người thổ dân này nữa rồi. Nơi mình đang đứng đây thật sự là một hòn đảo thổ dân sao? Đám thổ dân này không chỉ mở miệng nói đủ loại, tử dậy, mà trong miệng còn thường xuyên phun ra mấy câu linh tinh như là, sẽ bị khẽ tay, sẽ bị treo lên đánh, đau lắm đấy. Sao cứ luôn cảm giác như mình đi đến nhầm phim trường thế này? Khụ khụ, xin chào mọi người, xin cho ta hỏi một chút, đây là nơi nào thế? Tư Mã Giang hỏi một cách chậm rãi. Cái này, ta biết, người thổ dân mặt mũi hiền lành cười cười nói, theo như tên đàn ông đáng sợ kia đã nói thì đây là. Là một hòn đảo nhỏ gọi là Thai Bằng Dương. Thai Bằng Dương, là cái quỷ gì thế? Tư Mã Giang vò vò đầu suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên mắt hắn sáng rực lên, lẽ nào chính là Thái Bình Dương, sao? Nơi này là một hòn đảo nhỏ nằm ở Thái Bình Dương sao? Không đúng, trước khi mình xảy ra tai nạn xe thì mình đang ở trong nội địa Hoa Hạ, cách xa biển ngàn dặm kia mà. Tại sao bây giờ mình lại xuất hiện ở trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương thế này? Chẳng lẽ, khoảng thời gian kể từ khi mình bị ngất đến bây giờ, thực ra đã trải qua những mấy tháng rồi sao? Tư Mã Giang nhất thời nghĩ ra hàng vạn lý do. Trong lúc Tư Mã Giang đang muốn buôn dưa thêm vài câu với mấy người thổ dân này, để tiếp tục moi thêm ít tin tình báo thì ở phía xa xa có ba bóng người từ từ tiến lại chỗ này. Một bóng người cao, gầy, mặc áo khoác ngoài màu đen, nhìn thoáng qua là thấy vừa ngầu vừa đẹp trai. Một bóng người cột tóc hứng hờ, da thịt trắng nõn như ngọc, trên mặt là một cặp kính đen vừa to vừa dày, cho dù là trong đêm tối, mắt kính của hắn cũng chiết xạ ra ánh sáng, trí tuệ. Bóng người cuối cùng có cái đầu nhẵn bóng, người choàng một cái áo cà sa màu ngọc bích, nhìn từ xa thì không rõ mặt mày ra sao, dường như là một đại sư trẻ tuổi thì phải. Lúc ba bóng người kia tiến gần về phía này, đám thổ dân ở trên đảo hiển nhiên lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ lập tức xếp thành hai hàng ngay ngắn, không dám cục cửa. Người đàn ông khoác chiếc áo ngoài màu đen đi nhanh nhất, đến bên mấy người thổ dân kia, cất giọng lạnh lùng, tử dậy, học thì phải. Mấy người thổ dân lại vội vàng ngẩng đầu ưỡn ngực, đáp học thì phải luyện tập, chẳng phải vui lắm sao. Người đàn ông mặc áo khoác đen tiếp tục cất giọng lạnh lùng, có bạn từ phương xa tới. Có bạn từ phương xa tới, chẳng phải cũng là một chuyện vui hay sao? Đám thổ dân vội vàng đáp lại. Nhưng trong đó, vẫn có một người thổ dân đáp sai, có bạn từ phương xa đến, đến mà không đón tiếp chẳng phải là thất lễ hay sao? Đôi mắt của người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen kia chợt trở nên lạnh lẽo, không biết hắn đào đâu ra một cây thước thật dày, ngoắc người thổ dân đáp sai kia một cái. Người thổ dân kia mang theo khuôn mặt đau khổ đi đến trước mặt người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen, sợ hãi chìa bàn tay đen xì ra. Bốp, một tiếng nặng nề vang lên, cây thước vô tình đánh vào lòng bàn tay của người thổ dân nọ. A, người thổ dân đau quá kêu thành tiếng. Ngay cả Tư Mã Giang đứng ở bên cạnh cũng phải run run. Có cảm giác giống như mình cũng bị đánh. Lúc này, hai bóng người ở phía sau cũng từ từ tiến lại gần. Trong đó, lúc vị đại sư trẻ tuổi kia đến gần, đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tư Mã Giang. Hello, Tiểu Giang, chào anh. Vị đại sư trẻ tuổi kia cất tiếng chào. Trời đêm khá tối, Tư Mã Giang phải cố gắng mở to đôi mắt nhìn về phía vị đại sư trẻ tuổi kia. Mặt mày non trẻ, tướng mạo hiền khô, trông quen mắt thật đấy. Ấy. Đợi đã,
đây chẳng phải là bạn học Tống Thư Hàng ở trường Đại học Giang Nam hay sao? Tư Mã Giang kinh ngạc bật thốt, bạn học Thư Hàng, sao cậu lại ở đây? Ha ha, nơi này, cứ coi như là địa bàn của một vị bằng hữu của tôi đi. Xem như tôi đến đây chơi, Tống Thư Hàng nhún nhún vai, đáp lại. Sau khi đi ra từ trong bảo khố của phủ chủ thất sinh phù, Tống Thư Hàng liền lần theo cảm ứng giữa mình với linh quỷ tập trung vị trí của nó. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là linh quỷ ở cách hắn rất gần, cũng ở ngay trên hòn đảo này. Vì thế, Tống Thư Hàng đi tìm một đường, cuối cùng lại đến chỗ chiếc xe thương vụ, gần chỗ Tư Mã Giang này. Lúc này, Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được, linh quỷ của mình đang ở ngay trên chiếc xe này. Nhưng hắn đã thử triệu hoán linh quỷ quay về, nhưng linh quỷ chỉ truyền lại cho hắn một ý niệm, bất lực. Ngay sau đó là một cơn lạnh run người truyền đến thông qua, cảm quan cộng hưởng của hắn và linh quỷ. Càng đến gần chiếc xe thương vụ này, hàn ý kia lại càng dữ dội nhiều hơn. Tống Thư Hàng có một loại ảo giác như các khớp xương ngón tay mình đều bị tê cóng. Hết cách, hắn chỉ đành tạm thời cắt đứt, cảm quan cộng hưởng, giữa mình với linh quỷ, chỉ giữ lại chức năng xác định tọa độ mà thôi. Lúc này, Tư Mã Giang nhìn Tống Thư Hàng với cái đầu chọc lốc, áo cà sa khoác trên người, bèn hỏi dò, bạn học Tống Thư Hàng à, cái này, cậu đã xuất ra rồi à? Quả nhiên là lại hỏi vấn đề này nha. Tống Thư Hàng thầm thở dài một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói, không phải, trước giờ tôi thực sự chưa từng có suy nghĩ sẽ xuất ra cả. Cái đầu chọc của tôi là vì đã xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Mà áo cà sa trên người này là món quà một người bạn tốt tặng cho tôi. Tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp mà thôi. Anh có tin không? Tư Mã Giang lặng lẽ gật gật đầu, nhưng, hắn có tin lời Tống Thư Hàng hay không thì không ai biết được. Tống Thư Hàng lại lặng lẽ thở dài lần nữa, đợi một lát nữa đi tìm tạo hóa pháp vương tiền bối, xem phải cần cấp bậc nào mới học được cái pháp thuật khiến cho tóc mọc lại. Còn có cả Hoàng Sơn Chân Quân nữa. Chân Quân mang đậu đậu đi lâu như thế rồi. Cái mật mã để mở khóa cái áo cà sa ngọc bích này rốt cuộc là gì đây? Không có mật mã mở khóa, hắn không cởi áo cà sa ra được đây này. Mà này, bạn học Tống Thư Hàng, tôi muốn hỏi một chút. Đây là chỗ nào đó ở trên Thái Bình Dương à? Tư Mã Giang hỏi dò. Tống Thư Hàng cười cười gật đầu. Tư Mã Giang cười khổ. Đúng thật là đã chạy đến Thái Bình Dương mất rồi. Lại nói, rốt cuộc là ai rảnh háng như thế? Chuyển mình từ trong nội địa Hoa Hạ đến một hòn đảo ở Thái Bình Dương như thế này cơ chứ? Bạn học Tống Thư Hàng này, chúng ta có thể rời khỏi hòn đảo này không? Tư Mã Giang lại hỏi tiếp. Yên tâm đi, Tiểu Giang. Qua vài ngày nữa chúng ta sẽ quay về, đến lúc đó anh theo tôi cùng về Hoa Hạ, Tống Thư Hàng cười nói. Có câu nói này của hắn, Tư Mã Giang liền cảm thấy an tâm hơn nhiều, chỉ cần có thể quay về Hoa Hạ là được rồi. Tống Thư Hàng lần theo cảm ứng của linh quỷ leo lên trên xe. Hai vị đệ tử của Sở gia vội vàng hành lễ với Tống Thư Hàng, xin chào Tống tiền bối. Vị Tống tiên sinh này, tuy nhìn qua thấy hãy còn trẻ tuổi nhưng đã là tu sĩ cấp bậc nhị phẩm rồi, cho nên hai tiếng tiền bối mà bọn họ gọi cũng không hề sai. Xin chào, Tống Thư Hàng mỉm cười, gật gật đầu. Sau đó ánh mắt lại chuyển qua thùng chuyển phát nhanh kia. Cảm giác được rồi. Linh quỷ đang ở bên trong cái thùng này. Cái này là món hàng chuyển phát nhanh gửi đến cho lão tổ, Sở Khang Bá của Sở gia. Trên giấy chuyển phát nhanh không có ghi tên người gửi, chỉ có hàng chữ, gửi cho bạn thân Sở Khang Bá của ta. Tống Thư Hàng định vươn tay ra sờ vào cái thùng chuyển phát nhanh, nhưng lúc hắn vừa mới đưa tay ra, thì dù cảm quan cộng hưởng của hắn với linh quỷ đã được cắt đứt rồi, vậy mà hắn vẫn cảm thấy có một cỗ hàn ý ập tới. Hàn ý lạnh đến cắt da cắt thịt khiến bàn tay đang định sờ vào thùng chuyển phát nhanh của Tống Thư Hàng hơi khựng lại. Cái thùng chuyển phát nhanh này thật cổ quái, Tống Thư Hàng cười khổ, nói. Đúng là có chút cổ quái, Tư Mã Giang gật đầu phụ họa. Khoảng một tháng trước, có người đưa món hàng chuyển phát nhanh tới chỗ hắn, cũng đã chi một số tiền đặt cọc khá dày. Người gửi giao hẹn với Tư Mã Giang, nếu như sau một tháng mà hắn vẫn chưa đến hủy đơn chuyển phát nhanh này thì Tư Mã Giang hãy gửi nó đi. Cho nên, sau khi thời hạn một tháng đã đến, Tư Mã Giang liền tự mình vận chuyển cái thùng chuyển phát nhanh này, đi thẳng về chỗ Sở gia. Cũng không biết linh quỷ ở trong này làm cái gì, cưỡng chế triệu hoán cũng không quay về, chỉ không ngừng truyền đến ý niệm, lạnh lẽo, mà thôi. Cũng may, tuy linh quỷ bị lạnh run nhưng vẫn không truyền đến tin tức, nguy hiểm, gì cả.
chỉ cần không nguy hiểm thì Tống Thư Hàng cũng không tiện mở thùng chuyển phát nhanh của lão tổ Sở Gia Gia. Xem ra, chỉ còn cách đợi đến khi món hàng chuyển phát nhanh này chuyển đến tay lão tổ của Sở Gia thì hãy tính tiếp. Tống Thư Hàng nghĩ thầm ở trong lòng. Hắn cười khổ, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên chiếc thùng chuyển phát nhanh. Rồi truyền một ý niệm cho Linh Quỷ, nếu lúc nào cảm thấy nguy hiểm thì phải lập tức gọi ta ngay. Nếu như Linh Quỷ thực sự gặp nguy hiểm, hắn chỉ còn cách mở thùng chuyển phát nhanh này, cứu Linh Quỷ ra ngoài trước rồi tính tiếp. Đến lúc đó lại giải thích với lão tổ Sở Gia sau vậy. Sau khi truyền ý niệm này đến cho Linh Quỷ, đột nhiên, Tống Thư Hàng cảm thấy có một cơn hoa mắt chóng mặt dữ dội ập đến. Vô số hình ảnh truyền thẳng đến não của hắn. Có hồ máu cực lớn, xung quanh có rất phần linh kiện tay chân con rối bị bẻ vụn. Còn có từng tấm da người được phơi nắng. Tất cả hình ảnh này đều thuộc về con rối tiên sinh tên Xá Lam kia. Còn có một hòn đảo nhỏ thần kỳ, lần này nhìn càng rõ nét hơn, đó là một tòa thành cực khổng lồ lơ lửng ở trên trời, có thần ưng khổng lồ bay lượn. Còn có con thần lằn cực lớn, loáng thoáng có vô số cung điện cùng với bóng dáng của Cửu Đăng cô nương, hơn nữa đây còn là Cửu Đăng cô nương phiên bản tóc dài. Tất cả những hình ảnh này là thuộc về hòn đảo thần bí sao? Cuối cùng, còn có một khối băng vô cùng lớn. Trong khối băng ấy hình như có một âm thanh kêu gọi đầy nôn nao vội vã. Hình ảnh này thuộc về cái gì đây? Đợi một chút đã, hàn băng và hàn khí, chẳng lẽ đây là tin tức mà, Linh Quỷ truyền đến hay sao? Đau đầu quá, Tống Thư Hàng dùng lực xoa xoa hai huyệt thái dương. Cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến, Tống Thư Hàng cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, muốn mở ra mà không được. Hắn dùng lực chống tay quay người lại. Nói với Diệt Phượng công tử và phủ chủ Thất Sinh Phù, tiền bối, có nơi nào để nghỉ ngơi hay không? Cái gì cơ? Phủ chủ Thất Sinh Phù hỏi lại với vẻ nghi hoặc. Ta đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ, vừa dứt lời, cả người Tống Thư Hàng chợt mềm nhũn ra, ngã ập xuống. Hắn nằm bò ra ghế ngồi trên xe. Chỉ một lát sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn của hắn. Ngủ mất rồi sao? Tốc độ chìm vào giấc ngủ nhanh thật đấy, chất lượng giấc ngủ cũng tốt nữa. Điều này khiến cho mấy người có chứng mất ngủ, đêm nằm chẳng an giấc phải thế nào đây? Diệt Phượng công tử. Phủ chủ Thất Sinh Phù lo lắng bước lên, kiểm tra toàn thân cho Tống Thư Hàng. Cô thật đúng là đang ngủ say rồi, chỉ là ngủ bình thường thôi. Dọa ta hết cả hồn, phủ chủ Thất Sinh Phù dở khóc dở cười nói. Có lẽ là tại vì ta đấy, Diệt Phượng công tử ngượng ngừng lên tiếng nói, Tống Thư Hàng lấy tinh lực của tu vi nhị phẩm, khống chế cơ thể của hắn lâu như thế. Cho nên mới dẫn đến việc Tống Thư Hàng tiểu hữu cảm thấy mệt mỏi. Thôi vậy, ta sắp xếp một nơi để cho hắn nghỉ ngơi cái đã, phủ chủ Thất Sinh Phù cười nói. Chương 471, Lục Tu Tôn Giả Chi Mộ. Tống Thư Hàng lại có một giấc mơ kỳ lạ. Lần này, hắn trở thành một đệ tử của Thiên Thủ Môn. Ở thời viễn cổ, thân là một môn phái nổi danh ngang với Không Không Đạo Môn, bí pháp của Thiên Thủ Môn không hề thua kém kỹ năng Không Không Diệu Thủ. Họ có sở trường giải trừ phong ấn, đồng thời trên phương diện che giấu vật phẩm, họ có rất nhiều chỗ đặc biệt hơn người. Nhưng điều đáng tiếc chính là, Thiên Thủ Môn, không thông minh bằng, Không Không Đạo Môn, thân là một đạo môn mà hoàn toàn không biết thu liễm lại chút nào. Cuối cùng, bị chôn vùi bên trong dòng chảy của lịch sử, bây giờ đến cả truyền thừa cũng sắp đứt đoạn rồi. Chẳng qua thời gian Tống Thư Hàng tiến vào trong giấc mộng lần này muộn hơn một chút. Lúc hắn tiến vào giấc mộng, vị đệ tử của Thiên Thủ Môn này đã học thành tài và xuống núi rồi. Điều này làm Tống Thư Hàng mất đi cơ hội học được kỹ năng không hề thua kém, Không Không Diệu Thủ của Không Không Đạo Môn của Thiên Thủ Môn. Nhưng mà, tại sao hắn lại mơ một giấc mơ liên quan đến đệ tử của Thiên Thủ Môn cơ chứ? Trong thế giới thực, mình đã từng có quan hệ gì với đệ tử của Thiên Thủ Môn sao? Trong các giấc mộng trước đây, ít nhất hắn cũng có quan hệ nhất định với đối tượng trong mộng. Nhưng Tống Thư Hàng quả thật không có ấn tượng gì với đệ tử của Thiên Thủ Môn cả mà. Chính trong lúc hắn đang suy tư thì những tình tiết trong giấc mộng bắt đầu. Vị đệ tử Thiên Thủ Môn này lập đội với một vài vị đạo hữu, cùng đi thám hiểm một ngôi mộ cổ. Nghe nói đây là một ngôi mộ cổ do một vị tôn giả thất phẩm cường đại thời viễn cổ để lại. Nếu như có thể thành công vào được trong ngôi mộ cổ kia, chắc chắn sẽ có thu hoạch không nhỏ. Những cảnh tượng có liên quan đến ngôi mộ cổ của vị đệ tử, Thiên Thủ Môn, nọ rất mơ hồ. Sau khi vào trong giấc mộng, Tống Thư Hàng thấy khắp nơi trong ngôi mộ cổ này đều bị che mờ, cảnh vật phía xa đều bị bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc. Nhưng ở cửa vào có một tấm bia bằng đá,
vô cùng rõ ràng. Nói đúng hơn thì tấm bia bằng đá đó, là một tấm bia mộ. Phía trên tấm bia có khắc 6 chữ cổ, lục tu tôn giả chi mộ. Nó vô cùng bắt mắt, nên dù cho ký ức của đệ tử thiên thủ môn rất mơ hồ nhưng ký ức về tấm bia mộ này lại rất rõ ràng. Lục tu tôn giả. Lúc nhìn thấy cái tên này, Tống Thư Hàng cảm thấy hình như rất quen tai thì phải. Hắn bắt đầu động não. Tôn giả thất phẩm, những nhân vật có cấp bậc tôn giả mà Tống Thư Hàng từng gặp qua cũng chỉ có vài vị đó thôi. Bạch tôn giả, Toàn Phong tôn giả, Linh Điệp tôn giả. Sau đó, còn có một người có cấp bậc tôn giả nữa đó là quản trị viên của nhóm Cửu Châu số 1, huyền nữ Môn Vân Thước Tử. Ngoài ra vẫn còn có một vị nữa cũng là quản trị viên của nhóm Cửu Châu số 1, là người đức cao vọng trọng trong nhóm Thất Tu tôn giả. Chính là hắn. Thất Tu tôn giả. Hắn chỉ khác cái vị, lục tu tôn giả, này một chữ số, thậm chí chữ số này cũng chỉ kém có một đơn vị mà thôi. Chắc không phải hai vị này có quan hệ thân thích gì với nhau đấy chứ. Hay có khi nào là quan hệ sư huynh đệ nhỉ? Nếu thật sự là sư huynh đệ thì thật là đáng sợ. Người xếp thứ 6 và thứ 7 đều là nhân vật cấp bậc tôn giả, trước họ còn có 5 vị sư huynh từ 1 đến 5 nữa đấy. Từ nhất tu tôn giả, nhị tu tôn giả đến ngũ tu tôn giả. Tất cả đều là tôn giả, thậm chí còn tồn tại, cường đại hơn nữa chứ, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ rồi. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, người đệ tử, thiên thủ môn, mà Tống Thư Hàng mơ thấy đã tiến vào trong mộ của lục tu tôn giả. Bởi vì đệ tử, thiên thủ môn, có kỹ năng bí kỹ giải trừ phong ấn, cho nên hắn phụ trách công việc vô hiệu hóa các cạm bẫy, giải trừ phong ấn và dò đường. Vừa bắt đầu, chuyến thám hiểm ngôi mộ này cổ rất thuận lợi. Mặc dù đệ tử của thiên thủ môn chỉ có tu vị tứ phẩm nhưng vô hiệu hóa một số cạm bẫy ở cửa vào trong ngôi mộ cổ của lục tu tôn giả không phải chuyện lớn lao gì. Hình như có 6 người đồng bạn cùng đi mạo hiểm với hắn, nhưng trên mặt 6 người bạn này đều bị che mờ, hoàn toàn không thể nhìn rõ bộ dạng của họ trông ra sao. Thời gian dần trôi qua, 7 người bọn họ tiến vào sâu ở trong ngôi mộ cổ. Vận may của chúng ta không tệ chút nào, một đường thuận lợi đi đến tận đây. Nhưng đoạn đường tiếp theo sau đây mới là khu vực mộ cổ thật sự, chúng ta phải thật cẩn thận, một người đồng bạn trong đó lên tiếng. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên, có tiếng nổ truyền đến từ phía trước. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy thân thể vô cùng đau đớn. Vị đệ tử, thiên thủ môn, mà hắn nhập vào đã bị cạm bẫy trong ngôi mộ cổ làm bị thương. Trong vụ nổ đó, có hơn 100 đạo kiếm khí ngưng tụ lại. Kiếm khí đó chém vào người đệ tử thiên thủ môn. Tuy nhiên, hơn 100 đạo kiếm khí ấy không làm hại tính mạng của vị đệ tử, thiên thủ môn kia, mà nó chỉ chém đứt tứ chi của người đệ tử đó, vô cùng chính xác, không lệch một ly. Hơn 100 đạo kiếm khí ấy, như những lưỡi dao cùn, từ từ cắt hắn thành một khúc. Vô cùng thống khổ. Tương đương đệ tử thiên thủ môn kêu thảm. Sau đó, ý thức của hắn bắt đầu tan rã dần, vô số tiếng kêu thảm thiết của những người bạn đồng hành truyền tới từ sau lưng hắn. Giấc mộng kết thúc rồi ư? Tống Thư Hàng nghĩ bụng. Không phải, giấc mộng vẫn đang tiếp tục. Lúc Tống Thư Hàng tỉnh lại, vị đệ tử thiên thủ môn kia phát hiện mình đang nằm ở bên trong một huyết trì khổng lồ. Đừng lo lắng, là bạn đồng hành của ngươi đưa ngươi tới đây, bây giờ ngươi đã an toàn rồi, một âm thanh khô khốc giống như một cái máy vang lên. Đệ tử thiên thủ môn kia mở to hai mắt, hắn phát hiện mình đang nằm trong một cái huyết trì lớn. Huyết trì ư? Chắc đây không phải là huyết trì ở cái hang động dung nham dưới lòng đất kia đấy chứ. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, hắn thấy bên bờ huyết trì có một gã có vẻ ngoài giống như một quả bong bóng, đang nở một nụ cười quái dị với hắn. Đồng thời, cáo gã quái dị trông như quả bong bóng đó còn lắc la lắc lư lắp chân tay giả vào cho hắn. Cái gã trông giống như trái bóng bay này chính là một con rối da người, chứa đầy máu tươi. Đây là kỹ thuật xuất sắc đến từ Mặc Môn. Đảm bảo chân tay giả của ngươi bây giờ có thể sử dụng linh hoạt y hệt như trước khi ngươi bị thương vậy. Hơn nữa, sau khi đổi sang dùng chúng rồi thì ngươi sẽ không phải lo lắng vấn đề chân tay của mình sẽ bị thương nữa, con rối da người đó cười rất đỗi quỷ dị rồi nói. Đệ tử thiên thủ môn khẽ gật đầu, không hề nhúc nhích. Vậy thì, ngươi lại ngủ thêm một giấc nữa đi, đợi khi ngươi tỉnh giấc thì ngươi sẽ phát hiện chân tay của ngươi đã hồi phục như cũ rồi, cái gã quái dị trông giống quả bóng đó nói với chất giọng quỷ dị. Sau đó, đợi ngươi tỉnh lại rồi, ngươi sẽ là chủ nhân của hang động dung nham. Dường như giọng nói của con rối có chứa khả năng thôi miên.
người đệ tử thiên thủ môn kia lại lâm vào hôn mê lần nữa. Mà Tống Thư Hàng cũng đã xác định được thân phận của người mà hắn nhập mộng, rồi đó chính là vị tiên sinh Xá Lam ở cái hang động dung nham dưới lòng đất kia, cũng chính là cái tên bị biến thành con rối mà không biết. Còn tên con rối ra người kia chính là kẻ đã âm thầm biến toàn thân Xá Lam thành con rối. Cũng không biết con rối ra người kia có âm mưu gì nữa. Không biết qua bao lâu, cái vị tiên sinh Xá Lam kia tỉnh lại lần nữa. Hai mắt của hắn hơi hé ra, lúc này, hắn đang đứng ở chỗ sâu nhất của hang động dung nham. Đó cũng chính là nơi phơi khô da người mà Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử và Lưu Kiếm Nhất đã phát hiện ra khi đi càn quét hang động dung nham. Nhưng chỗ sâu nhất của hang động dung nham mà lúc này Xá Lam tiên sinh nhìn thấy lại hơi khác một chút. Trước đôi mắt đang hơi hé ra của Xá Lam có một cửa đá thật dày đang từ từ hạ xuống. Phía trong cánh cửa đá có giấu một con rối gỗ tinh xảo không gì bì kịp. Con rối gỗ đó không hề nhúc nhích, nó bị khảm ở trên vách tường. Cửa đá hạ xuống hoàn toàn, đồng thời có một lớp đất đá phủ lên, che kín cửa đá, khiến nó và vách tường của hang động dung nham hợp lại làm một. Mà lúc này, cả người Xá Lam tiên sinh chấn động. Chương 472, lại đã thêm nữa à? Ta là Xá Lam thiên thủ môn, ta là chủ nhân của hang động dung nham này, ta là người điều khiển tất cả các con rối. Xá Lam lẩm bẩm, kể từ giờ phút này, toàn thân hắn đều xảy ra biến hóa. Giống như bị thôi miên hoàn toàn vậy. Mà đúng vào lúc này, ý thức của Tống Thư Hàng hơi chấn động, thoát ra khỏi giấc mộng này. Cảnh trong mơ, dừng lại ở đây. Lại là một giấc mơ chẳng học thêm được thứ gì, cũng đúng, không phải giấc mơ của ai cũng có thể giống giấc mơ của Tán Tu, Lý Thiên Tố, có thể may mắn gặp được vị tiền bối có cấp bậc cao như Xích Tiêu Tử đạo trưởng, hơn nữa lại còn tốt bụng truyền lại một chiêu, hỏa diễm đao pháp, cho hắn nữa. Thế nhưng, giấc mơ lần này cũng không phải là không có thu hoạch gì, hóa ra chỗ sâu nhất của hang động dung nham trong lòng đất kia lại có một bức tường kép. Bên trong còn cất giấu một con rối hình người vô cùng tinh xảo. Con rối hình người tinh xảo đó và kẻ đứng sau màn cải tạo toàn bộ cơ thể Xá Lam có quan hệ gì đây? Thú vị lắm! Sau này lại đến cái hang động dung nham dưới lòng đất đó một chuyến nữa xem sao. Dù sao thì cũng phải đi cùng Tư Mã Giang về địa bàn của Sở gia một chuyến. Linh quỷ của hắn còn đang ở trong thùng bưu kiện chuyển phát nhanh gửi cho Sở Bá Khang kia. Nhưng mà, đến lúc đó, tốt nhất có thể đưa một vị tiền bối có thực lực cao cường cùng đi tới hang động dung nham dưới lòng đất đó để phòng ngừa xảy ra chuyện gì bất trắc mới được. Như vậy, chắc là đến lúc tỉnh lại rồi nhỉ? Tống Thư Hàng mở mắt ra. Sau đó, hắn phát hiện ra hắn đã quay về thân thể của mình rồi, đúng là thân thể của hắn rất chắc chắn. Bởi vì hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc, mỗi một tấc da thịt, tay và bàn tay, đều quen thuộc như thế. Lúc này, phía trước có một luồng khí bắt đầu chuyển động, hóa thành một làn gió nhẹ lướt qua mặt, khiến da đầu của hắn có cảm giác là lạ. Đó là cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ, cảm giác có tóc. Tóc của ta đã mọc lại rồi sao? Ấy, không đúng, cảnh giới của mình hình như không được đúng lắm. Cảnh giới của mình bây giờ sao lại là cảnh giới nhất phẩm thế này, rõ ràng mình đã tấn thăng lên đan điền thứ hai của nhị phẩm rồi mà. Chẳng lẽ, giấc mộng đó vẫn còn đang tiếp tục ư? Lúc này, hắn phát hiện ra trước mặt mình còn có một bóng người. Ha 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 ha, bế quan vài năm cùng với ta là được chứ gì, yên tâm đi, chỉ là bế quan thôi mà, chớp mắt một cái là xong ngay thôi, một cô nương đầu chọc đang cười tâu toét chẳng có lấy một tí hình tượng nào. Trong tay cô ấy cầm một thứ gì đó giống như là mũi khoan, đang điên cuồng khoan thủng bức tường. Âm thanh đinh tai nhức óc. Lần này không phải, nhập mộng, nữa à? Lẽ nào hắn chỉ đang mơ một giấc mơ bình thường thôi ư? Nhưng giấc mộng kiểu gì thế này? Hắn mơ thấy bản thân mình mọc tóc lại thì cũng thôi đi, tại sao còn phải mơ thấy mình đang ở cùng với một cô nàng đầu chọc nữa chứ? Cô nương này còn bảo mình bế quan vài năm cùng cô ta là sao? Có ý gì thế hả? Cho dù nằm mơ thì ít nhất cũng phải có tiền căn hậu quả trước sau cớ sự chứ, đừng có khiến người ta ngu người chẳng hiểu mô tê gì thế này chứ. Trong lúc hắn đang suy tư thì cô nương đầu chọc kia cười lớn, nói, vách đá ở phía trước không phải đặc ruột. Có mật thất đấy. Trong khi nói chuyện, cô nương đầu chọc đó quay đầu lại, đối diện với Tống Thư Hàng. Là vị sư thái tên là Cửu Đăng kia, tại sao cô ấy lại xuất hiện trong giấc mộng của mình chứ? Giấc mộng vẫn cứ tiếp diễn. Tống Thư Hàng và Cửu Đăng cùng đi vào gian mật thất đó. Ở nơi đó,
hắn thấy được 10 cỗ quan tài. Cỗ quan tài thủy tinh nằm giữa, được 9 cỗ quan tài làm bằng đồng xanh vây xung quanh. Mà ở trong cỗ quan tài thủy tinh đó có một con linh thú có cơ thể thon dài. Sừng giống hươu, đầu giống lạc đà, mắt giống thỏ, gáy giống rắn, bụng giống trai, vảy giống cá, vuốt giống chim ưng, bàn chân giống hổ, tai giống trâu, cả cơ thể trắng noãn không chút tì vết. Rồng, Tống Thư Hàng trợn to hai mắt, hơn nữa đây còn là một con bạch long toàn thân trắng muốt nữa chứ. Tình tiết trong giấc mộng diễn biến tới bước này, hay nói đúng hơn là kể từ lúc gặp được Cửu Đăng thì Tống Thư Hàng đoán ra được nguyên nhân đại khái. Giấc mộng này, vẫn là, nhập mộng, như cũ. Chỉ có điều đối tượng, nhập mộng, lần này lại là chính bản thân Tống Thư Hàng hắn mà thôi. Còn những tình tiết trong giấc mộng này, rất có thể là những ký ức đã bị mất của hắn. Mà ký ức hắn bị mất cũng chỉ có phần ký ức ở trên hòn đảo thần bí kia mà thôi. Đây là những chuyện hắn đã trải qua lúc ở trên hòn đảo thần bí sao? Thật không ngờ, lúc ở trên hòn đảo thần bí, hắn lại gặp được cả rồng thật thế này. Tình tiết giấc mơ vẫn tiếp tục, có một con cốt dao xuất hiện từ trong chiếc quan tài bằng đồng xanh. Sau một phen trao đổi, con cốt dao kia dùng long cốt khô đằng để hoàn thành giao dịch với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng để Cửu Đăng cắt cổ tay của mình, đổ một bát máu vào trong cái rãnh lõm của quan tài thủy tinh, máu tươi chảy theo đường rãnh, bao xung quanh quan tài thủy tinh. Nhưng mà, con tiểu bạch long trong quan tài thủy tinh kia không có chút phản ứng gì với máu của Tống Thư Hàng hết. Có vẻ như con cốt dao trong quan tài bằng đồng xanh kia rất thất vọng. Không thể tạo thành cộng minh được với con tiểu bạch long này. Rất xin lỗi, trong lòng Tống Thư Hàng thầm nói. Nhưng hắn luôn thấy nếu như không thể cộng minh được thì sẽ tốt hơn. Trực giác nói với hắn, nếu như máu của hắn xảy ra cộng minh với con bạch long này thì đó sẽ là một chuyện rất phiền phức. Con cốt dao trong quan tài đồng xanh kia mỉm cười tiễn khách, giao dịch đã hoàn thành, vậy thì, ta xin tiễn hai vị đạo hữu rời khỏi chỗ này. Tuy rằng ta rất muốn giữ hai vị lại nói chuyện với ta một lúc nữa, nhưng huyệt mộ này tràn ngập khí tức của long thi, ở lại đây lâu sẽ gây tổn hại đến cơ thể của hai vị. Trong mơ, Tống Thư Hàng và Cửu Đăng cùng nhau rời khỏi ngôi mộ dưới đất ấy. Nhưng ngay lúc Tống Thư Hàng sắp rời khỏi ngôi mộ đó thì tinh thần của hắn chấn động. Lại sắp xảy ra chuyện gì đây? Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm thấy cảnh tượng trước mặt thay đổi. Có một đám mây ngũ sắc lớn xuất hiện trước mắt hắn, trên đám mây có một con rồng trắng đang uốn lượn. Thật quá khí phách, Tống Thư Hàng cảm thán. Đây là rồng đấy, rồng trong truyền thuyết đấy. Tư thế bay lượn của nó trên các tầng mây thật là oai hùng khí phách biết bao. Cự long bay lượn một lát rồi sau đó nhìn về phía Tống Thư Hàng. Ánh mắt của một rồng, một người chạm vào nhau. Đậu xanh rau má, thằng chọc kia, ăn một vuốt của ông đây. Đột nhiên, con rồng trắng đó kêu la oai oái, thò một móng vuốt ra từ đám mây, vỗ thật mạnh vào người Tống Thư Hàng. Bốp! Tống Thư Hàng lập tức bị đánh bay đi. Đau, đau quá đi. Sau đó, hắn cảm thấy não hải của mình bị đánh cho kêu lên ong ong, vô cùng khó chịu. Con rồng trắng kia vui vẻ nói, đã quá đi. Sau đó, cả thế giới trước mắt Tống Thư Hàng bắt đầu sụp đổ. Bị con rồng trắng đó đập một phát như thế, giấc mộng liên quan đến hòn đảo thần bí của hắn cũng sắp kết thúc rồi. Ngoài việc nhớ lại lai lịch của long cốt khô đằng và một số chuyện xảy ra trên hòn đảo thần bí ra thì giấc mộng lần này cũng vẫn chả có tí thu hoạch nào. Nhưng mà, tiên sư nó, sao con rồng trắng đó lại nện mình nhỉ? Ô kìa, đậu má, nện nhầm người rồi, trước khi Tống Thư Hàng mất đi ý thức, hắn chỉ nghe thấy tiếng kêu buồn bực của con bạch long nọ. Đây tính là gì đây? Lại thêm một tên đánh nhầm người nữa à? Hắn luôn cảm thấy, tình tiết kiểu này không phải lần đầu tiên xảy ra rồi. Cây gậy trúc ban trước cũng thế mà con bạch long bây giờ cũng vậy, hình như bọn nó đều là trước nhận nhầm hắn thành ai đó, sau đó sẽ thẳng tay đập mình cho sướng tay nhỉ. Rốt cuộc họ nhận nhầm mình thành ai chứ? Đặc biệt vừa nãy con bạch long này còn nói là, tên chọc quả nhiên là có quan hệ với cái đầu chọc à. Chương 473, đừng hát nữa, người phe mình đấy. Tống Thư Hàng từ từ mở mắt ra. Lần này là tỉnh thật, vì hắn cảm thấy đầu mình man mát, hơn nữa còn thấy chóng mặt nặng đầu, rất khó chịu. Bên ngoài, mặt trời đã nhô lên cao, đã bắt đầu một ngày mới rồi. Hôm nay là chủ nhật rồi nhỉ, hôm nay xin hãy gọi hắn là Kim Cương Quân Tử Đao. Ố, tỉnh rồi à, tạo hóa Pháp Vương với mái tóc đen bồng bềnh rất đỗi tiêu sái ngồi bên cạnh Tống Thư Hàng, cười hỏi.
Tống Thư Hàng dụi dụi hai mắt, nói cái gì? Tạo hóa tiền bối, sao ngươi lại ở đây? Nếu như là mấy người phủ chủ thất sinh phù, Diệt Phượng công tử hay là Bạch Tôn giả ở bên cạnh hắn thì cũng là chuyện bình thường, nhưng tại sao người phụ trách chăm sóc hắn lại là tạo hóa pháp phương thế này? Nên nói thế nào đây nhỉ? Tạo hóa pháp phương nói thoáng chút ngại ngùng, lúc ngươi nằm mơ, không hiểu sao cứ gọi tên của ta mãi thôi, lại còn gọi hết lần này đến lần khác, thật là ngại quá. Sau đó, thất sinh phù đạo hữu bèn gọi ta đến đây. Bây giờ tạo hóa pháp phương đang cảm thấy đặc biệt xấu hổ và hơi không được tự nhiên một chút, hắn và Tống Thư Hàng cũng chưa từng chính thức tiếp xúc với nhau kia mà. Nhiều nhất cũng chỉ là do Hoàng Sơn Chân Quân và các đạo hữu khác giới thiệu đạo hiệu của hắn với Tống Thư Hàng tiểu hữu mà thôi đúng không? Tại sao trong lúc nằm mơ Thư Hàng tiểu hữu lại gọi tên hắn mãi như thế là sao đây? Điều này khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn đó. Hả, luôn miệng gọi tên của tạo hóa pháp phương tiền bối á. Đậu xanh rau má. Chắc chắn là do mình muốn làm tóc dài ra, cho nên mới nghĩ đến tạo hóa pháp phương. Nhưng thật không ngờ mình lại nói mớ như thế. Lúc này Tống Thư Hàng xấu hổ khỏi nói. Khụ khụ, thì, có phải Tống Thư Hàng tiểu hữu có chuyện gì quan trọng cần tìm ta không? Tạo hóa pháp phương ướm lời hỏi thử. Tống Thư Hàng vội nhân cơ hội giải thích, ha ha ha, quả thật là ta có việc muốn thỉnh giáo tạo hóa tiền bối đây. Lúc nãy ta mơ thấy ác mộng, cách phá giải cơn ác mộng này, lại chính là phải đi thỉnh giáo tạo hóa tiền bối một việc. Tạo hóa pháp phương nghe thấy thế thì thầm thở phào nhẹ nhõm, Thư Hàng tiểu hữu cứ nói đi. À, đúng rồi, nghe nói Thư Hàng tiểu hữu có tới tận 7 cái đạo hiệu luôn nhỉ. Hôm nay ngươi tên là gì thế? Đạo hiệu của ngày chủ nhật chắc là Kim Cương Quân Tử Đao, đấy. Tống Thư Hàng cười gượng đáp, sau đó hắn nói, thực ra, ta muốn xin tạo hóa tiền bối giúp đỡ, có cách nào có thể khiến cho tóc mọc ra trong một khoảng thời gian ngắn giống như tiền bối không? Sau khi nghe xong, tạo hóa pháp phương bèn phì cười ha ha. Ta còn tưởng Thư Hàng tiểu hữu muốn hỏi vấn đề gì chứ, hóa ra là loại pháp thuật nhỏ này, nói xong, hắn liếc cái đầu bóng lưỡng của Tống Thư Hàng một cái, trong lòng dâng lên cảm giác như gặp được tri âm. Hai người bọn họ đều là những người đàn ông muốn nhanh chóng rũ bỏ hình tượng đầu chọc cả. Tạo hóa tiền bối, khi thi triển pháp thuật này có cần điều kiện gì không? Với cảnh giới hiện tại của ta thì có thể tu luyện nó được chứ? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi thăm. Hắn sợ nếu như pháp thuật mọc tóc này cần phải có cảnh giới tam phẩm, tứ phẩm thậm chí là những cảnh giới cao hơn mới có thể luyện được, thì hắn chỉ có thể mở to hai mắt mà lo lắng suông thôi. Yên tâm đi. Thực lực nhị phẩm của ngươi đủ để thi triển pháp thuật này rồi, tạo hóa pháp phương nói. Hai mắt Tống Thư Hàng sáng lên, xin tiền bối hãy dạy cho ta pháp thuật này. Sau đó hắn lại nhớ ra thói quen của nhóm Cửu Châu số 1, bèn nói, còn nữa, tiền bối có muốn vật gì không? Hoặc là nói, ta có thể dùng thứ gì để đổi pháp thuật này ấy? Cho dù chỉ là một pháp thuật nhỏ nhưng nếu như các tiền bối không chủ động đưa ra để mọi người cùng sử dụng, thì nếu muốn học phải tự lấy vật gì đó ra để trao đổi, dù là một linh thạch nhỏ nhoi cũng không được. Đây chỉ là một pháp thuật nhỏ mà thôi, không cần ngươi phải trả giá gì đâu, tạo hóa pháp phương niết cằm của mình rồi nói, tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ hắn lại nói tiếp, có điều, nếu như ngươi thật sự cảm thấy trong lòng không được thoải mái thì, hay là nghe ta hát một bài đi nhé. Gần đây ta mới sáng tác ra một bài hát mới, còn chưa hát cho người khác nghe đâu. Bây giờ ngươi làm thính giả của ta, đánh giá hộ ta một tí, thế nào? Tạo hóa tiền bối lại còn biết sáng tác cả nhạc nữa à? Lợi hại thật, mời tiền bối hát, ta xin rửa tai lắng nghe đây, Tống Thư Hàng tán thưởng nói. Lúc tạo hóa pháp phương thi triển, chiến Phật chân thân, thì chính là một soái ca đậm chất lãng tử phóng đãng không chịu gò bó. Rất có phong thái của một minh tinh đấy. Vậy thì ta hát đây. Trên mặt của tạo hóa pháp phương ánh lên sự vui vẻ, hắn xoa xoa cổ họng. Trước tiên thử âm cái đã, tương đương à. Nhìn bộ dáng của hắn lúc thử âm rất có bài có bản, vừa nhìn đã biết là chuyên nghiệp rồi. Tiền bối có cần nhạc cụ phối âm không? Tống Thư Hàng hỏi. Tạo hóa pháp phương đáp, không cần, ta hát chay cho ngươi nghe một đoạn. Sau đó, tạo hóa pháp phương mở miệng bắt đầu hát vang. Đinh đinh đang đang, là la lá la, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ta đứng trên tường thành. Nhìn xuống binh vây tường thành tương đương quỳ luôn. Sức phá hoại của giọng hát kia hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả được. Thậm chí, lúc tạo hóa pháp phương mở miệng, có từng đợt sóng âm như sóng xung kích khi tên lửa phát nổ, truyền ra,
tạo thành một lớp phòng ngự vô hình xung quanh bốn phía, tấn công toàn diện không phân địch ta. Tống Thư Hàng đứng mũi chịu sào, cả người hắn đều bị tấn công đến ngu luôn rồi. Có chuyện gì thế, tai của mình bị làm sao thế này? Tống Thư Hàng cảm thấy bản thân giống như một chiếc thuyền không có điểm tựa trôi nổi tròng trành giữa sóng biển gầm thét, phong ba bão táp, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bị lật thuyền. Chuyện gì thế này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Toi rồi, mình sắp tiêu đời rồi sao? Cùng lúc đó, có rất nhiều tiếng kêu hoảng loạn truyền đến từ bên ngoài. Còn có tiếng rất nhiều người ngã vật xuống đất, tiếng đồ vật bị đổ ngã, đủ loại âm thanh hỗn loạn. Có chuyện gì thế, là kẻ nào đang hát đấy hả? Kẻ nào đang phát âm ba công đấy? Giọng hát ấy, không sai vào đâu được, là tạo hóa pháp vương mang trái tim ca vương đang cất giọng hát. Ôi tai, tai của ta! Là tạo hóa pháp vương á! Trời đánh, đừng mà, má ơi cứu con! Tạo hóa đạo hữu, đừng hát nữa, đều là người phe mình cả đấy. Toi rồi, nghèo rồi, chết chắc rồi, ai đi ngăn pháp vương lại đi, ngăn hắn lại ngay. Lỗ tai sắp sẩy con mẹ nó thai luôn rồi, cứu ta với. Chết tập thể, quả này là chết cả lũ luôn rồi. Ta chọn được chết, chết 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 đi thôi. Pháp vương ngươi đừng hát nữa, nếu không hát nữa thì chúng ta vẫn là bạn tốt, ựa tiếng hộc máu. Ngừng chiến, mau ngừng chiến đi, là quân mình mà. Không xong rồi, tai ta sắp, sảy thai, tới nơi rồi. Mau chọc thủng màng nhĩ của mình đi, mau lên, như thế may ra còn có thể cứu được phần nào. Đông Phương Tiên Tử, nhảy một điệu để trung hòa một chút đi, a, à, Đông Phương Tiên Tử cô làm sao thế tương đương Đông Phương Tiên Tử tương đương. Không biết qua bao lâu, cũng có thể là đã qua khoảng thời gian dài tựa cả thế kỷ rồi. Tống Thư Hàng ngơ ngác ngồi trên giường, mặt mày đần thối ra. Sóng âm công kích thật đáng sợ. Chú ý, đây không phải là ví von mà là khi tạo hóa pháp vương mở miệng ra hát thì kèm theo pháp thuật âm ba đáng sợ giống như sư tử hống vậy. Ma âm đập thẳng vào não, đập chính diện luôn. Sóng âm thông qua lỗ tai truyền thẳng vào não hải, không ngừng quấy đảo não hải, quậy đến mức não hải của mọi người trời long đất lở. Nếu như người bình thường nghe được âm thanh đáng sợ thế này thì chắc là có khi sẽ biến thành kẻ ngốc luôn ấy nhỉ. Thậm chí một số tu sĩ có thực lực yếu hơn một chút, chắc cũng phát điên mất thôi. Chấm. Bên ngoài phòng. Âm thanh đáng sợ đó, kết thúc rồi sao? Ta, vẫn còn sống ư? Tuyết Lang đạo hữu, ngươi vừa nói gì thế? Ta chỉ có thể nhìn thấy ngươi mấp máy môi thôi, không nghe thấy ngươi nói ra tiếng gì cả. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, trong não của ta chỉ có hai câu hát đó đang vang vọng thôi. Đáng sợ quá. Biết đến lúc nào ta mới có thể quên được giọng ca đáng sợ này đây. Đừng hát nữa, Cổ Hà Quan đạo hữu, đừng hát thêm nữa. Nếu không thì, ta có cảm giác ta cũng sẽ hát theo ngươi mất. Phòng ở phải sửa lại rồi, tiêu tùng hoàn toàn luôn rồi. Đừng nói bất cứ điều gì hết, Bắc Hà đạo hữu, điều quan trọng chính là chúng ta vẫn còn sống. Ố, trong tiếng kêu thán của các vị tiền bối, có một cô gái dáng người cao gầy, tóc đen bồng bềnh, chân dài tăm tắp đang đứng, cô ấy nói, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy giọng hát của tạo hóa tiền bối rất hay thôi sao? Vũ Nhu Tử cô nương tự lẩm bẩm. Trong phòng, sau khi hát xong một bài, tâm trạng của tạo hóa pháp vương rất vui vẻ. Thân là một người bắt buộc phải có kỹ năng trào phúng mạnh mẽ, xướng công của tạo hóa pháp vương mạnh hơn bất kỳ kỹ năng trào phúng nào. Nói chuyện không hợp nhau thì mở miệng ra hát, muốn hát là hát, hát cho thật vang dội luôn. Sau khi hát xong, tạo hóa pháp vương với tâm trạng vui vẻ bắt đầu truyền nơ thuật mọc tóc cho Tống Thư Hàng. Vì tâm tình đang rất tốt nên hắn dậy từng bước, nắm tay chỉ cho Tống Thư Hàng cách thi triển pháp thuật. Tống Thư Hàng lại tiếp thu quá trình truyền dạy của tạo hóa pháp vương cứng ngắc giống như là một người gỗ vậy. Thuật mọc tóc là một loại pháp thuật rất tuyệt, hơn nữa học nó cũng rất dễ. Điểm bất tiện duy nhất chính là, không dễ khống chế độ dài của tóc mới mọc ra. Nói không chừng một lần chỉ nhú được chút tóc còn ngắn cũn, nhưng cũng có thể một lần là tóc dài đến eo luôn. Nhưng không sao cả, nếu tóc mọc ngắn thì có thể dùng pháp thuật một lần nữa, mà nếu như tóc mọc dài quá, thì cắt thôi. Tống Thư Hàng cũng không biết mình học được pháp thuật này kiểu gì, hắn giống như một người máy vậy, tạo hóa pháp vương chỉ dạy cái gì thì hắn nhớ cái đó. Tạo hóa pháp vương bảo hắn làm cái gì thì hắn làm cái đó. Sau đó, hắn thi triển thuật mọc tóc trên đầu của mình, chỉ trong thời gian ngắn,
Thuật mọc tóc đã thúc tóc của hắn mọc dài ra đến vai. Tóc đen bóng khỏe, phát sáng lấp lánh như trân châu đen vậy. Vậy thì, Tống Thư Hàng tiểu hữu, à không phải, Kim Cương quân tử Đao đạo hữu, ta vẫn còn có việc, cáo từ trước nhé, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Còn nữa, đại hội giao dịch của tu sĩ, năm nay sắp bắt đầu rồi, ngươi nhất định đừng có bỏ lỡ đấy nhé. Nói không chừng còn mò được mấy món đồ tốt cũng nên, Tạo Hóa Pháp Vương vỗ vào bả vai Tống Thư Hàng, cười ha ha rời khỏi đây, tâm trạng hắn siêu tốt luôn. Đại hội giao dịch của tu sĩ, Tống Thư Hàng nhẩm lại mấy từ này một cách máy móc. Đại hội này cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Nhưng với Tống Thư Hàng, cái đại hội kia chỉ cần ghé qua là được. Việc quan trọng nhất của hắn bây giờ là đi chuẩn bị hành lý. Sau đó, chuyến hành trình vũ trụ một tháng còn đang chờ đợi hắn. Phải chuẩn bị hành lý gì đây ta? Về mặt ăn uống thì đã có, ích cốc đan, cái này có thể giải quyết được rồi, không phải là vấn đề. Nhưng phải nghĩ cách giải quyết chuyện đại tiểu tiện, nếu không ở trên vũ trụ, rất có khả năng mình bị sản phẩm đại tiểu tiện của mình dính đầy người mất. Chương 474, Minh Châu Thú Linh Lực. Trong lúc Tống Thư Hàng vẫn còn đang suy nghĩ xem bản thân nên đem theo hành lý gì trong chuyến đi vũ trụ sắp tới thì lại có thêm một vị tiền bối nữa đến bên cạnh hắn. Là phủ chủ Thất Sinh Phù. Lúc này sắc mặt phủ chủ Thất Sinh Phù có phần trắng bệch, sau khi đi đến bên cạnh Tống Thư Hàng, hắn mới hỏi với vẻ quan tâm vô ngần, Thư Hàng tiểu hữu, người đỡ hơn chút nào chưa? Tống Thư Hàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, hắn chỉ cảm thấy bây giờ tai hắn vẫn còn, ong ong ong, trước mắt có rất nhiều ngôi sao đang nhảy múa. Toi rồi, Thư Hàng tiểu hữu bị chơi hỏng thật rồi, phủ chủ Thất Sinh Phù cảm thán. Cũng đúng, chịu trực diện tiếng gầm thét của Tạo Hóa Pháp Vương, đại nạn không chết đã là may mắn lắm rồi. Tiền bối, người đang nói gì thế? Tống Thư Hàng lắc lắc đầu, nói, bây giờ tai của ta nghe không rõ lắm, đến cả phản ứng cũng bị chậm vài nhịp, cho dù có muốn đọc khẩu hình thì não cũng không phản ứng kịp. Phủ chủ Thất Sinh Phù vỗ vỗ đầu Tống Thư Hàng với đầy vẻ thương hại, tiểu hữu chịu khổ nhiều quá rồi. Không sao, đi với ta đi, vừa hay có thể đưa ngươi đi thăm bạn bè của ngươi, thuận tiện ăn sáng luôn, phủ chủ Thất Sinh Phù cười nói. Các giáo viên, Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, Gia Cát Trung Dương, chị em Lục Phỉ mới vừa thức dậy. Sau khi rửa mặt xong, bọn họ đang chuẩn bị đi ăn sáng. Ở trên đảo của thổ dân này, ngoài chuyện quần áo và chỗ ở không được như ý ra thì ăn uống lại rất tốt. Bữa nào cũng có cá có thịt, sơn hào hải vị, hơn nữa còn là đồ tự nhiên 100%, không hề bị ô nhiễm. Bữa sáng mỗi ngày đều là kiểu buffet, muốn ăn gì thì tự mình đi lấy. Bữa sáng kiểu Trung, bữa sáng kiểu Tây, muốn ăn kiểu nào thì có kiểu đó. Trong lúc mấy người Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba đi vào trong nhà ăn để ăn sáng thì đột nhiên có một tiếng hát quái dị truyền đến từ phía xa. Tiếng hát kia quả thật rất ma mị, rõ ràng cảm giác nó rất xa nhưng lúc truyền đến tai mọi người vẫn thì có thể nghe rõ từng từ một. Hơn nữa, dường như trong tiếng hát còn mang theo cả năng lực, vầng sáng não tàn, nghe được một nửa, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc mình sắp nứt hết cả ra, tư duy cũng bị chậm lại mấy nhịp. Đây là dưới tình huống phủ chủ Thất Sinh Phù đã bố trí trận pháp phòng ngự khắp cả hòn đảo, làm yếu đi phần lớn sức tấn công của âm ba trong giọng ca của Tạo Hóa Pháp Vương rồi. Nếu không thì ma âm đập vào não có thể khiến cho tất cả mọi người trên đảo biến thành kẻ ngốc hết. Sau khi tiếng hát chấm dứt, bọn người Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ vẫn còn cứng người đứng im ở chỗ cũ, cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trong thời gian ngắn chính bọn họ cũng không biết bản thân muốn làm gì luôn. Gia Cát Trung Dương cảm thán, có thể hát như thế cũng cần phải có thiên phú cả đấy chứ không đùa đâu. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, thì có hai bóng người đến gần nhà ăn. Một người là đảo chủ mặc áo khoác đen. Còn một người khác là một thanh niên mặc áo cà sa, tóc dài ngang vai. Đầu năm nay, hòa thượng cũng có thể để tóc dài à? Ấy, đợi đã. Thư Hàng, Cao Mỗ Mỗ kinh ngạc kêu lên. Người thanh niên tóc dài tới vai, mặt ngu si kia không phải chính là Tống Thư Hàng sao? Tóc của Thư Hàng dài như vậy từ bao giờ thế? Lúc máy bay gặp nạn, tóc của Thư Hàng vẫn còn ngắn mà. Còn áo cà sa nó mặc trên người là sao đây? Tống Thư Hàng ngơ ngác nhìn mấy người Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba. Qua hồi lâu mà gương mặt hắn vẫn chả có phản ứng gì. Thổ Ba đi lên đón hắn, lo lắng hỏi thăm, đảo chủ, Thư Hàng bị làm sao thế? Hai, chuyện này nói ra thì dài lắm. Vừa nãy, mọi người đều nghe thấy tiếng hát kia chứ? Gương mặt phủ chủ Thất Sinh Phù trắng bệch, hỏi. Còn phải nửa ngày nữa mới hồi phục được á? À,
là thổ ba với lão Cao đấy à? Sau hồi lâu, Tống Thư Hàng mới có phản ứng, trên mặt hắn là nụ cười gượng gạo, trạng thái bây giờ của hắn giống như lúc khống chế cơ thể của Diệt Phượng công tử, vậy. Hắn cảm thấy thân thể của hắn cũng có cảm giác như mạng bị lác vậy, lúc đó, thân thể của Diệt Phượng công tử bị đếm ngược 3 giây, làm cho Tống Thư Hàng chịu đủ khổ sở. Mà bây giờ trạng thái thân thể của hắn còn tồi tệ hơn nữa, đếm ngược từ 3 đến 11 giây, thỉnh thoảng còn dài hơn. Vậy thì, mấy thầy cô, tạm giao ta xin giao Tống Thư Hàng tiểu hữu lại cho các vị vậy. Ta còn chút việc phải làm, xin cáo từ trước. Chúng ta gặp lại vào buổi trưa nhé, phủ chủ Thất Sinh Phù nói. Thổ ba, Cao Mỗ Mỗ đỡ Tống Thư Hàng ngồi xuống, Gia Cát Trung Dương, Gia Cát Nguyệt, còn có chị em Lục Phỉ đều tụ tập lại. Cha con Joseph vẫn chưa ra đây, không biết dạo này Joseph bị làm sao, thời gian thức giấc ngày càng muộn. Cao Mỗ Mỗ và bạn gái nhà y cùng đi lấy bữa sáng cho Tống Thư Hàng. Thổ ba lo lắng hỏi, Thư Hàng, mấy ngày nay mày đi đâu thế? Sao không ở cùng với bọn tao? Mày đừng nói chuyện nhanh như thế, nói chậm một chút. Bây giờ não và tai tao đều đang, ong ong ong, hết cả lên, giỏng tai lên cố nghe bọn mày nói chuyện cũng khó lắm. Tống Thư Hàng cười khổ đáp, tao khá may mắn, lúc máy bay gặp nạn, tuy rằng tao bị rơi xuống giữa biển, nhưng nhanh chóng được một người bạn tìm thấy, là nhờ người bạn đó cứu tao lên. Sau đó, tao và người bạn đó về Hoa Hạ trước, tiếp theo nữa, khi biết tin bọn mày đang ở trên hòn đảo này, tao và người bạn đó bèn cùng nhau đến hòn đảo nhỏ này tìm bọn mày. Bữa sáng không tệ chút nào. Có trứng chiên, bánh crepe, sữa đậu nành, đều là mấy món mà Tống Thư Hàng thích cả. Hai tay Tống Thư Hàng run rẩy, cố gắng gắp bữa sáng đút vào miệng mình. Cô bạn Lục Phỉ tò mò hỏi, bạn học Thư Hàng, áo cà sa trên người cậu là sao thế? À, sau một lúc lâu Tống Thư Hàng mới trả lời, đây là quà mà một người bạn tặng cho mình đấy. Trong lúc ăn cơm, bọn người Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ ai cũng quan tâm hỏi một vài chuyện. Sau khi nhìn thấy Tống Thư Hàng bình an vô sự, Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ mới thầm thở phào một hơi. Tống Thư Hàng vừa tiếp tục ăn bữa sáng một cách vất vả, vừa nghe bọn Cao Mỗ Mỗ kể những chuyện thú vị khi dạy chữ cho mấy người thổ dân. Đột nhiên, Tống Thư Hàng dừng một chút, hắn quay đầu lại, nhìn phía hai chiếc bàn ăn ở sau lưng hắn. Ở đó, có một cô gái trông có vẻ cũng thuộc thành phần trí thức, cô ấy đang ngồi cùng bạn của mình, bắt đầu từ tốn dùng bữa sáng. Trên cổ cô ấy có đeo một viên trân châu to cỡ trứng chim bồ câu. Tống Thư Hàng nhạy cảm cảm ứng được, ở bên trong viên trân châu to bằng quả trứng chim bồ câu kia tản ra một cỗ linh lực, nhưng nó khác với linh lực thuần tịnh ở trong, linh thạch, trong cỗ linh lực này hình như còn nhiễm khí tức của loài thú. Có lẽ là nhạy bén cảm giác được ánh mắt của Tống Thư Hàng, cho nên cô gái trông có vẻ trí thức kia ngẩng đầu lên, nhìn lại Tống Thư Hàng. Khi nhìn đến bộ dáng của Tống Thư Hàng, cô gái trông có vẻ trí thức kia lập tức mỉm cười một cái, một cảm giác này thật quái lạ, rõ ràng đây là lần đầu tiên cô gặp Tống Thư Hàng, nhưng trong tim cô lại có một cảm giác kỳ lạ nói rằng, đây là một chàng trai đáng tin cậy. Cho dù ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm vào cô rất thất lễ, nhưng trong lòng cô lại không hề thấy phản cảm chút nào. Cảm giác chàng trai trước mắt này giống như đã từng cứu mạng cô vậy. Vô cùng đáng tin cậy. Tống Thư Hàng ngượng ngùng cười lại một cái. Cậu đang nhìn cái này sao? Cô gái trông có vẻ trí thức kia tự kéo hạt trân châu trên cổ mình ra, lên tiếng hỏi. Cô nhạy cảm giác được, thứ mà Tống Thư Hàng đang nhìn chính là viên trân châu trên cổ của cô. Đúng vậy, tôi có cảm giác viên trân châu này hơi kỳ lạ, Tống Thư Hàng gật đầu nói rõ ràng không phải là linh thạch nhưng lại chứa đựng linh lực, còn có khí tức của loài thú nữa. Cũng không biết nó là thứ gì đây. Nhưng chỉ cần ẩn chứa linh lực thì chắc là bảo bối rồi nhỉ. Chỉ có điều vì sao Thất Sinh Phù tiền bối lại không hề chú ý đến viên minh châu trên cổ cô ấy. Thất Sinh Phù tiền bối đã tiếp xúc với các thầy cô giáo này lâu rồi, không thể nào không chú ý đến viên minh châu này được đúng không? Hoặc là, đối với tu sĩ có đẳng cấp như Thất Sinh Phù tiền bối, vật có linh lực cấp bậc này hoàn toàn không đáng để phí tâm đi thu thập chăng? Mặc kệ tại sao Thất Sinh Phù tiền bối lại bỏ qua viên minh châu này. Bây giờ cơ thể của Tống Thư Hàng có một cảm giác rất kỳ lạ, hắn cần có viên minh châu có chứa khí tức loài thú này. Hắn có trực giác mãnh liệt rằng thứ này có thể giúp ích cho việc tu luyện của hắn. Tôi cũng không biết thứ này ở đâu ra nữa, rõ ràng trước khi máy bay gặp nạn trên người tôi không hề có nó, nhưng lúc tôi tỉnh lại ở trên đảo thì đã phát hiện viên trân châu này ở trong túi rồi, cô gái trông có vẻ trí thức kia trả lời. Sau đó cô ấy nghĩ ngợi rồi tháo viên trân châu trên cổ xuống,
là một hành động ngoài dự đoán của Tống Thư Hàng, cô ấy ném viên minh châu đó về phía Tống Thư Hàng. Tặng cậu đấy, cô ấy nói. Tống Thư Hàng luống cuống tay chân tiếp lấy viên minh châu. Hi hi, cô gái trông có vẻ trí thức nọ cười rộ lên. Hi hi, Nhạc Nhi nhìn chúng anh chàng đó rồi à? Cô tiếp viên hàng không đẫy đà nhưng rất xinh đẹp ngồi bên cạnh người cô gái trông có vẻ trí thức kia lên tiếng trêu. Không phải đâu, cô gái trông có vẻ trí thức kia tên là Nhạc Nhi trợn mắt lên. Chỉ là cảm thấy, hình như mình nợ cậu ta một ân tình, nên bất giác mới muốn trả món nợ ân tình đó lại cho cậu ta theo bản năng mà thôi. Tống Thư Hàng ngượng ngùng cầm lấy viên trân châu, sau hồi lâu, hắn mới vò vò đầu, nói cảm ơn cô nương nhé, quả thật tôi rất thích viên trân châu này. Nhưng mà, viên trân châu này rất quý, tôi không thể cầm không như thế được. Hay là, tôi dùng tiền mua lại viên trân châu này được không? Kiểu xưng hô cô nương này, khiến cô gái trông có vẻ trí thức kia cảm thấy nó cứ là lạ làm sao ấy. Cô cười nói, không cần đâu, chỉ là một viên trân châu mà chính bản thân tôi cũng không biết nguồn gốc thôi mà, tặng cho cậu đấy. Nhưng mà, nó rất quý đấy. Tuy rằng tôi không nhận ra nó là thứ gì nhưng tôi dám đảm bảo, giá trị của nó cao hơn so với tưởng tượng của cô nhiều. Tống Thư Hàng cầm lấy viên trân châu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ha ha, nhìn gương mặt nghiêm túc của Tống Thư Hàng, Nhạc Nhi cảm thấy rất thú vị, cô cười nói, vậy cũng được, tùy cậu đấy. Nhìn bộ dạng kia của cậu ta, nếu như cô không đồng ý, nói không chừng chàng trai trước mặt này sẽ mang trả viên trân châu lại cũng nên. Chương 475, cùng đi thám hiểm mộ cổ không? Tống Thư Hàng vốn muốn lấy một vật khác để đổi lấy viên trân châu của cô gái trông có vẻ trí thức này, vì tuy rằng trong cuộc sống thì ai cũng cần tiền, nhưng trong tình huống thế này mà nói đến tiền thì có vẻ tục tằng lắm. Tuy nhiên tiếc là, đồ trong tay Tống Thư Hàng đều không thích hợp với cô gái trước mặt này. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì tục cũng được, bây giờ thứ hắn có thể lấy ra cũng chỉ có tiền mà thôi. Tôi cũng không biết giá trị thực sự của viên, trân châu, này là bao nhiêu cả. Hay là thế này nhé, tôi đặt cọc trước 100 ngàn, đợi khi trở về, tôi sẽ nhờ bạn bè đi giám định vật này, xong xuôi thì tôi sẽ đưa nốt phần còn thiếu cho cô được không? Tống Thư Hàng đưa cả cọc tiền cho cô gái có tên Nhạc Nhi đó. Phụt, Nhạc Nhi nhìn cọc tiền kia, dở khóc dở cười, cậu ra ngoài mà còn mang theo cả cọc tiền thế này à? Cậu không sợ nặng sao? Bởi vì tôi và mấy người bạn định đến đảo nghỉ dưỡng chơi, đảo nghỉ dưỡng không nằm trong phạm vi lãnh thổ Hoa Hạ, rút tiền ở nước khác rất phiền phức, vì vậy tôi dứt khoát mang theo nhiều tiền một chút, Tống Thư Hàng giải thích. Con người cậu thú vị thật đấy, Nhạc Nhi cười, cô ấy cầm lấy cọc tiền kia, vậy thì, giao dịch xong xuôi, đừng nhắc với tôi về số tiền còn lại gì đó nữa, nếu còn nhắc nữa là tôi trở mặt đó nha. Vậy được, cảm ơn cô, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Cái cô Nhạc Nhi này, rõ ràng không phải là kiểu người thiếu tiền. Lại thêm một món nợ ân tình nữa rồi. Tống Thư Hàng ghi nhớ phần nhân tình này ở trong lòng. Chấm. Chờ đến lúc Tống Thư Hàng trở lại chỗ ngồi của mình, Thổ Ba nhìn chằm chằm vào viên trân châu trong tay hắn, Thư Hàng, đây là cái gì thế? Tao cũng không biết, Tống Thư Hàng cười đáp. Không biết là gì mà mày còn mua à? Thổ Ba dở khóc dở cười. Nhưng nó là bảo vật, điểm này thì tao chắc chắn đấy. Tống Thư Hàng cười đáp, cẩn thận cất viên trân châu vào trong lòng. Trong khi họ đang nói chuyện thì... rầm, cửa nhà ăn bị đẩy ra. Một bóng người vội vàng xông vào trong nhà ăn, chạy vội đến bên cạnh Tống Thư Hàng. Tống tiền bối, tìm được người rồi. Người đó cười hi hi, nắm lấy cánh tay của Tống Thư Hàng, đi thôi, Tống tiền bối. Bạch tiền bối bảo ta đến đưa ngươi qua bên đó, đại hội giao dịch sắp bắt đầu rồi đấy. Á, Vũ Nhu Tử. Đợi một chút, ta còn đang ăn cơm mà, Tống Thư Hàng kêu lên. Không kịp đâu, đi trước cái đã. Vũ Nhu Tử dùng một tay tóm chặt Tống Thư Hàng, sau đó lại hùng hùng hổ hổ chạy đi. Vũ Nhu Tử có tu vi ở đỉnh tam phẩm, Tống Thư Hàng căn bản không có sức để chống cự, cho nên chỉ còn nước bị cô ấy kéo đi. Sau đó, lúc Vũ Nhu Tử chạy đến cửa thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cô ấy quay đầu lại, vẫy vẫy tay với Thổ Ba và Cao Mỗ Mỗ, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Các người chính là bạn cũng phòng của Tống tiền bối đúng không? Ha ha ha, ta và Tống tiền bối có việc nên phải đi trước đây, lát nữa tìm các người chơi sau nha. Dứt lời không đợi mấy người Cao Mỗ Mỗ trả lời, Vũ Nhu Tử lại kéo Tống Thư Hàng chạy nhanh mất hút luôn. Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, không đúng,
Thổ Ba đột nhiên vỗ bàn hét lớn, cái cô chân dài này không phải lại là một người chị khác của Tống Thư Hàng đây sao? Tại sao cô ấy lại gọi Thư Hàng là tiền bối? Chắc là bạn gái rồi, Nhã Y đáp, nhìn quan hệ giữa cô ấy và Tống Thư Hàng, chắc chắn không phải là quan hệ chị em rồi. Có phải cô ấy và Tống Thư Hàng đang chơi trò diễn sâu mập mờ của mấy cặp đang yêu hay không nhỉ, vừa chị gái lại còn tiền bối nữa? Diễn á, hôm nay đóng vai làm chị, ngày mai đóng vai hậu bối à? Qua mấy ngày nữa chắc là sẽ đóng, hội chị em bạn gì, với nhau đấy chứ. Cái thằng Tống Thư Hàng này thế mà lại chơi cái trò đang xấu hổ như thế sao, Cao Mỗ Mỗ cắn răng nói, cậu với Nhã Y cũng chưa từng chơi như thế đâu. Vũ Nhu Tử kéo Tống Thư Hàng chạy một mạch đến bên bờ biển, sau đó trèo lên một chiếc mô tô nước. Tống tiền bối ngồi lên đi, để ta lái, trên mặt Vũ Nhu Tử tràn đầy vẻ hưng phấn. Tống Thư Hàng dò hỏi, cô biết lái à? Đương nhiên. Vừa rồi là ta lái đến đây đấy, Vũ Nhu Tử cười hà hà, còn nữa, Tống tiền bối đừng có xem thường ta. Bất kể là máy bay, ô tô, chỉ cần là phương tiện giao thông thì ta đều biết lái cả. Bám chắc vào người ta, có lẽ tốc độ sẽ hơi nhanh đấy. Tống Thư Hàng cẩn thận giơ tay ra nắm lấy góc áo của Vũ Nhu Tử. Sau đó, Vũ Nhu Tử khởi động xe mô tô nước. Nói thật điều làm Tống Thư Hàng kinh ngạc đó là tốc độ này nhiều nhất chỉ có 20 km/h mà thôi. Đây là tốc độ có hơi nhanh đấy, mà Vũ Nhu Tử nói đấy ư. Ai, trận pháp mất tác dụng rồi, Vũ Nhu Tử bất mãn nói, mấy cái phương tiện giao thông hiện đại này đúng là yếu như sên ý, chỉ tùy tiện thêm một cái trận pháp vào thôi mà dùng xong là hỏng luôn rồi. Còn không hữu dụng bằng máy kéo tay cầm nữa. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ cách qua một đoạn ngắn thôi, Tống tiền bối, chúng ta cứ từ từ mà đi qua đó vậy. Ha ha, không thành vấn đề. Cứ đi từ từ là ổn thỏa nhất rồi. Tống Thư Hàng dùng sức bật thẳng ngón cái lên, không cần đua thì tốt quá. Đúng rồi, Tống tiền bối. Bạch tiền bối bảo ta trả cái điện thoại này cho người, đã cải tạo xong rồi. Chỉ cần ở trong phạm vi địa cầu thì đều có thể nhận được tín hiệu, trừ phi là bị trận pháp mạnh quấy nhiễu. Vũ Nhu Tử xoay người lại, đưa cho Tống Thư Hàng một chiếc điện thoại màn hình lớn. Đã cải tạo xong rồi sao? Nhanh vậy á, Tống Thư Hàng cầm lấy điện thoại. Cảm thấy vô cùng thân thương. Bởi vì tốc độ hiện giờ không nhanh nên Tống Thư Hàng kéo lướt màn hình điện thoại khá thoải mái, thành thạo đăng nhập vào nhóm Cửu Châu số 1. Tinh! Hệ thống thông báo, Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử đã chia sẻ một tập tin âm thanh. Vũ Nhu Tử cô chia sẻ cái gì thế? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi vừa dùng ngón tay bấm vào tệp âm thanh kia. Chính là bài hát tạo hóa tiền bối hát lúc trước đấy, ta cảm thấy nó rất hay nên thu âm nó lại. Chia sẻ nó lên không gian của nhóm, Vũ Nhu Tử trả lời, đầu cũng chẳng thèm quay lại. Tống Thư Hàng. Má ơi! Mau tắt đi, nhân lúc vẫn chưa phát nhạc thì mau tắt nó dùm đi. Nhưng lúc này, chứng não bộ phản ứng chậm của hắn hình như lại phát tác rồi, ngón tay nhấn vài cái nhưng đều không thể tắt được trình phát nhạc. Tại sao tay của ta lại phế như thế? Ngay sau đó, đinh đinh đang đang là la lá la, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ta đứng trên tường thành nhìn xuống binh vây tường thành tương đương à à à. Giọng hát độc đáo của linh hồn ca vương tạo hóa tiền bối vang lên. Ngày X tháng 7 năm 2019, chủ nhật, trời nắng. Kim cương quân tử đao đạo hữu, toi đời. Cũng may là, giọng ca của linh hồn ca vương lần này là, bản thu âm, không có sóng âm công kích, khiến cho kim cương quân tử đao đạo hữu, nghèo, một cách khá thoải mái, không quá thống khổ. Đúng là điều vạn hạnh trong bất hạnh. Lần này, không phải chỉ có mình Tống Thư Hàng, nghèo. Trong nhóm Cửu Châu số 1, Điền Thiên đảo chủ, cột máu cạn rồi. Điền Điềm phó đảo chủ, ta đã cùng tử trận với ca ca ngốc nghếch của ta. Thiên phủ khí tông Dương Huyền, tai của ta, ôi tai của ta. Lưu Huỳnh thiên tử, không được, ta vẫn chưa thể chết được, ta còn phải, tạo phúc cho toàn nhân loại nữa. A còng thất tu tôn giả, A còng Hoàng Sơn chân quân, A còng Đại La giáo Vũ Nguyệt chân quân. A còng huyền nữ môn vân tước tử, A còng tô thị A thất, đều ra hết đi. Bài hát hay thế này, quẹo nghe, chớ có bỏ qua. Rất nhanh, có nhiều vị tiền bối đều bị triệu hồi. 15 giây sau, hệ thống thông báo, Lưu Huỳnh tiên tử đã bị quản trị viên thất tu tôn giả cấm nói chuyện 4 giờ. Hệ thống thông báo, Linh Điệp đảo Vũ Nhu tử đã bị quản trị viên thất tu tôn giả cấm nói chuyện 4 giờ. Thất tu tôn giả, đáng ghét thật. Trong lúc không có chút phòng bị nào, bài hát của tạo hóa Pháp Vương đã phát rồi.
Ôi lỗ tai của bản tôn, Lưu Huỳnh tiên tử, cô bị Tam Lãng đạo hữu trộm nick rồi sao? Thư Sơn áp lực đại. Cùng lúc đó, Tống Thư Hằng chọc chọc vào Vũ Nhu tử, cô bị cấm nói chuyện rồi. Hả, tại sao chứ, ta có làm chuyện xấu đâu chứ, ai cấm ta thế, Vũ Nhu tử bất mãn nói. Thất tu tôn giả tiền bối, Tống Thư Hằng cười gượng đáp. Tại sao lại cấm ta chứ? Vũ Nhu tử kêu lên. Bởi vì cô phát cái bài hát kia đấy, Tống Thư Hằng trả lời. Vì sao chứ? Rõ ràng hay như thế mà, thế nên ta mới chia sẻ vào nhóm để những tiền bối chưa nghe được thưởng thức đấy. Vũ Nhu tử bĩu môi, trên mặt đầy vẻ không vui. Tống Thư Hằng. Hay như thế, tế bào âm nhạc của Vũ Nhu tử cô nương phát triển kiểu khỉ gì thế? Rốt cuộc cô ấy thưởng thức giọng hát đáng sợ như thế từ góc độ nào vậy? Vũ Nhu tử bĩu môi, lập lời thề, lần sau ta tuyệt đối không chia sẻ nhạc hay lên cho các tiền bối nữa. Tống Thư Hằng nghe thấy thế bèn cảm thấy an tâm. Đồng thời, hắn trượt màn hình điện thoại, nhìn người vừa nãy nói chuyện, thất tu tôn giả. Trong não hải của hắn không khỏi nhớ lại giấc mộng ngày hôm qua, cái vị xá lam của thiên thủ môn, đó thám hiểm phần mộ của lục tu tôn giả. Móc lửng. Lục tu tôn giả có quan hệ gì với thất tu tôn giả không? Thất tu tôn giả có 5 vị sư huynh sư tỷ là nhất tu, nhị tu, tam tu, tứ tu, ngũ tu không? Sau khi ngẫm nghĩ, Tống Thư Hằng gửi một tin nhắn lên nhóm Cửu Châu số 1. Thư Sơn áp lực đại, thất tu tiền bối, người biết lục tu tôn giả không? Tin nhắn của Tống Thư Hằng vừa được gửi lên thì đã có người trả lời ngay lập tức. Là người luôn luôn online thánh đấu sĩ Bắc Hà tán nhân ấy. Thư Hằng tiểu hữu biết lục tu tôn giả sao? Thất tu tôn giả cũng gần như trả lời tin nhắn cùng lúc, Thư Hằng tiểu hữu nghe được tin tức về, lục tu tôn giả từ đâu thế? Lục tu tôn giả là sư huynh của thất tu tôn giả sao? Tống Thư Hằng cẩn thận hỏi, dù sao thì hắn cũng nhìn thấy mộ của lục tu tôn giả, nếu như thật sự là sư huynh đệ, vậy không phải có nghĩa là lục tu tôn giả đã chết sao? Không phải. Ta hoàn toàn không có sư huynh tên là lục tu tôn giả, thất tu tôn giả khẳng định. Vậy thì ta an tâm rồi, Tống Thư Hằng thở phào một hơi, nói thực ra thì, hôm qua ta lấy được tin tức từ trên người một tên đệ tử của thiên thủ môn, tên này đã từng đi thám hiểm mộ của lục tu tôn giả. Cũng có nghĩa là vị lục tu tôn giả này đã quy tiên rồi. Lục tu tôn giả chi mộ, cái đó ấy à? Thất tu tôn giả lập tức trả lời lại. Tiền bối cũng biết ư. Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi. Ta biết, hiện giờ ngôi mộ đó nằm trên một ngôi sao băng ở trong vũ trụ. Trong nhóm chắc vẫn chưa có đạo hữu nào từng đến mộ của lục tu tôn giả đâu nhỉ? Thất tu tôn giả nói. Chưa đâu, ta nhớ ta mới chỉ từng đến mộ ngũ tu chân quân thôi, Bắc Hà tán nhân đáp. Thất tu tôn giả, ha ha ha, vậy thì vừa đúng lúc, hôm nay có thể tiếp tục hoạt động thám hiểm mộ cổ của nhóm Cửu Châu số 1 rồi. Đây là kỳ thứ mấy rồi? Chắc là 13 rồi nhỉ. Chương 476, vay linh thạch. Thư Sơn áp lực đại. Thăm dò mộ cổ. Ban nãy Bắc Hà tán nhân nói đến một việc khiến cho Tống Thư Hằng chú ý, các tiền bối trong nhóm đã từng thăm dò mộ của ngũ tu chân quân. Giờ lại thêm mộ của lục tu tôn giả. Thất tu tôn giả à, ngài nói ba người không liên quan đến nhau thì có trời mới tin được. Trong nhóm Cửu Châu số 1, thất tu tôn giả lại nói. Với một tu sĩ thì việc đi tìm kiếm động phủ, di tích của cổ tu hay thăm dò mộ địa cổ tu đều là đến được chốn kỳ ngộ. Trong rất nhiều mộ cổ của cổ tu đều lưu trữ, truyền thừa của họ. Trong đời tu sĩ không thể thiếu mạo hiểm hệ liệt chi, thám hiểm mộ cổ, được. Thư Hằng tiểu hữu, người muốn thử không? Ta rất muốn đi thử một lần, nhưng bao giờ mới được? Tống Thư Hằng hỏi lại, bởi vì gần đây hắn còn một số việc phải làm. Nhân lúc còn chưa lên vũ trụ. Hắn phải cùng Tư Mã Giang gửi hàng chuyển phát nhanh về sở ra đã. Linh quỷ của hắn vẫn còn ở trong đó chưa chịu ra kìa. Thất tu tôn giả. Về thời gian thì, ta nghe nói Thư Hằng tiểu hữu sắp lên vũ trụ chơi một tháng đúng không? Ha ha, ha ha, Tống Thư Hằng gõ mấy tiếng cười gượng. Vậy chờ khi nào ngươi lên vũ trụ thì ta sẽ liên lạc với ngươi. Đúng rồi, chẳng phải chỗ các ngươi có hội chợ giao dịch tu sĩ à? Chuẩn bị vài thứ đồ dùng thăm dò mộ cổ đi nhé, thất tu tôn giả nói. Đồ dùng để thăm dò mộ cổ à? Cần những cái gì? Tống Thư Hằng hỏi, chắc không phải chuẩn bị mấy thứ như thuồng lạc dương, giống mấy tay trộm mộ bình thường chứ hả? Tự ngươi nhìn mà liệu đi, có điều mộ cổ của tu sĩ tối tăm, nhiều cơ quan, còn có đủ thứ kịch độc.
ngươi chuẩn bị nhiều một chút, đừng để thiếu đồ mà dùng là được, Thất Tu tôn giả nói. Tống Thư Hàng yên lặng thả một icon gật đầu. Vậy chúng ta gặp lại trong vũ trụ nhé, Thất Tu tôn giả cười nói. Vâng, tiền bối, Tống Thư Hàng đáp. Mặc kệ Thất Tu tôn giả và Lục Tu tôn giả có quan hệ gì với nhau, đến lúc đó thì sẽ biết thôi. Đồng thời hắn còn nhớ ra một việc nữa, đó là trong ký ức của Thiên Thủ Môn, Xá Lam, dường như phần mộ của Lục Tu tôn giả không ở trong vũ trụ thì phải. Tuy rằng cả mộ địa đều bị phủ mờ, thế nhưng trên người các đệ tử của Thiên Thủ Môn khi ấy đều không có phòng ngự đặc thù gì và vẫn hít thở bình thường. Chấm. Tống tiền bối, qua đây, Vũ Nhu tử dừng mô tô nước. Hội chợ giao dịch của tu sĩ lần này được tổ chức trên biển. Nhưng không phải trên mặt biển mà là ở một tấm ván gỗ cực kỳ rộng lớn. Tống Thư Hàng nhìn thử thì thấy chiều dài và chiều rộng của tấm ván này phải đến cả ngàn mét. Trên ván khắc rất nhiều phù văn pháp thuật và đủ loại trận pháp. Cho dù là ở giữa ban ngày thì những văn lộ pháp thuật ấy vẫn tỏa ra ánh sáng chói lóa. Tống Thư Hàng xuống khỏi mô tô nước, nhảy lên ván gỗ rồi giẫm nhẹ mấy cái. Đây là pháp bảo gì vậy? Đây là một hòn gạch lát sàn thiên cung ở môn phái của Toàn Phong tôn giả, Vũ Nhu tử đáp. Gì cơ, Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm tấm ván gỗ dài 1.000 mét rộng 1.000 mét này, đây mà là gạch lát sàn á. Gạch này để cho người khổng lồ cao 2.000 mét dùng à. Môn phái của Toàn Phong tôn giả là VGT, am hiểu pháp thuật không gian. Từ 200 năm trước VGT đã bắt đầu xây dựng một tòa tiên cung khổng lồ. Trong tưởng tượng của họ thì ngày thường tòa tiên cung này sẽ được thu nhỏ lại 1.000 lần bằng pháp thuật không gian. Đến thời điểm cần dùng đến nó, chỉ cần giải trừ pháp thuật không gian này thì tiên cung sẽ bung ra thành một chiến lũy to lớn gấp ngàn lần, Vũ Nhu tử giải thích. Thế nhưng mà VGT dùng 200 năm mới chỉ xây được cái móng thôi. Cũng mới chuẩn bị được có một nửa ván gỗ lót sàn. Hội chợ giao dịch của tu sĩ lần này cần một mặt phẳng lớn trên mặt biển. Cho nên Toàn Phong tôn giả đã mượn viên gạch này từ tông môn của mình rồi phóng nó ra nguyên dạng, Vũ Nhu tử nói tiếp. Sau đó, viên gạch có kích thước 1.000 mét nhân 1.000 mét này liền trở thành mặt bằng cho hội chợ giao dịch của tu sĩ. Tu sĩ đến từ khắp mọi nơi bày quầy hàng của mình trên mặt bằng ấy. Có người trải mảnh vài ngồi bệt ra đất thành một quầy hàng. Cũng có người chuẩn bị cẩn thận rồi lập một quầy hàng tinh xảo. Thậm chí còn có người xây cả một cái nhà con. Hội chợ giao dịch của tu sĩ bắt đầu, vô cùng náo nhiệt. Sau khi bước lên ván gỗ, Tống Thư Hàng mau chóng nhìn thấy có một quầy hàng gần đó bị tu sĩ bu đông bu đỏ. Tống Thư Hàng tò mò lại gần nhìn vật phẩm trên quầy. Đó là một bàn đặt những vật thể nhìn như trứng bồ câu, có thể nhìn thấy bóng đen lờ mờ bò qua bò lại bên trong chúng. Những bảo vật như trứng bồ câu ấy cũng được phân chia thành mấy loại, có viên chỉ cần linh thạch nhị phẩm, viên cần linh thạch tam phẩm. Có viên lên tới linh thạch ngũ phẩm. Hắn tò mò hỏi. Đây là cái gì? Vũ Nhu tử cũng chen chúc vào đây, nhìn qua rồi nói. Đây là quầy hàng đặc sắc xuất hiện trong mỗi kỳ hội chợ giao dịch của tu sĩ. Thứ đó gọi là, linh nguyên châu, là một loại bảo vật đi kèm với, linh thú. Sau khi có được linh nguyên châu thì không cần luyện chế mà có thể dùng luôn. Linh nguyên châu cấp bậc khác nhau thì hiệu quả khác nhau, có thể tăng chân khí bản mạng hoặc là linh lực cho tu sĩ. Đây là bảo vật phụ trợ tu luyện giống như đan dược. Các tông môn chuyên chăn nuôi linh thú có thể thu hoạch rất nhiều linh nguyên châu mỗi năm đấy. Linh nguyên châu kỳ diệu ở chỗ trong cùng cấp bậc thì nhìn chúng nó chẳng khác gì nhau. Chỉ khi tu sĩ ăn vào rồi mới biết là nó tăng cường cho mình bao nhiêu chân khí hoặc linh lực. Nói cách khác hiệu quả của thứ này phụ thuộc hết vào nhân phẩm. Cứ như là bốc thăm trúng thưởng ấy nhỉ, Tống Thư Hàng hiểu ra. Nếu ăn may thì chỉ cần trả một linh thạch. Là có thể thu hoạch được linh lực gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần giá trị của một viên linh thạch. Nếu số nhỏ thì đành chịu lỗ vốn thôi. Chính là thế đó, có điều dù sao thì nó cũng không đắt, cho nên hội chợ giao dịch của tu sĩ năm nào cũng có người đến mua một ít góp vui. Hơn nữa vị nó ngon, ta thích ăn lắm đấy, Vũ Nhu tử cười hì hì mà nói, sau đó đi tới chỗ bán hàng, mua 10 viên linh nguyên châu tứ cấp với giá 10 linh thạch tứ phẩm. Sau đó lại dùng thêm 4 viên linh thạch nhị phẩm để mua 2 viên linh nguyên châu nhị cấp. Cô đưa 4 viên linh nguyên châu nhị cấp cho Tống Thư Hàng. Nè, Tống tiền bối cũng nếm thử đi, mùi vị ngon lắm đó. Tống Thư Hàng nhận lấy linh nguyên châu rồi nếm thử một viên. Đúng là ngon thật, mùi vị rông giống sô-cô-la. Khi nuốt vào bụng thì trong đan điền rực lên một luồng ấm nóng, thêm vào một luồng chân khí.
Tống Thư Hàng không dùng linh thạch để tu luyện, cho nên không biết lượng chân khí mà Linh Nguyên Châu tăng thêm cho mình so với linh thạch thì nhiều ít ra sao. Ở quầy hàng hên xui thế này mà bạch tiền bối qua chọn, thì nhất định là có thể chọn được Linh Nguyên Châu rất tốt đấy nhỉ. Tống Thư Hàng cười nói. Nhưng mà ta không thích mùi vị của Linh Nguyên Châu lắm đâu, cứ đăng đắng thế nào ấy. Cơ mà nếu Thư Hàng muốn mua thì ta sẽ chọn cho ngươi một ít, chẳng biết Bạch Tôn Giả đã xuất hiện sau lưng Tống Thư Hàng từ đời nào. Ngài xoa cằm nói. Ủa, Bạch tiền bối xong việc rồi à? Tống Thư Hàng hỏi. Lúc khai mạc hội chợ giao dịch của tu sĩ thì ta lộ mặt một chút, còn chuyện khác ta không phải làm, Bạch Tôn Giả nói rồi ngồi xổm xuống cạnh quầy hàng. Sau đó vẫy tay với Tống Thư Hàng, trên người ngươi có bao nhiêu linh thạch. Tống Thư Hàng lấy ra toàn bộ gia sản của mình, ba viên được bạch tiền bối thưởng an ủi sau khi các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 diệt huyết ma, hai cục xấu xấu bẩn bẩn rông giống linh thạch lấy từ người chiến sĩ nhím biển, cộng thêm 10 viên linh thạch thu được sau khi khám xét động dung nham dưới lòng đất của tiên sinh, cùng Vũ Nhu Tử và Lưu Kiếm Nhất. Chỉ có nhiêu đây, hết rồi à, Bạch Tôn Giả cầm mấy viên linh thạch này rồi nhìn Tống Thư Hàng chằm chằm. Hết rồi, Tống Thư Hàng lắc đầu. Thư Hàng, người đúng là nghèo rất mồng tơi, Bạch Tôn Giả nói. Xin lỗi nhưng ta chính là nghèo như thế đó, Tống Thư Hàng rất cả nước mắt. Chỗ linh thạch này mới kiếm được mấy ngày nay, chứ trước đó Tống Thư Hàng còn không biết, linh thạch là cái gì cơ. Hắn mới tiếp xúc với giới tu chân được ít lâu thôi mà. 3 viên linh thạch tứ phẩm, 10 viên linh thạch tam phẩm, 2 viên linh thạch nhị phẩm, vừa hay có thể mua được 402 viên linh nguyên châu nhị cấp. Bạch Tôn Giả đưa hết chỗ linh thạch nọ cho chủ tiệm. Đổi hết à? Tống Thư Hàng hỏi, tuy rằng hắn chỉ đến hội chợ giao dịch của tu sĩ để góp vui và mở mang kiến thức thôi, thế nhưng vừa mới lên bờ mà đã tiêu hết toàn bộ gia sản của mình rồi ư. Dù sao bây giờ ngươi có cầm linh thạch cũng vô dụng, hơn nữa ở thời kỳ nhị phẩm này tu luyện bằng linh thạch phiền toái lắm, chẳng bằng đổi thành linh nguyên châu mà ăn. Vừa ngon lại vừa no bụng. Lúc ngươi lên vũ trụ mà chán ăn tích cốc đan thì có thể ăn linh nguyên châu để thay đổi khẩu vị được đấy, Bạch Tôn Giả nói. Bạch tiền bối khéo hiểu ý người đã suy xét đến cả việc sau khi bay vào vũ trụ cho mình luôn rồi. Chẳng hiểu vì sao hai mắt Tống Thư Hàng tự nhiên đỏ hoe. Nếu Bạch tiền bối có thể đổi chuyến du lịch vũ trụ một tháng thành nửa tháng thì tốt biết bao nhiêu. Bạch Tôn Giả lấy một cái giỏ nhỏ, sau đó không ngừng bốc linh nguyên châu nhị cấp bỏ vào trong giỏ, chỉ chốc lát sau chiếc giỏ đã đầy. Vừa đủ 402 viên, Bạch Tôn Giả đưa giỏ cho Tống Thư Hàng, lúc rảnh thì ăn nhiều vào, ăn hết giỏ này là có thể tích lũy được khoảng 1% chân khí đan điền của ngươi đấy. Ăn cả đống thế này mà chỉ tích lũy được có 1% thôi á. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Bạch Tôn Giả nói. Nên biết đủ đi, nếu ngươi tu luyện bằng linh thạch thì mấy viên linh thạch kia còn không đủ tích lũy cho ngươi được 1/1000 chân khí trong đan điền đâu. Dứt lời, Bạch Tôn Giả duỗi lưng. Đi vào chỗ sâu trong hội chợ giao dịch của tu sĩ cùng với Vũ Nhu Tử. Tính thế thì mình lãi được 10 lần à. Tống Thư Hàng nhét giỏ nhỏ vào túi thu nhỏ, sau đó nhanh chân đuổi theo Bạch Tôn Giả. Chủ tiệm sau lưng hắn giật giật khóe miệng. Có nghĩa là, ban nãy Bạch Tôn Giả nhặt linh tinh trong tiệm hắn một hồi mà kiếm lãi 10 lần từ chỗ hắn luôn sao? Chấm. Bạch Tôn Giả đưa Tống Thư Hàng đi sâu vào trong hội chợ giao dịch của tu sĩ. Vừa đi vừa giảng giải cho hắn về các loại vật phẩm trong hội chợ này. Có những đan dược rất chi là sống động, có loại linh thảo phát ra tiếng kêu như dã thú để mê hoặc các loài sinh vật khác, ví như một cây hổ vương thảo mà Tống Thư Hàng nhìn thấy, nó cứ không ngừng phát tiếng hổ gầm. Còn có đủ các loại thần binh lợi khí, đan dược, hộ giáp, phù bảo, làm cho Tống Thư Hàng hoa cả mắt. Đôi khi Bạch Tôn Giả cũng sẽ cúi người nhìn ngắm một bảo vật nào đó với vẻ hiếu kỳ. Thế nhưng cuối cùng ngài luôn nhẹ nhàng lắc đầu, không hề có ý muốn mua chúng nó. Mà những lúc như thế, thì em gái nhà giàu Vũ Nhu Tử đi theo Bạch Tôn Giả sẽ vung chi phiếu, à nhầm, là vung linh thạch và mua hết những bảo vật mà ngài xem trọng ấy. Chỉ cần chủ tiệm không ăn lãi quá 20% thì Vũ Nhu Tử có bao nhiêu mua tất. Ba người đi dạo một chốc, Tống Thư Hàng lại thấy có người bày tiệm bán gạo trắng. Ở đây bán cả gạo cơ à? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Đó là linh mễ, thật ra là gạo bình thường được tưới nước linh tuyền, bón cho cốt linh thú và phân hóa học gì đó thì thành linh mễ thôi. Nó khá hữu hiệu trong việc tăng cường khí huyết cho đệ tử ở cảnh giới nhất phẩm, người thường cũng có thể ăn một ít. Nhưng mà ở đây chắc là bán đổ xỉ thôi, nếu người cần thì mua cho người nhà một ít cũng được. Lời này đánh trúng vào điều mà Tống Thư Hàng lo sợ.
đã bước lên con đường tu luyện, cho nên hắn cũng muốn cố gắng mang lại những thứ có lợi cho người nhà mình, thế nhưng mãi đến bây giờ, điều mà hắn có thể làm chỉ là cho họ một ít linh mạch bích trà thôi. Để ta đi hỏi thử, Tống Thư Hàng đi đến tiệm hàng nọ. Ông chủ, linh mễ của ông bán thế nào? Giá thống nhất trên toàn thế giới là một viên linh thạch nhất phẩm một túi. Thế nhưng ở đây bọn ta bán xỉ, cho nên tối thiểu phải mua 10 vạn túi trở lên, ông chủ là một người đàn ông áo trắng có nụ cười chân chất. Gì cơ, 10 vạn túi á? Tống Thư Hàng hít sâu một hơi. Xong hắn lập tức hiểu ra người ta bán hàng là bán cho môn phái. Lượng tiêu hao linh mễ của một môn phái nhỏ cũng phải tính bằng cả vạn túi rồi. Bởi vì tu sĩ nhất phẩm phải tích lũy một lượng khí huyết lớn nên ăn được nhiều lắm. Bạch Tôn Giả đứng bên cạnh Tống Thư Hàng, cười ha ha hỏi. Thư Hàng, không có linh thạch à? Tiền bối chẳng phải biết rõ rồi sao mà còn cố hỏi, Tống Thư Hàng nói. Ban nãy hắn đổi hết linh thạch lấy linh nguyên châu rồi còn gì? Mà cho dù không đổi thì hắn cũng chỉ có 4 viên linh thạch tứ phẩm thôi, còn kém giá của 10 vạn túi linh mễ xa lắm. Thôi, để ta xem có ở đâu bán lẻ linh mễ không, Tống Thư Hàng nói. Trong hội chợ giao dịch của tu sĩ không bán lẻ linh mễ đâu, Bạch Tôn Giả cười bảo, người muốn mua lẻ linh mễ cũng chỉ có thể đi tìm tán tu để mua, nhưng mà giá đắt lắm đấy. Tống Thư Hàng, gạch nối. Không sao, ta cho ngươi vay. Nếu đổi ra thì cũng chỉ là một viên linh thạch lục phẩm thôi mà, Bạch Tôn Giả nói. Nghe một viên linh thạch lục phẩm thì thấy nợ nần cũng không nặng nề lắm nhỉ. Một viên linh thạch lục phẩm và 10 vạn viên linh thạch nhất phẩm, đúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà. Thôi, bỏ đi thì hơn, Tống Thư Hàng lắc đầu, 10 vạn túi nhiều quá, ăn không thể hết được. Hắn chỉ muốn mua cho ba Tống mẹ Tống một ít, cùng lắm thì chia thêm cho người nhà và mấy bạn cùng phòng ký túc thêm một ít thôi. 10 vạn túi thì kinh dị quá rồi. Chương 477, gặp lại linh thú tinh. Một túi linh mễ đã đủ cho gia đình ba người nhà Tống Thư Hàng ăn trong cả tháng, 10 vạn túi là 10 vạn tháng, tương đương với hơn 8.000 năm. Lịch sử Hoa Hạ mới chỉ có 5.000 năm thôi, 10 vạn túi linh mễ là đủ cho nhà hắn ăn từ buổi hồng hoang lịch sử đến bây giờ, vẫn còn dư cho đời đời kiếp kiếp. Ăn thế có mà ăn đến trăm đời à? Thấy Tống Thư Hàng bị số lượng 10 vạn túi linh mễ dọa hết hồn, chủ tiệm giật giật khóe miệng rồi cười ngây ngô mà bảo. Khụ khụ, anh bạn trẻ à, nể mặt Bạch Tôn Giả, ta có thể giảm bớt lượng mua khỏi điểm một chút đấy. Bình thường hắn đều bán từ 10 vạn túi linh mễ trở lên, bán ít được có chút lợi nhuận, hắn đâu có thèm. Nhưng mà phải xem đối tượng mua bán là ai đã chứ. Người ta là Bạch Tôn Giả đấy. Kết được thiện duyên với một vị tôn giả thì khối lượng khởi điểm ít đi một chút cũng có hề chi. Thật sao, vậy ngươi có thể bán bao nhiêu? Tống Thư Hàng vui vẻ hỏi. Một vạn túi đi, chủ tiệm linh mễ thấy mình thế là hào phóng lắm rồi, vừa bớt đã bớt gấp 10 lần. Một vạn túi là giới hạn cuối cùng của hắn, xuống nữa thì chính là bán lẻ rồi. Thế nhưng, đối với Tống Thư Hàng thì một vạn túi vẫn là nhiều quá. Lúc này, Bạch Tôn Giả nói. Đừng lo lắng, Thư Hàng, ngươi có thể chia chỗ linh mễ đó cho người thân và bạn bè, còn đâu thì bán tiếp đi. Một vài tán tu và những thế lực nhỏ do tán tu tổ chức đều thiếu nhiều linh mễ lắm. Nếu bán lẻ ra thì ngươi có thể kiếm được không ít đâu. Hơn nữa một vạn túi chỉ mất có một viên linh thạch ngũ phẩm thôi, có lời. Thì ra có thể làm vậy à? Tống Thư Hàng hiểu ra, nhưng sau đó hắn lại cười khổ, nhưng mà một vạn túi vẫn nhiều quá. Hơn nữa trước mắt hắn không định tiếp xúc nhiều với các tán tu khác. Việc bán hàng trao tay cho tán tu không quen biết cũng không phù hợp với hắn lúc này. Thế tiểu hữu cần bao nhiêu túi? Khóe miệng chủ tiệm linh mễ run rẩy. Một nghìn túi. Tống Thư Hàng chớp mắt. Vốn dĩ hắn định nói là 100 túi cơ, thế nhưng nhìn thấy vẻ tươi cười đã vặn vẹo méo xẹo đi trên gương mặt chủ tiệm nên, hắn mới nói số lượng nhiều lên gấp 10 lần. 1.000 túi. Chủ tiệm linh mễ hạn hán lời, tên này tưởng hắn bán lẻ linh mễ thật à. Thế nhưng, hắn liếc nhìn Bạch tiền bối bên cạnh đó. Rồi cắn chặt răng. Tiểu đạo hữu, coi như ta kết thêm được một người bạn vậy, 1.000 túi thì 1.000 túi đi. Chủ tiệm linh mễ nghiến răng, 1.000 túi linh mễ, một viên linh thạch tứ phẩm. Bạch tiền bối, cho ta vay một viên linh thạch tứ phẩm nhé. Tống Thư Hàng hăng hái nói. Bạch Tôn Giả cười ha hả. Sau đó lấy một viên linh thạch tứ phẩm đưa cho chủ tiệm linh mễ. Có địa chỉ nhận hàng không? Sau khi giao dịch xong xuôi,
ta sẽ gửi 1000 túi linh mễ đến quý phủ. Chủ tiệm linh mễ lại nặn ra một nụ cười chân chất rồi hỏi. Tống Thư Hàng ngẫm nghĩ một lát, từ từ, mình phải ghi địa chỉ nhận hàng là đâu đây? Không thể gửi 1000 túi linh mễ về nhà mình được, có chất chật kín cả nhà cũng không hết. Không có chỗ để à? Bạch Tôn Giả nhìn Tống Thư Hàng với vẻ hiếu kỳ. Tống Thư Hàng gật đầu. Để ta, Bạch Tôn Giả lấy di động ra, nhắn một tin vào nhóm Cửu Châu số 1, có đạo hữu nào có kho hàng chống sạch sẽ ở thành phố Văn Châu không? Ta muốn để 1000 túi linh mễ. Chỉ loáng sau đã có đạo hữu nhắn tin riêng cho Bạch Tôn Giả. Là Lưu Huỳnh Thiên Tử, vì bị cấm nói trong nhóm Cửu Châu số 1 nên cô mới dùng cách nhắn tin riêng. Bạch tiền bối, ta có một tòa nhà để không ở Văn Châu, chắc là có thể để được 1000 túi linh mễ. Ta sẽ lập tức gửi địa chỉ cho ngài. Lưu Huỳnh Thiên Tử mau chóng gửi địa chỉ nhà cho Bạch Tôn Giả. Xong chuyện, Bạch Tôn Giả tươi cười điền địa chỉ ngôi nhà bỏ không của Lưu Huỳnh Thiên Tử xuống. Sau khi xác nhận địa chỉ tồn tại xong, chủ tiệm linh mễ cười hiền hậu. Hợp tác vui vẻ tương đương. Đồng thời, chủ tiệm linh mễ đưa ra một tấm danh thiếp. Chuyện quan trọng hơn nhiều so với vụ mua bán 1000 túi linh mễ, chính là đặt được tấm danh thiếp của mình vào tay Bạch Tôn Giả đây. Chỉ cần đưa được danh thiếp là kết được một thiện duyên. Nếu về sau có cần linh mễ hay thứ gì đó liên quan, Bạch Tôn Giả nhớ đến tấm danh thiếp này thì mình trúng mánh lớn rồi. Hợp tác vui vẻ, Bạch Tôn Giả mỉm cười nhận lấy tấm danh thiếp ấy. Người mua chân chính là Tống Thư Hàng lại bị xem nhẹ hoàn toàn. Thế là nợ Bạch Tôn Giả một viên linh thạch tứ phẩm rồi. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong bụng. Sau khi mua xong linh mễ, đi theo ta, Bạch Tôn Giả cười nói với Vũ Nhu Tử và Tống Thư Hàng, ta đưa các ngươi đến chỗ này, ở đó có thứ tốt thích hợp với các ngươi. Nói đoạn, Bạch Tôn Giả đưa hai người đi vào trung tâm hội chợ giao dịch của tu sĩ, đến trước một quầy hàng. Quầy hàng này không một bóng người, cũng chẳng có hàng hóa gì cả. Ủa, quầy trống à? Bạch Tôn Giả nhìn quầy hàng trống rỗng kia thì hơi nhíu mày. Hắn hỏi một chủ tiệm cạnh đó, đạo hữu, xin hỏi người ở quầy này đi đâu rồi? Ơ kìa, chào Bạch tiền bối. Quầy bên cạnh ta đây vẫn trống suốt mà, tu sĩ chủ tiệm bên cạnh đáp lại. Trong ấn tượng của hắn thì quầy này từ trước đến giờ làm gì có người. Chậc chậc, chạy mất rồi, keo kiệt thật, Bạch tiền bối lẩm bẩm. Tuy rằng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ chủ tiệm vốn ở đây đã bị Bạch tiền bối dọa đến mức ôm hàng bỏ chạy luôn rồi thì phải. Người bán mà lại sợ người mua là cớ làm sao? Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Sau đó, hắn lại nhìn sang hàng hóa của chủ tiệm vừa mới trả lời. Hàng hóa tiệm này rất tạp, vũ khí, khôi giáp, đan dược, phù khí, gì cái gì cũng có. Sau khi nhìn lướt đống hàng ấy một hồi, thì ánh mắt của Tống Thư Hàng bị hấp dẫn bởi một khối toàn thạch. Hắn cảm nhận được một cỗ linh lực từ khối toàn thạch này. Linh lực ấy không giống linh lực thuần túy trong linh thạch mà còn kèm theo khí thức của loài thú. Lại là cảm giác này. Trừ vẻ bề ngoài ra, cảm giác mà viên toàn thạch này mang tới cho Tống Thư Hàng giống với viên minh châu trên cổ người phụ nữ tri thức trước đây như đúc. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng chỉ vào toàn thạch rồi hỏi. Đây là thứ tốt đấy. Chủ tiệm lập tức cười nhiệt tình rồi bắt đầu giới thiệu, thứ này tên là linh thú tinh, là kết tinh hiếm hoi xuất hiện khi linh thú kết thúc sinh mệnh, hội tụ linh lực cả đời của linh thú ấy. Thứ này tuyệt lắm đó. Phải đó, là một món đồ, để ngắm rất tuyệt, Vũ Nhu Tử ló ra từ bên cạnh Tống Thư Hàng rồi cười hì hì bảo, tuy rằng bị trộn với một tia khí tức loài thú, nhưng linh lực trong linh thú tinh rất tinh thuần, cơ hồ không hề thua kém linh thạch bao nhiêu, có điều đáng tiếc là trừ khi ăn linh thú tinh. Chứ không thì không thể dẫn linh lực trong đó ra được. Ha ha, chủ tiệm bật cười. Bán bao nhiêu linh thạch? Bạch Tôn Giả hỏi. Linh thạch tứ phẩm, chủ tiệm trả lời nhanh gọn. Chương 478, không sao, ta cũng chẳng gấp chút nào. Nợ một viên là nợ, mà nợ hai viên cũng là nợ cả. Hai viên linh thạch tứ phẩm, tương lai hắn nhất định có thể trả được. Cho nên, Tống Thư Hàng gật đầu nói, được rồi. Thế là chủ tiệm nhanh nhảu đưa miếng linh thú tinh kia cho Tống Thư Hàng, sau đó nhận lấy 4 viên linh thạch tứ phẩm từ tay của Bạch Tôn Giả. Tuy rằng nói vật quý ở chỗ hiếm, linh thú tinh quả thật cũng là một vật phẩm hiếm có. Nhưng tác dụng của nó cũng hơi si đa, có muốn sang tay cho người khác cũng không dễ dàng gì. Đạo hữu này, ta có thể hỏi đây là thú tinh của linh thú gì không? Tống Thư Hàng cầm viên thú tinh trông như kim cương kia, hỏi thử. Đây là một viên hổ tinh.
là thú tinh của linh thú hệ hổ, chủ tiệm đáp. Hổ tinh à, tại sao mình lại sinh ra cảm giác cộng minh với một viên hổ tinh, thậm chí lại có cả trực giác nhất định phải có được nó là sao chứ? Nghĩ thế, Tống Thư Hàng lại móc ra viên trân châu mua được từ chỗ của cô gái trông có vẻ trí thức lúc trước, hỏi thử, đạo hữu này, người có biết cái này là thú tinh của linh thú nào không? Vị tiểu hữu này có sở thích đi thu thập, linh thú tinh, à. Nếu biết sớm thì nói không chừng hắn còn có thể hét giá viên hổ tinh kia lên thêm một chút ấy chứ. Ấy chết, tham lam như thế là không được. Chủ tiệm nhận lấy viên trân châu của Tống Thư Hàng, xem xét qua một lúc rồi nói, nếu như ta nhìn không lầm. Thì chắc viên thú tinh này là thú tinh họ nhà rùa đấy. Thú tinh của rắn và rùa đều có dạng giống như trân châu thế này. Nhưng khí tức linh thú ẩn bên trong đó thì lại thiên về khí tức họ nhà rùa hơn. Cảm ơn ông chủ nhé, Tống Thư Hàng gật đầu, thu hồi viên thú tinh của mình. Linh thú tinh hổ hệ, linh thú tinh quy hệ, đều sinh ra phản ứng với mình. Mình có liên hệ đặc biệt gì với rùa và hổ đâu? Tống Thư Hàng chỉnh suy nghĩ lại, tìm tòi từ vật phẩm và công pháp trên người mình một lượt. Sau đó, hắn lập tức nghĩ tới một thứ, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Đây là thứ duy nhất có liên quan tới thú ở trên người hắn. Cái loại công pháp đặc biệt có thể tạo ra được một ngụm ngụy tiên thiên chân khí, bao gồm 33 loại pháp môn tu luyện. Tống Thư Hàng lựa chọn cự kình thiên trong số đó để tu luyện. Ngoại trừ cự kình ra, trong số 33 loài thú trong môn kỳ công này còn có cả hai loài thú là rùa và hổ nữa. Liệu có phải lý do khiến mình sinh ra cộng minh với hai khối linh thú tinh này là do công pháp, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, này không nhỉ? Bạch Tôn Giả tiếp tục dắt Tống Thư Hàng và Vũ Nhu Tử đi dạo khắp hội chợ giao dịch của tu sĩ này thăm thú. Bạch tiền bối, liệu trên hội chợ giao dịch lần này còn linh thú tinh nào khác không? Tống Thư Hàng hỏi thử, hắn muốn xác định xem suy đoán của mình có đúng hay không. Nếu như linh thú tinh của các loại linh thú có mặt trong, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, đều sinh ra phản ứng với hắn thì xem như có thể xác định được phân nửa. Còn nếu như có thể tìm được linh thú tinh của các loại linh thú khác không nằm trong số 33 loại kia thì cũng có thể thử xem liệu có sinh ra phản ứng gì không. Nếu như không có thì hoàn toàn có thể xác định được. Dạo một vòng thử xem, chắc chắn có thể tìm thấy thôi, Bạch Tôn Giả mỉm cười nói, trong lòng ngươi đang có suy đoán gì à? Có một chút, có lẽ có liên quan với loại công pháp mà Bạch Tiền Bối đã dạy cho ta, Tống Thư Hàng nhỏ giọng trả lời. Bạch Tôn Giả cũng suy tư một lúc. Sau đó, trong mắt hắn lóe lên từng đạo phù văn màu vàng, những đạo phù văn màu vàng kia đại biểu cho tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Bạch Tôn Giả đang thôi chắc bộ công pháp kia. Một lát sau, Tôn Giả gật đầu, đúng là có thể. Chúng ta đi dạo tiếp đi, để xem có tìm được thêm thú tinh linh nữa hay không. Nửa giờ sau, ba người bọn họ đã dạo quanh tất cả các quầy hàng một lượt, kiếm được 7 viên linh thú tinh. Linh thú tinh của 7 loài thỏ, dê, hưu, chó, gấu, ngựa, hạc. Mấy loại linh thú này loại mà các môn phái nuôi dưỡng linh thú có thể nuôi ra được số lượng lớn, cho nên, phần lớn linh thú tinh có thể tìm thấy ở hội chợ giao dịch này cũng chỉ có 7 loại ấy mà thôi. Cộng thêm 7 viên linh thạch này, bây giờ, Tống Thư Hàng đã nợ Bạch Tiền Bối tới 9 viên linh thạch tứ phẩm rồi. Tịch tiểu thành đại, càng nợ thì càng lắm. Ngoài ra, Bạch Tôn Giả và Tống Thư Hàng còn phát hiện ra vài loại linh thú tinh khác nữa, có cả bướm lẫn ong. Hai loại linh thú này cũng là linh vật mà các môn phái tu sĩ nuôi dưỡng số lượng lớn cả. Nhưng đúng như Tống Thư Hàng đã đoán, linh thú tinh của hai loại linh thú này hoàn toàn không hề sinh ra cảm giác cộng minh với hắn. Bướm và ong không nằm trong số 33 loài linh vật của tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Như thế thì có thể xác định được là tất cả những linh thú tinh này có liên quan với tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Có lẽ, đây là một cách khác để ngươi ngưng tụ ngụy tiên thiên chân khí đấy, Bạch Tôn Giả chốt một câu. Tống Thư Hàng nhìn về phía Bạch Tiền Bối với vẻ khó hiểu, tất cả mọi điều về môn kỳ công này đều là do Bạch Tôn Giả nghiên cứu, hắn chỉ phụ trách tu luyện mà thôi. Trước kia Bạch Tiền Bối đã chiếm được quyển thứ nhất và quyển thứ hai của môn kỳ công từ tay kẻ đứng sau màn của tổ chức sát thủ tam thập tam thú thần tông, trải qua cải biên sửa chữa, mới truyền thụ lại cho Tống Thư Hàng. Sau khi Tống Thư Hàng tu luyện cự kình thiên của môn kỳ công này xong thì trong đan điền đã tạo ra một đạo chân khí dạng kim châm ở giữa đan điền. Đạo chân khí dạng kim châm này chính là hình thức ban đầu của ngụy tiên thiên chân khí. Nhưng hắn vẫn không hề có chút đầu mối nào về việc phải làm sao biến đạo chân khí mới được sinh ra này thành ngụy tiên thiên chân khí.
Chấm. Thư Hàng có còn nhớ mấy gã sát thủ của Tam Thập Tam Thú Thần Tông không? Mỗi người bọn họ đều tu luyện một loại công pháp thú loại của môn kỳ công này, Bạch Tôn giả cười nói. Tống Thư Hàng gật đầu, đặc biệt là cái gã kình bát cực kỳ tàn ác có sở thích ôm rồi siết chết con gái nhà người ta, cũng tu luyện đệ nhất thiên là cự kình thiên như hắn. Tống Thư Hàng chỉ nhớ tới thôi đã muốn khóc ròng rồi. Bởi vì hắn đã từng thể nghiệm cuộc đời của Sở Sở cô nương, cũng từng hưởng thụ quá trình bị ôm ghì tới chết kia rõ mồn một. Nhưng trong cơ thể của mấy gã sát thủ đó không hề hình thành hình thức ban đầu của chân khí đúng không? Bạch Tôn giả cười ha hả rồi nói. Tống Thư Hàng gật đầu, hắn hãy còn nhớ rõ, Bạch Tôn giả đã từng nói tới Ngụy Tiên Thiên chân khí với cái gã kình bát kia, mặt mày của đối phương cứ đần thối ra, trông bộ dạng như thể hắn căn bản không hề biết công pháp mà mình tu luyện có thể luyện ra được một phần Ngụy Tiên Thiên chân khí ấy. Công pháp bọn họ tu luyện đã được sửa chữa qua, cũng giống như quyển thứ nhất và quyển thứ hai của công pháp mà kẻ đứng sau lưng, Tam Thập Tam Thú Thần Tông, đã đưa tới cho chúng ta vậy, Bạch Tôn giả nói tiếp, bọn họ được bồi dưỡng như hạt giống chân khí. Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công, tên là Tam Thập Tam Thú, nhưng kẻ tu luyện không thể nào một mình học được hết 33 thiên công pháp linh thú được. Nhưng nếu như muốn ngưng tụ ra được đạo Ngụy Tiên Thiên chân khí kia thì nhất định phải hợp chân khí của Tam Thập Tam Thú lại thì mới được. Ở thời đại thượng cổ, lúc Tam Thập Tam Thú Thần Tông, cường thịnh, chắc chắn phải có bí pháp nào đó khiến cho đệ tử có thể hợp nhất chân khí của Tam Thập Tam Thú lại làm một. Hoặc là có bí pháp nào đó để cho 33 vị đệ tử phối hợp cùng với nhau, cùng hợp thể tu luyện. Hoặc là nhờ vào ngoại vật để hoàn thành hợp nhất chân khí. Nhưng bây giờ, môn phái thượng cổ kia đã xuống dốc rồi. Nên cách để hợp nhất chân khí đó đã không được toàn vẹn nữa. Thế nên, cái kẻ đứng sau màn kia mới nghĩ ra một cách. Hắn nuôi dưỡng 33 tên thuộc hạ, cho mỗi kẻ tu luyện một thiên của Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công. Nhưng lại đưa bọn họ tu luyện loại công pháp đã bị sửa qua. Đám sát thủ này biến thành hạt giống Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công. Chỉ chờ tới thời cơ chín muồi, kẻ đứng sau màn kia sẽ thôn phệ chân khí bản nguyên trên người bọn họ. Đây chỉ là suy đoán của Bạch Tôn giả. Nhưng lúc kẻ đứng sau màn kia đến chuộc lại thuộc hạ của mình, trong quá trình chuộc ba gã thuộc hạ về, hắn còn đảo qua đảo lại ở quanh người của mấy gã thuộc hạ khác nữa. Trong lúc di chuyển, hắn đã lặng lẽ thôn phệ chân khí bản nguyên trên người của thuộc hạ. Chấm. Nhưng điều mà kẻ đứng sau màn kia thật sự không ngờ tới chính là trên người của mấy gã thuộc hạ kia đã bị Bạch Tôn giả âm thầm động tay chân. Cho nên tính thời gian thì chắc cũng tới lúc số chân khí bản nguyên mà hắn đã thôn phệ kia xảy ra vấn đề rồi. Bạch Tôn giả chính là đang chờ đối phương tìm tới tận cửa thêm lần nữa vừa hay có thể mượn cơ hội đó lấy được bản Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công, đầy đủ từ chỗ đối phương. Cùng với cách dung hợp Ngụy Tiên Thiên chân khí luôn. Chấm. Nhưng bây giờ xem ra đám linh thú tinh này mới chính là bí quyết dung hợp Tiên Thiên chân khí nhỉ. Có lẽ những linh thú tinh này có thể đại biểu cho những hạt giống chân khí kia. Nếu thật sự là như thế, sau khi Tống Thư Hàng lấy được pháp môn dung hợp chân khí xong, lại tiếp tục đi thu thập đủ 33 mảnh linh thú tinh thì có thể ngưng tụ Tiên Thiên chân khí thử xem sao. Vậy ta phải cố gắng thu thập thêm linh thú tinh nữa à? Bây giờ trong tay Tống Thư Hàng có 9 miếng linh thú tinh, cách con số 33 kia một khoảng cũng hơi bị xa. Cố gắng thu thập nhiều vào, trước khi ngươi tấn thăng lên cảnh giới chiến vương tam phẩm thì nhất định phải ngưng tụ cho ra tiên thiên chân khí trong cơ thể ngươi mới được. Bạch Tôn giả nói xong rồi còn gật gù, đợi lần này ta đi thăm dò thượng cổ di tích với các đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 xong thì ta sẽ tìm và nghiên cứu ra đủ Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công, này. Thư Hàng. Người cũng nhân dịp này cố gắng thu thập linh thú tinh đi. Không thành vấn đề, Tống Thư Hàng siết chặt nắm tay rồi nói. Chúng ta dạo thêm một chút đi, để xem có thứ nào cần thiết và ngươi có thể dùng được cho chuyến du lịch vũ trụ một tháng kia hay không, Bạch Tôn giả nheo mắt lại nói. Tống Thư Hàng. Tiền bối, thời gian một tháng thì lâu lắm, chúng ta có thể tranh thủ thời gian, à nhầm, chúng ta có thể rút ngắn thời gian lại một chút không? Nửa tháng thôi nhé, Tống Thư Hàng van nài. Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, Bạch Tôn giả quay đầu lại nói, đã nói một tháng là một tháng. Một phút cũng không bớt. Vậy khi nào thì ta phải lên vũ trụ đây? Tống Thư Hàng đành phải hỏi. Bạch Tôn giả giơ ngón tay cái lên, sau khi hội chợ giao dịch kết thúc thì ta sẽ đưa ngươi lên đó. Yên tâm đi, series phi kiếm dùng một lần của ta đã được nghiên cứu và cho ra đời phiên bản mới rồi, sau khi đưa ngươi ra vũ trụ thì một tháng sau có thể đưa ngươi quay về ngon ơ. Chuyện vặt thôi. T.
tiền bối, có thể muộn vài ngày được không? Tống Thư Hàng vội nói, linh quỷ của ta giờ vẫn còn nằm trong món hàng chuyển phát nhanh gửi đến cho lão tổ Sở gia, mãi mà không chịu đi ra. Ít nhất thì cũng để cho ta và Tiểu Giang đưa món hàng đó tới cho lão tổ Sở gia xong đã nhé. Vậy sao? Bạch Tôn giả sờ sờ cằm, nhưng sau khi hội chợ giao dịch kết thúc thì ta phải đi thăm dò cái thượng cổ di tích kia với các đạo hữu mất rồi. Không biết chuyến thăm dò này tốn bao lâu nữa, không thể nào tự tay đưa ngươi lên vũ trụ được. Không sao cả, không sao cả, ta không gấp đâu, chẳng gấp tí tẹo nào luôn, Tống Thư Hàng kích động hô to, hắn chỉ muốn cái này thôi. Được rồi, vậy thì thay đổi kế hoạch vậy, Bạch Tôn giả nói. Chương 479, thể nghiệm mới lạ. Mặt trời ngả về Tây. Hội chợ giao dịch của tu sĩ cũng bước vào hồi kết thúc, đại hội giao dịch kéo dài suốt một ngày, có rất nhiều đọa hữu hãy còn tiếc nuối chưa thỏa mãn. Nhưng chẳng sao hết, sau cuộc thi đua xe kéo này thì cuộc thi đua phi kiếm cũng sắp bắt đầu rồi. Sau khi cuộc thi đua phi kiếm thì sẽ có tới một đợt hội chợ giao dịch tu sĩ kéo dài suốt một tuần, tới lúc đó, những đạo hữu còn chưa chơi đã có thể thỏa cơn mua bán giao dịch ở đó. Toàn Phong Tôn giả thích nổi tiếng lúc này đang xử lý công việc kết thúc hội chợ giao dịch này. Hội chợ giao dịch này, Toàn Phong Tôn giả làm người chủ trì, cực kỳ nổi bật, cho nên Toàn Phong Tôn giả thỏa mãn lắm lắm, chỉ cần có thể được nổi bật là hắn hoàn toàn có thể chẳng nề vất vả ngay. Lúc này, ở trong hư không, Bạch Tôn giả nâng phi kiếm bay lên, theo ngay phía sau hắn là Giao Bá Chân Quân, Giáng Trần Chân Quân, Thông Huyền Đại Sư, Tuyết Lang Động Chủ, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Cùng với Bạch Hạc Chân Quân đang kích động tới mức rưng rưng muốn khóc. Ngoại trừ Bạch Hạc Chân Quân ra, những vị khác chính là người trong top 5 của cuộc đua xe kéo này, đang đi thăm dò di tích viễn cổ với Bạch Tôn giả. Bạch Hạc Chân Quân vốn còn đang mất mát ủ rũ vì bản thân không thể lọt vào trong top 5 của cuộc đi đua xe máy kéo, phong cách cũng đã biến thành màu trắng đen. Được rồi, Bạch Hạc quả thật chỉ có màu trắng đen. Nhưng ngay khi Bạch Hạc Chân Quân đang cảm thấy vô cùng thất vọng và mất mát thì Bạch Tôn giả lại thêm một suất cùng đi thám hiểm di tích viễn cổ cho hắn, xem như cảm ơn hắn đã giúp đỡ Bạch Tôn giả xử lý việc của giáo viên Tiểu Lý. Bạch Hạc Chân Quân lập tức đầy máu hồi sinh ngay, bây giờ hắn đang ở trong trạng thái hưng phấn cực kỳ. Bạch tiền bối quả nhiên có yêu ta. Bạch Hạc Chân Quân tin chắc vào điểm này, lần đi mạo hiểm trong di tích viễn cổ này, hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội, bồi đắp cảm tình của hắn và Bạch tiền bối. Nếu như thời cơ chín muồi thì hắn lại tiếp tục tỏ tình với Bạch tiền bối ở trong di tích viễn cổ đó thêm lần nữa. Con người sống thì phải có mục tiêu, nếu không thì có khác chi giỏi bọ đâu. Đúng không? Chấm. Trước khi chuẩn bị rời đi, Bạch Tôn giả lại đưa cho Tống Thư Hàng một cái hộp gỗ, Thư Hàng, cho ngươi này. Cái hộp này chính là món quà đã đưa tất cả tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 tới đây qua cơn mưa sao băng nọ. Lưu Tinh Kiếm dùng một lần bản 001 à. Tống Thư Hàng theo bản năng giơ tay ra nhận lấy hộp hỗ Bạch tiền bối chuẩn bị dùng cái này đưa hắn lên vũ trụ à. Không phải, đây chỉ là phù văn của vạn lý phi độn thuật bình thường thôi. Cái hộp gỗ này đã được phong ấn rồi, chỉ chờ một tháng sau khi ngươi ra vũ trụ thì cái hộp sẽ mở ra, thông qua vạn lý phi độn thuật, kéo ngươi quay về trái đất. Bạch Tôn giả mỉm cười nói, về phần cách đưa ngươi lên vũ trụ ấy à, ta đã liên lạc với đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 xong xuôi rồi. Lưu Huỳnh Tiên Tử nói rằng cô ấy sắp sửa tới Văn Châu một chuyến. Đến lúc đó, cô ấy có thể tiện đường đưa ngươi lên vũ trụ luôn. Tại sao hắn luôn có cảm giác như thể tiện đường tiễn ngươi về Tây Thiên thế này tương đương? Tống Thư Hàng hỏi thử, Lưu Huỳnh Tiên Tử sẽ ngự kiếm phi hành đưa ta lên vũ trụ à? Ta cũng không rõ nữa, bất quá ta biết Lưu Huỳnh Tiên Tử tu luyện một loại công pháp có thuộc tính khá đặc biệt, có lẽ tới lúc đó, ngươi có thể nhận được một trải nghiệm mới lạ đó, Bạch Tôn giả nói. Tống Thư Hàng, trải nghiệm mới lạ gì chứ, sao ta cứ thấy bất an thế này? Chấm. Thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tàn. Sau khi Bạch Tôn giả mang theo 6 vị đạo hữu kia rời đi, các vị tiền bối của nhóm Cửu Châu số 1 cùng với bạn bè của Bạch Tôn giả và những đạo hữu khác đã tới hiện trường theo dõi cuộc đua xe kéo này cũng lần lượt giải tán. Ngay cả phần lớn đệ tử Sở gia cũng được pháp bảo hộ tống đưa về Hoa Hạ. Mặt biển náo nhiệt nay lại khôi phục yên tĩnh. Bên cạnh Tống Thư Hàng chỉ còn lại Tiểu Hòa Thượng và Ngư Kiều Kiều. Thông Huyền Đại Sư đi thăm dò di tích viễn cổ với Bạch Tôn giả, cho nên Tiểu Hòa Thượng tạm thời vẫn ở lại bên cạnh Tống Thư Hàng. Ngư Kiều Kiều cũng thế, Giao Bá Chân Quân chính là người đứng đầu trận đấu này. Hơn nữa cô còn muốn ở lại bên cạnh Tống Thư Hàng để tìm một vị tác giả thích hợp để bắt đối phương về nhốt trong phòng tối nữa.
ngoại trừ Tiểu Hòa Thượng và Ngư Kiều Kiều ra, Đi Ti cũng nói muốn ẩn nấp bên cạnh Tống Thư Hàng để âm thầm xử lý chuyện của con hắc mã kia. Xong rồi sao, Tống Thư Hàng nhìn về phía mặt biển trống rỗng. Tiếp theo, phải trở về thế gia họ Sở với Tiểu Giang xong cái đã. Thuận tiện để xem có thể đưa mấy đứa bạn cùng phòng là bọn Cao Mỗ Mỗ quay về trước hay không. Chấm. Tống Thư Hàng mang theo Ngư Kiều Kiều và Tiểu Hòa Thượng quay về hòn đảo nhỏ của phủ chủ thất sinh phủ trước. Trời gần vào hoàng hôn. Những thổ dân thắp từng đống lửa lên, sau đó vây quanh đống lửa múa hát. Miệng thì hát ú ớ mấy chữ cái A, O, E, I, U. Vừa hát bài ca chữ cái, mấy người thổ dân nọ lại còn sôi nổi dùng sức đạp mạnh lên đất, phát ra khẩu hiệu vang dội. Trạng diện này, trông thế nào cũng giống như đang nguyền rủa người ta. Chấm. 2 giờ sau, một con du thuyền khổng lồ rất đỗi xa hoa cập bờ gần hòn đảo nhỏ nọ. Xem như nể mặt Tống Thư Hàng, phủ chủ thất sinh phủ vung tay lên, quyết định hộ tống tất cả giáo viên quay về Hoa Hạ ngay trong ngày. Bởi vì lời thế hữu giáo vô loài của hắn đã hoàn thành rồi. Thực ra, ngay khi các giáo viên này dạy cho những người thổ dân kia học được cách viết chữ Hán bình thường chứ không phải cái kiểu chữ như gà bới kia nữa thì lời thề hữu giáo vô loài của phủ chủ thất sinh phủ đã hoàn thành rồi. Nếu như đã hoàn thành lời thế, vậy thì mấy thổ dân này cũng không cần phải học luận ngữ tiếp nữa rồi, đám người Cao Mỗ Mỗ làm, giáo viên, cũng có thể về nhà sớm. Tất cả, giáo viên, đều kích động tới mức lệ rơi đầy mặt, sau khi sửa sang chuẩn bị đồ đạc của mình xong xuôi, bắt đầu bước lên chiếc du thuyền xa hoa nọ. Cho nên mấy thổ dân mới dùng một bữa tiệc múa bên đống lửa để đưa tiễn các giáo viên của họ. Trong đó có rất nhiều thổ dân nhìn về phía giáo viên Joseph với vẻ lưu luyến không rơi, hốc mắt rưng rưng bọn họ còn chưa học xong môn võ công, thời đại vẫy gọi, nữa mà. Chưa học xong thần công thì bọn họ biết báo thù kiểu gì đây? Joseph cũng muốn ở lại trên hòn đảo này, tiếp tục truyền thụ võ học cho thổ dân lắm. Nhưng đáng tiếc chính là mọi người đều phải rời khỏi đây. Một mình hắn không tìm ra cái cớ nào để ở lại được hết. Joseph cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói với các đệ tử, nếu có cơ hội thì ta nhất định sẽ quay lại. Sư phò nhất định phải quay lại đó. Mấy đệ tử thổ dân của hắn kêu lớn với tiếng trung ngọng nghịu của mình. Con gái kỳ song tuyết của Joseph nhìn không nổi nữa, đành phải kéo cha của mình đi lên tàu. Chiếc du thuyền xa hoa bắt đầu khởi động. Tư Mã Giang nhìn cái thùng chuyển phát nhanh kia, sau đó lại nhìn về bên ngoài. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, mong cho chuyến đi lần này bình an, để hắn thuận lợi đưa món hàng chuyển phát nhanh này đến tận tay Sở Khang Bá. Mong rằng đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa. Chấm. Du thuyền rẽ sóng lướt nhanh. Trên không trung, có một áng mây đen bay theo sát chiếc du thuyền, một tấc cũng không rời. Trong áng mây đen đó, có một con ngựa đen thỉnh thoảng lại ló nửa cái mặt ngựa ra, nhìn chằm chằm vào chiếc du thuyền. Xa thêm chút nữa. Chỉ cần cách hòn đảo nhỏ này xa thêm chút nữa là có thể hành động được rồi, con ngựa đen nọ lẩm bẩm. Chấm. Ở sâu dưới đáy biển, có 10 đạo thân ảnh người mọc đầy gai nhọn đang bám theo chiếc du thuyền từ xa. Chương 480, A cha, ta muốn 365 cái đạo hiệu. Tống Thư Hàng ngồi nói chuyện với đám bạn cùng phòng rất lâu, khi trời đã tối muộn thì mọi người mới chia nhau ra quay về phòng riêng để nghỉ ngơi. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ của căn phòng, chiếu lên người của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đã tu luyện xong phần chân ngã minh tưởng kinh hôm nay, mở to hai mắt. Tiểu Hòa Thượng đã nằm ngủ trèo queo ở bên cạnh. Tên nhóc này trông qua thì có vẻ ngoan ngoãn nghe lời lắm, nhưng trong lòng nó lại ẩn chứa một con đậu đậu, bản lĩnh gây chuyện cũng chẳng nhỏ chút nào. Cho nên Tống Thư Hàng đành phải kéo nó theo sát bên mình, miễn cho nó gây phiền phức cho mấy du khách còn lại trên du thuyền. Lúc này Ngư Kiều Kiều cũng đang nằm trên khung cửa sổ của căn phòng để hấp thu tinh hoa nguyệt quang, cô đang vất vả tu luyện. Tống Thư Hàng ưỡn eo một cái, kể từ sau khi tiến vào cảnh giới nhị phẩm thì thời gian ngủ của hắn cũng đã giảm bớt rất nhiều. Thậm chí, bây giờ hắn hoàn toàn có thể dùng đả tọa và minh tưởng để thay cho giấc ngủ nữa. Hắn móc điện thoại của mình ra, kéo màn hình lướt lướt, sau đó mở nhóm Cửu Châu số 1 ra. Trước khi vào nhóm để buôn dưa lê thì Thư Hàng đã đổi đạo hiệu của mình thành Kim Cương Quân Tử Đao. Trong nhóm Cửu Châu số 1, trước đó không lâu, Bắc Hà Tán Nhân đã gửi một phần video quay lại cuộc đua xe đẩy lần này. Lúc này các tiền bối trong nhóm đang bàn về mấy chủ đề liên quan tới cuộc thi xe kéo. Ví như vị tam lãng đạo hữu trong hình dạng khỉ đột ưa làm màu kia. Ví như sát thủ xa lộ Đông Phương Lục Tiên Tử.
cùng với cái vạn phù đại trận khiến cho những tuyển thủ dự thi đều vui mừng ở đích đến kia, cùng với những chỗ tốt mà các đạo hữu dự thi nhận được. Lúc Tống Thư Hàng nhìn thấy cái vạn phù đại trận này thì hắn lập tức nghĩ tới một việc. Chào các tiền bối, buổi tối tốt lành nhé, Kim Cương quân tử Đao thử hỏi thăm trong nhóm, ta xin hỏi, lúc tiến vào vạn phù đại trận đó, là vị tiền bối nào đã chỉ điểm ta từng bước một, giúp ta đột phá bình cảnh của Long Vĩ Đan Điền thứ hai thế? Kim Cương quân tử Đao, là vị đạo hữu mới nào nữa à? Tài khoản của Dược Sư đột nhiên ngoi lên hỏi một câu. Bất quá, xem tốc độ đánh chữ nhanh cỡ này thì không cần phải nói, người đang online nick nhất định là Giang Tử Yên rồi. Là ta, Tống Thư Hằng đây, Tử Yên cô nương. Kim Cương quân tử Đao trả lời. Dược Sư, danh xưng Thư Sơn áp lực đại của ngươi nghe hay lắm mà, sao tự nhiên lại đổi làm gì? Kim Cương quân tử Đao, ha ha, bởi vì đây là đạo hiệu mà hôm trước ta vừa mới có được. Dược Sư, đạo hiệu á? Phục tương đương ừ, rất thích hợp với ngươi. Kim Cương quân tử Đao đạo hữu, ha 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 ha. Giang Tử Yên cô nương hoàn toàn không biết cách an ủi người ta gì hết. Kim Cương quân tử Đao. Thật Red A cảm thấy người đặt thẳng đạo hiệu là bá đao hay tuyệt đao gì luôn cho rồi, hay hơn Kim Cương đao này nhiều, Giang Tử Yên cô nương lại nói tiếp. Kim Cương quân tử Đao, bá đao Tống Nhất. Sược sư. Bá đao Tống Nhất cũng là đạo hiệu của ta, Tống Thư Hằng nói. Sược sư. Sược sư, một mình ngươi đặt hai cái đạo hiệu kia á. Hôm nay xài cái đạo hiệu này, ngày mai lại đổi cái đạo hiệu khác sao? Ngươi ở không tới vậy sao? Kim Cương quân tử Đao cảm thấy vô cùng xấu hổ, cái kia, Giang Tử Yên cô nương, ta có tận 7 cái đạo hiệu lận. Phụt, ai cần hộc máu, Sược sư, ngươi nói thật á. Ừ, ta có tổng cộng 7 cái đạo hiệu, mỗi ngày đổi một cái, Tống Thư Hàng trả lời. Ngươi thắng. Ta phải lo cao để đi cười cho đã một lát, Giang Tử Yên cô nương tiếp tục gửi thêm vài cái ai cần hộc máu, sau đó lập tức lo cao đi chia sẻ, niềm vui, này với Dược Sư. Chấm. Tống Thư Hàng lại hỏi thăm vài lượt trong nhóm. Nhưng các tiền bối lại không có ai là người đã giúp hắn trùng kích vào cảnh giới Long Vĩ Đan Điền lúc ở trong vạn phù đại trận cả. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Nếu như không phải tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 giúp hắn đột phá. Vậy thì giọng nói đã giúp hắn trùng kích thăng cấp thành công lúc đó là ai chứ? Sau khi giúp đỡ hắn xong lại không để lại tên tuổi. Chẳng lẽ hắn gặp được một vị tốt bụng nào đó trong giới tu sĩ sao? Trên thế giới này quả nhiên vẫn còn rất nhiều người tốt. Chấm chấm. Tống Thư Hàng lại hỏi thăm ở trong nhóm, đúng rồi, các tiền bối, ta vẫn còn một vấn đề muốn hỏi. Sắp tới ta muốn thu thập một số linh thú tinh, vậy thì phải tới nơi nào để tìm đây? Thú tinh của 33 loại linh thú, bây giờ hắn mới chỉ có 9 loại mà thôi. Linh thú tinh à, loại này không có giá trị lắm, cho nên chắc trong nhóm không có vị đạo hữu nào thu thập nó đâu, Bắc Hà Tán Nhân trả lời. Phá Dương Kích Quách Đại, ảnh chụp chú chó nhỏ đáng yêu. Phá Dương Kích Quách Đại, Icon tức giận trà đầu chó. Sau khi làm xong mấy công tác lên đài xong, Phá Dương Kích Quách Đại mới trả lời, thật ra, chắc là có vài vị đạo hữu có một số linh thú tinh đấy. Ví như Tuyết Lang Động chủ này, Tuyết Lang Động của hắn ngoại trừ lang yêu ra thì cũng còn thu dưỡng rất nhiều linh thú có họ hàng với nhà sói nữa. Có lẽ trong tay hắn sẽ có một số linh thú tinh lang hệ đấy. Còn cả Hoàng Sơn Chân Quân nữa, dưới trướng hắn có vài vườn thú nuôi dưỡng linh thú rất lớn, chắc chắn hắn sẽ có một chút linh thú tinh. Bất quá, lúc này Hoàng Sơn Chân Quân lại không online. Tuyết Lang Động chủ thì đã đi mạo hiểm ở di tích viễn cổ với Bạch Tôn giả rồi. Trong thời gian ngắn sẽ không log in. Cảm ơn Quách Đại tiền bối, ta sẽ đợi Chân Quân và Tuyết Lang tiền bối log in rồi hỏi bọn họ thử xem, Tống Thư Hằng nói. Chấm. Sau khi trả lời xong, Tống Thư Hằng bắt đầu ngồi lục lọi trong không gian của nhóm. Đôi lúc sẽ có một vài vị tiền bối trong nhóm đặt một số nhiệm vụ ở trong không gian nhóm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nhận được đủ loại phần thưởng. Bây giờ Tống Thư Hằng rất cần linh thạch. Hắn còn nợ Bạch Tôn giả những 9 viên linh thạch tứ phẩm đây. Phải kiếm tiền trả nợ thôi. Chấm. Du thuyền im lặng lướt sóng đi xa. Chính là lúc này rồi. Trên bầu trời, một con hắc mã tinh nghĩ thầm trong bụng. Chính là lúc này rồi. Dưới đáy biển, có một đám chiến sĩ nhím biển cắn răng nói. Một bên khác, Bạch Tôn giả mang theo top 5 của cuộc thi đua xe kéo, cùng với Bạch Hạc Chân Quân, đang phi độn về phía di tích viễn cổ nọ.
Đi cùng với bọn họ còn có Linh Điệp Tôn Giả. Linh Điệp Tôn Giả không ngờ Vũ Nhu Tử lại có thể đè bẹp nhiều đối thủ dự thi để giành được thành tích top 5 của cuộc đua như thế, giành được cơ hội tham gia chuyến thám hiểm di tích viễn cổ. Bên trong di tích viễn cổ đầy kỳ ngộ, nhưng cũng có vô số nguy cơ. Linh Điệp Tôn Giả chỉ cần nghĩ tới chuyện Vũ Nhu Tử sẽ phải đi vào nơi nguy hiểm như thế thì lập tức mất ăn mất ngủ một ngày một đêm. Nhưng hắn lại không nỡ cản Vũ Nhu Tử đi mạo hiểm ở di tích đó, dù sao thì đây cũng là cơ hội do cô vất vả giành được, Tôn Giả không tiện phá hỏng niềm vui của Vũ Nhu Tử. Cuối cùng, Linh Điệp Tôn Giả chỉ đành mặt dày đi xin một chân cùng thám tiền di tích viễn cổ với Bạch Tôn Giả. Cũng phái Lưu Kiếm Nhất quay về Linh Điệp Đảo chủ trì đại cục trước. Trên đường đi. Đúng rồi, A Che, ta có một chuyện này. Vũ Nhu Tử đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hai mắt của cô sáng rỡ lên, nhìn chằm chằm vào Linh Điệp Tôn Giả với ánh mắt lấp lánh. Linh Điệp Tôn Giả cười đầy dịu dàng, hỏi chuyện gì thế? A Cha, người đặt cho ta 365 cái đạo hiệu luôn được không? Vũ Nhu Tử nói cực kỳ nghiêm túc. Linh Điệp Tôn Giả ngẩn ra, hả? Bao nhiêu cái đạo hiệu cơ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 480.